Hello, xin chào các fly. Lần trước phần tiến hóa sức mạnh của Dragon Ball Z được nhiều bạn đón nhận và bạn được yêu cầu rất nhiều về Dragon Ball Super. Tuy nhiên sức mạnh của bạn Z thì có bản sức mạnh được công bố từ tác giả từ đầu đến đích nè. Bay không cần phải tính toán quá nhiều. Còn phần sức mạnh của Dragon Ball Super thì ôi thôi rồi, ảo ma lắm các bạn ạ. Bay đã thử tính toán dựa theo số liệu trong truyện, kèm theo thái độ của nhân vật khi chiến đấu, cùng hệ số nhân của Saiyan năm xưa, rồi ngâm cứu các con số cho YouTube cũng như các trang web. Thì trời đất cha mẹ ông cụ nội ơi, mỗi thằng một chỉ số mạnh ai nấy hô, toàn là ngàn tỷ triệu tỷ triệu tỷ tỷ. Sức mạnh mới trải qua có 4 năm kể từ khi Ma Bư chết nó lạm phát đến mức mà tưởng như bất kỳ thằng nào cũng đã trở thành siêu thiên tài chiến binh vũ trụ rồi. Ngay cả thần rùa với lại Kaolin không lẽ lại mạnh đến như vậy phải không nào? À dù cho là vậy thì sức mạnh của một anh nông dân ở trái đất vẫn là 5 điểm. Những kẻ tưởng như cùi bắp như Android 16-17 đều có khả năng búng tay chết tươi đại ác mà bừ 30 tỷ điểm sức mạnh năm xưa. Mà tụi nó tập cái gì dữ vậy, có phải thiên tài như Fiye hay là đám Saiyan lao đầu vào chỗ chết hay là hồi sinh hắc sức mạnh đâu? Đã vậy ngay cả thần hủy diệt Beerus, mâm nào cũng trông có vẻ ngang cơ, dù cho lũ Saiyan tăng sức mạnh lên tới hàng ngàn lần. Không rõ là ông ta mạnh đến cỡ nào nữa. Thôi, dù gì cũng không đúng thì bay sẽ đưa ra một bản chỉ số có vẻ là thấp và hợp lý nhất. Cũng chỉ để giải trí mà thôi. Nếu có gì không hài lòng và sửa lại, các bạn hãy comment ở dưới nha. Sau 4 năm tiêu diệt Ma Bư, Goku vẫn kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ. Không có đối thủ xứng tầm nên anh ta tự tưởng tượng ra rồi tự tập với những kẻ cực mạnh năm xưa. Sức mạnh thuần của Goku chưa biến hình chi cả, đã tăng được 20% so với năm xưa, đạt được mốc 120 triệu. Sau khi ông Satan cho cậu tiền, thì cậu đưa hết cho vợ để mua tự do cho mình, không làm nông dân nữa mà lên luyện tập với ông thần vũ trụ. Thời gian đó thì thần hủy diệt Beerus đã ngủ dậy sau 39 năm. Ông ta dễ dàng phá hủy một hành tinh chỉ vì ghét. Ông ta có một giấc mơ về việc mình sẽ bị đánh bại bởi một kẻ tự xưng là Super Saiyan God. Giật mình thảng thốt khi biết rằng có một gã Saiyan đã tiêu diệt được Fiye chúa tể vũ trụ. Ông lập tức cùng thằng Oshin của mình bay đến chỗ thần Bắc Kaio để gặp hắn ta nhằm giao đấu. Goku thấy một kẻ mạnh đến lập tức mừng rỡ đòi đấm ngay mà không kiêng dè gì cả. Cậu lập tức hóa lên Super Saiyan cấp 1 với 6 tỷ điểm sức mạnh để tấn công ông thần. Nhưng không trúng dù chỉ một nhát. Khá là giận nên Goku hóa luôn thành Saiyan cấp 2 với 12 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng ông thần này nhẹ nhàng dùng một tay gạt hết trơn. Quá giận dữ vì bị coi thường, Goku bút lên Super Saiyan cấp 3 lập tức tăng lên 48 tỷ điểm sức mạnh, đấm xuyên cả hành tinh của Bắc Kaio. Ngỡ rằng sẽ đánh cho vị thần sức mạnh u đầu mẹ chán. Nhưng không, ông ta cảm thấy nhàm chán đến mức xuất hiện trước mặt Goku búng tay một cái, khiến thằng cu lộn tùng xèo mấy vòng ra mặt đất phía đằng sau. Beerus mong muốn thằng này hóa lên Saiyan cấp thần xem nó như thế nào, thì thằng này khai là đất cỏ. Vậy là ông chặt nhẹ một cái thằng cu nó xìu luôn, quả thật hết sức mạnh mẽ. Ông liền tới trái đất để tìm những thằng Saiyan khác. Ở trái đất, sau màn cạc hiện dành đồ ăn, thì Ma Bư, Gohan Mythic, nguyên biệt đội rồng cũng như là Goten Saiyan cấp 3 đều bị đánh cho sủi lơ hết. Rốt cuộc vì đánh Bulma nên gã Vegeta đã tức lên rồi. Hắn lập tức biến lên Super Saiyan cấp 2 với sức mạnh 14 tỷ, sau đó bước vào trạng thái tức giận cuồng nộ sức mạnh lên tới hàng trăm lần 140 tỷ mắt trắng giả. Với loại sức mạnh và tốc độ này, hắn ta có thể chịu đòn và tấn công thần hủy diệt liên tiếp, khiến ông thần toát cả mồ hôi trên mặt. Sau đó Vegeta tung đòn hủy diệt nằm giết hắn ta. Tuy nhiên có vẻ như nãy giờ ông thần ổng đùa, nhìn chiêu thức bắn mình mà đôi mắt toát ra vẻ chán gần chết, phẩy tay cái chiêu thức vỡ tan. Lúc đó Vegeta chỉ đáng giọng dùng 10% sức mạnh mà thôi. Sức mạnh dạng thường của ông có lẽ đã đạt được mất 1.400 tỷ điểm sức mạnh rồi. Chán nản vì không thấy Saiyan God, ông ta định phá hủy cả trái đất rồi đi về nhà. Ngay lúc đó Goku lại xuất hiện ngăn chặn, nói rằng mình sẽ kích hoạt được sức mạnh của Saiyan God. Ngay sau khi rồng thần chỉ bảo, năm Saiyan thuần khiết trên trái đất đã hợp lại với nhau bút sức mạnh cho Goku, khiến anh ta trở thành Super Saiyan cấp thần. Sức mạnh tăng lên hẳn 10.000 lần, sức mạnh đạt tới mức 1.200 tỷ điểm. Đây chính là sức mạnh của thần. Anh ta cùng đùa vui với Beerus một thời gian thì bị thất thế. Beerus đã thỏa mãn rồi nên quyết định phá hủy trái đất cùng cái đám yếu xìu đó, thả một quả bom hủy diệt cực mạnh lên tới gần 2.000 tỷ điểm sức mạnh. Goku bình thản cho rằng ảnh chưa nắm kỹ trạng thái thần nên chỉ phát huy được tầm 70% sức mạnh thực tế của Saiyan God mà thôi. Lập tức dùng 10 phần công lực trưởng đòn Kamehameha chứa danh lên tới 2.200 tỷ điểm sức mạnh, phá vỡ quả bom hủy diệt đó khiến Beerus giật mình. Whis cũng phải biến lên xem tình hình. Lúc này Goku đã trở về trạng thái cùi bắp tóc đen của mình 120 triệu điểm sức mạnh. Beerus cho Goku thêm thời gian luyện tập cho lần chạm trán sau này, tiết lộ thêm rằng Whis còn mạnh hơn mình nữa, ước chừng mạnh hơn 150% sức mạnh, không biết là bao nhiêu nữa. Ngoài ra bên ngoài vũ trụ thứ 7 đang sống, còn có đa vũ trụ tồn tại cùng rất nhiều kẻ mạnh khác.
Qua phần phục sinh của Fiye thì hắn ta đã được đàn em ước cho hồi sinh lấp lại cơ thể. Với bản năng thiên tài, Fiye đã tập luyện 4 tháng trời và lên được một tầm cao mới. Sức mạnh trong hình dạng cùi bắp nhất của hắn ta lúc này đã là 500 triệu điểm sức mạnh và bắt đầu đi trừng phạt trái đất. Nhưng lúc này thời thế đổi thay, lạm phát đến mức 500 triệu đi đập mũi chưa chắc nó đã chết nữa. Gohan không biết vì lý do gì, chỉ hóa Shishigan thời gian cực ngắn lên sức mạnh 3 tỷ rưỡi, đánh gục một đứa rồi lại trở về dạng tóc đen với 70 triệu điểm sức mạnh. Ngay sau đó Fiye đấm một phát Gohan hẹo ngay tại chỗ. Cơ mà phe trái đất có hai thằng siêu mạnh đã chịu xuất hiện đâu, chúng còn đang mắc kẹt ở hành tinh của Beerus. Đó chính là Goku và Vegeta đã đến luyện tập với Whis suốt thời gian dài khi Beerus trong cơn ngủ của mình. Bọn họ đều đã hấp thụ rất nhiều ki thần thánh vào trong cơ thể, cũng như luyện tập suốt thời gian dài trong quyền trường của Whis, khiến cho sức mạnh căn bản thân tăng cực kỳ nhiều, cũng như có thể hóa lên thành Super Saiyan Blue, dạng cao cấp hơn của Super Saiyan God. Hai thằng đã đến kịp lúc trong trận chiến chinh phạt của Fiye. Sức mạnh căn bản của Goku lúc này đã là 1.200.000.000 điểm sức mạnh. Vừa bút dạng ki thần thánh liền lên tới 120 tỷ. Vừa gặp mặt thì Fiye đã úp lên dạng 100% sức mạnh hoàn hảo của mình, lên tới 110 tỷ điểm sức mạnh. Hai thằng lao vô đánh tưởng như là bất phân thất bại, nhưng mà Goku vẫn chơi cơ 1 tỷ, hơn tận 10 tỷ điểm sức mạnh cơ mà. Nhưng mà lâu quá khiến Vegeta xếp hàng mở chân thí mẹ. Anh bay ra quánh túi bụi thằng Goku câu giờ. Sức mạnh lúc này của anh cũng xem thằng Cu lên tới 120 tỷ. Hai thằng đánh nhau một trận tơi bời bất phân thắng bại. Fiye cũng cảm thấy hài lòng lắm cơ. Không ngờ thằng Kadit vẫn có lòng trung thành với mình, thấy mình bị ăn đòn cũng lao ra cứu cơ. Nhưng mà không cần đâu thằng để yêu, anh tự giải quyết được. Anh Fiye trưởng vào giữa hai thằng đã đánh nhau rồi cho phép Vegeta đi. Goku cũng bảo ra thằng này cút đi. Thế là Kadit ôm cục tức lại lùi xuống dưới. Sau đó hai thằng Goku Fiye đấu võ mồm với nhau, đứa nào cũng biết đối phương đang giũ hàng, ngon thì khè ra đi thằng khốn. Thế là sau khi hạ cánh, Goku bút lùi Super Saiyan Blue, sức mạnh tối cường tăng lên nhiều lần sức mạnh nữa, lên tới 4.500.000.000 điểm sức mạnh. Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu, đó là con số thấp nhất mà bay tính ra được, thua cả mấy đứa trên mạng tính cả trăm cả ngàn lần. Fiye giật mình tí té đái, nhưng anh giỡn thôi, bản thân luyện tập cả 4 tháng trời đâu phải là cho con nít. Hắn gồng hết nội công thích cơ mong gồng cơ đít biến ra dạng cao cấp hơn, một dạng tương đương với thần, chính là Golden Fiye vàng cho lóe chó lọi với 5.000 tỷ điểm sức mạnh. Lần này là khiến tụi kia giật mình xém xỉu. Goku ái ngại định đổi cho Vegeta mà nó ứ chịu, nên là solo với Fiye vậy. Hai thằng đánh nhau, tao một đấm mày một đá, tao một cú mày một cú, không ai chịu ai. Rốt cuộc trong công cuộc đánh nhau nhầy nhụa này, vì trên có mỗi 500 tỷ điểm sức mạnh mà Goku lại thất bại. Buồn thế chứ lì, mé luyện tập suốt bao nhiêu năm trời, may mò kỹ thuật đồ các kiểu lại thua con thằng lằn hồi sinh vài tháng. Hai thầy trò thằng thần hủy diệt tới bên ngoài vừa ăn bánh vừa ngồi xem hai thằng quýnh nhau, như là xem mấy đứa mẫu giáo quýnh lòn vậy. Cứ đánh chết thoải mái, hứa không thèm can. Không biết sức mạnh đã đạt đến đâu rồi, Beerus chỉ có một điều kiện là đánh đừng dính bụi lên kem của ảnh mà thôi. Còn Bulma mà muốn sống thì lại gần ảnh để mà còn nấu đồ ăn ngon phục vụ cho ảnh. Vậy là một nùi thằng trái đất vô liêm sỉ áp sát ông ta ngay lập tức. Sau một thời gian đánh nhau thì Vegeta và Goku hù vô chơi đòn tâm lý hù dọa Fiye các kiểu, khiến Fiye bị thọt dần, bắt đầu bị ăn đòn và đánh ngang ngửa với Goku. Thực sự điểm yếu của Fiye dạng này là hắn không thể giữ được dạng quá lâu. Nếu không tốc chiến tốc thắng được thì sức mạnh sẽ bị hao hụt đi. Trong lúc hụt hẫng té xuống đất thì Goku lại gần khinh bỉ. Thế là đàn em núp sau tảng đá bắn Goku té lăn quay ra đất, trở về dạng yếu nhất của mình. Rõ ràng đó là một loại súng mạnh hơn cả thần. Tiếp theo đó thì Golden Fiye bán hành cho Goku no nê, đánh như một cái mền rách mà tuyệt nhiên Vegeta đứng xem méo thèm lao vô cứu chút nào. Đến phút cuối cùng thì Vegeta cũng chạy vô ngon ngó kêu mấy thằng trái đất cho Goku ăn đậu thần xong khỏe như trâu rồi cút đi mất. Bản thân hắn ta bút lên Shishigan Blue để đánh thằng Fiye đang kiệt sức này, sức mạnh lên tới 4.500 tỷ điểm, trong khi sức mạnh của Fiye giờ chỉ còn 500 tỷ mà thôi. Trời ơi, nó hụt mất 90% sức mạnh, tức gì đâu mà nó tức. Fiye chửi liên hồi vào Vegeta, nhưng lần này chỉ như mũi chích inox mà thôi. Hắn tiến tới đánh Fiye như đánh em bé, đánh cho thằng này trở về dạng cùi bắp nhất của mình. Rốt cuộc chỉ còn hơn 100 tỷ điểm sức mạnh mà thôi, chuẩn bị bị thằng Vegeta tiễn lên thiên đàng. Trong lúc đau khổ cùng cực nhất, Fiye đã quyết định chơi đòn hủy diệt mà không hề tự hủy. Đó chính là phá hủy luôn cái hành tinh này. Bọn nào không sống được ngoài không gian thì cho mày chết. Rốt cuộc trái đất vỡ tan, Goku thì than phân trách thần về đồ ngu của mình, nhu nhược với nhây quá chi để trái đất nó nổ tung như thế này. Con định thả nó về luyện thêm nữa chứ, có ngày nó len len bắn trái đất nổ tung. Cơ mà bên phe trái đất lại có hai thằng thần quá im ba, Whis đã quay ngược thời gian lại, khiến cho mọi thứ trở lại như cũ. Lần này Goku khôn hơn, bay tới như điện kết liễu Fiye ngay lập tức. Thằng Fiye cũng đần, tự nhiên dừng tay nhìn thằng này trưởng thay vì tiếp tục phá hủy trái đất. Đồ điên!
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, Fizie cũng muốn ước cho thời gian trở lại. Một tháng sau, thần hủy diệt vũ trụ 6 xuất hiện. Hắn ta cũng là một kẻ cực mạnh nhưng yếu hơn Beerus. Hai đứa thách thức nhau về một cuộc đấu võ đài giữa hai vũ trụ. Goku và Vegeta lại luyện tập trong phòng thời gian 3 ngày, tính theo thế giới thật là 3 năm, khiến sức mạnh tăng thêm một bậc nữa. Bọn Saiyan có ưu điểm là trẻ mãi không già, nên hầu như không thay đổi chi hết. Trận chiến vũ trụ 7 và vũ trụ 6 bắt đầu. Trận đầu Goku được đấu với thằng gấu mập Botamo sức mạnh 500 triệu. Dù sức mạnh thuần của Goku vượt trội hơn hẳn, nhưng không ăn thua với thằng này lắm. Vì nó như quả banh ấy, đánh không đau, chưởng không ăn thua. Nó phản công thì bào sức mình dần dần. Cuối cùng Goku cũng nghĩ ra một cách xô ngã thằng này, kéo đi ném ra ngoài võ đài. Mọi người bên ngoài tấm tắc khen, không ngờ Goku cũng có não. Trận tiếp theo Goku gặp Frost, một Fizie thiền lành của vũ trụ 6. À, thằng này thuộc dạng ngoài mặt cười nói bên trong lão ca chó thôi, nhưng vẫn thiền lành hơn Fizie vũ trụ 7. Dù gì thì gã này cũng sức mạnh thuần là 1 tỷ, cũng khá đấy, thế là gấp đôi thằng Fizie ở nhà rồi. Cơ mà 1 tỷ lấy gì ăn 1 tỷ tư. Sau một hồi nhây thì hắn lại bị ăn đòn. Sau khi bị Goku mời mọc biến hình thì biến lên dạng cấp 3 đầu dài, sức mạnh tăng lên 4 lần 4 tỷ. Hồng tiêu diệt thằng cu kia, đúng là hiệu quả, vừa vô mấy chiêu đã đánh nó té chỏng vó. Nhưng có màu hổng ăn thua gì mấy. Sức mạnh thằng kia không cao, nhưng độ trâu nó như là vô tận vậy, mạnh gấp 4 lần mà không có ăn. Goku nạn quá muốn kết thúc sớm, liền biến ra siêu Saiyan cấp 1 bao kỳ, thần sức mạnh nhảy một phát lên tới 70 tỷ. Gã Fizie 4 tỷ hốt hoảng, vội vội vàng vàng biến ra dạng cuối của mình, cùng với lượng sức mạnh lớn chứ không ếm như Fizie năm xưa. Sức mạnh liền lên 8 tỷ, nhưng đó vẫn là dạng 10% sức mạnh. Hắn lập tức bút lên 80 tỷ điểm sức mạnh để tấn công. Goku cũng đâu có vừa, cậu bút thêm hào quang sức mạnh bổ sung cho siêu Saiyan thuần, khiến nó lên tới 95 tỷ điểm sức mạnh. Ảo thật đấy, đánh một thời gian thì Frost thọt dần đều ngay. Trong khi Goku còn chưa thèm ra dạng siêu Saiyan cấp 2 nữa, một thời gian nữa nhắm đánh không lại, thì con thằng lằn quyết định chơi bẩn, vừa lao vào vừa bắn phi tiêu khiến Goku tê liệt và rơi ra khỏi võ đài. Frost chiến thắng. Trận tiếp theo Piccolo đấu với Frost. Lúc này Piccolo tuy đã hợp thể với thượng đế cùng neo chiến binh Namek và luyện tập xuống một thời gian dài, tuy nhiên sức mạnh làm sao mà đột biến bằng mấy thằng hùng hòe kia được. Quăng hết đồ ra, sức mạnh của Piccolo cũng lạm phát lên tới 30 tỷ mất rồi. Cơ mà mức đó cũng chỉ là một cục gạch lót đường mà thôi. Frost sau trận với Goku cũng bị giảm còn 60 tỷ sức mạnh, mạnh gấp đôi. Lẽ ra hắn ta nên đường đường chính chính hạ thằng này, nhưng không, thằng Namek này nó nhây quá thể. Nó đánh từ xa, nó kéo dài tay, nó đủ thứ hết. Frost lại quen thói chơi bẩn, bắn phi tiêu hạ cho một nốt nhạc. Đen làm sao, điều này đã không qua mắt được Zako, thằng ngáo trong đội tuần tra vũ trụ. Sau khi khám xét ra đồ chơi thì Goku đã được quay lại sàn đấu vào sau đó. Trận tiếp theo là Vegeta, đòi sống đòi chết muốn đấu với cái thằng nhìn mặt giống Fizie trông rất là ngứa con mắt này. Anh ta lập tức hóa lên dạng Saiyan nâng cấp 100 tỷ điểm sức mạnh, đánh thằng Frost 60 ra bả. À, cũng chẳng còn được 60 đâu, sau trận với Piccolo nhầy nhụa chắc cũng chỉ còn 40 mà thôi. Rất nhanh chóng, hắn bị loại khỏi sàn đấu. Trận thứ 5 Vegeta đấu với người chơi hệ máy vũ trụ 7, Auto Vegeta. Đây chính là một gã vô cùng mạnh, uống dầu và chơi hệ cơ giới, sức mạnh lên tới 78 tỷ. Chẳng hiểu kiểu gì, Vegeta đã trở về dạng tóc đen kỳ thần thông thường với sức mạnh 1 tỷ tư. Chắc là hắn muốn ghim sức mạnh lại đây mà. Đấm thằng người sắt như mũi chích inox, rồi còn bị nó dập cho méo mồm, đánh với chưởng không ăn thua gì cả. Sau lại nghe thằng đần Goku bày cho, khiến thằng người sắt ném đi. Vegeta đã bắt trước và không ngờ nó nặng như heo, 1000 tấn. Bút siêu Saiyan cấp 1 lên tới 70 tỷ cũng không ăn thua gì cả, không nhấc nổi. Mà thằng người sắt nó có não chứ không phải không đâu mà ngồi gồng khi như chỗ không người thế. Kết quả là Kadip bị đánh cho bẹp đầu. Vegeta chửi Goku quá trời chửi, tại sao mình lại nghe thằng não tôm này chứ. Rốt cuộc trong cuộc giao tranh, Vegeta tức quá đã buộc mồm xì vả thằng người máy, đòi đem nó đi bán nhôm nhựa. Người máy tuy to khỏe nhưng tâm hồn thì yếu đuối, nó tổn thương há hốc cả mồm, mồ hôi tuôn trào, bị một chiêu cùi mía của Vegeta chửi té xỉu không nhúc nhích được gì nữa. Trận thứ 6 Vegeta đấu với Kiabe, một gã Saiyan ở vũ trụ 6. Tuy đồng tộc đồng chủng nhưng người Saiyan ở đó không hiếu chiến, lại còn thái hóa hết đuôi cho tác giả dễ vẽ quần. Gã Kiabe này tuy không phải là đám hack game của vũ trụ 7, nhưng cũng có chút thực lực đấy. Sức mạnh tầm 600 triệu. Cái số này chỉ là một kẻ khá yếu đuối ở đây mà thôi. Ra khe được vài chiêu thì bị Vegeta dạng thường 1 tỷ tư đánh cho không ra cái gì cả. Khi biết rằng vũ trụ 6 chưa có siêu Saiyan thì Vegeta lại rất tức giận và coi thường, hóa luôn siêu Saiyan cấp 1 với 70 tỷ điểm sức mạnh đánh cho thằng này té gục. Ủa gì vậy cha nội,
Ở vũ trụ 7.000 năm mới có một thằng đầu tiên làm được mà tức cái gì. Ông cũng hít kẻ thằng Goku nhân vật chính đấy thay. Vegeta cố ý chọc điên thằng này khiến nó hóa Saiyan và lên tới 30 tỷ điểm sức mạnh đỡ được đòn hủy diệt. Vậy là thằng này có được sức mạnh dễ dàng, thích biến lúc nào thì biến. Có vẻ như Vegeta đã hoàn thành sứ mệnh của mình nên biến ra lui Super Saiyan Blue 4.700 tỷ điểm sức mạnh để khoe hàng, đấm một phát loại thằng 30 tỷ dễ dàng. Trận thứ 7 đã đến, Vegeta sẽ chiến đấu với Hit, kẻ thực sự mạnh nhất đội, huyền thoại thế giới ngầm của vũ trụ 6. Cái giá phải trả để mà Hit đến và chiến thắng trong trận này chính là khối lập phương của thiên thần, phương tiện di chuyển bất cứ đâu, thậm chí là đa vũ trụ. Rõ ràng đây là một kẻ vô cùng mạnh. Vegeta trạng thái Blue đúng là mạnh thật, nhưng khi hắn ta lạm dụng lâu dài tốn quá nhiều năng lượng nên thực sự chỉ còn 10%, còn có 470 tỷ điểm mà thôi. Với sức mạnh này hắn ta không thể nào đánh trúng Hit một hit mà còn bị ăn hit liên tục. Ngoài việc hit quá nhanh quá mạnh thì hắn còn có thể ngưng động thời gian trong 0.1 giây, đạt được lợi thế trước đối thủ của mình. Vegeta Super Saiyan Blue bị đánh tới mất máy, nhận không ra, đánh tới mức trở về dài căn bản và không còn sức để mà xin đầu hàng nữa. Một trận thua hết sức là nhục nhã. Sau khi được ăn đậu thần hồi phục, hắn yêu cầu Goku đập gãy chân thằng kia đi. Trận tiếp theo Goku đấu với Hit, hắn tấn công Hit ở dạng căn bản 1 tỷ tư của mình. Tất nhiên ăn đòn là điều không thể tránh khỏi, nhưng mục tiêu dạng này của Goku đó chính là giữ sức và quan sát tìm điểm yếu của đối thủ mà thôi. Sau đôi lần quan sát cử động tay và đoán được đoạn dừng thời gian Hit sẽ xuất hiện thì Goku đã tấn công chúng hắn. Goku bút lên Super Saiyan cấp 1 với 70 tỷ điểm sức mạnh. Hai thằng đã ngang cơ với nhau. Nhìn thì khá đông đều, nhưng thật sự Goku vẫn thua trình thằng này một bậc nữa. Goku mất sức rất nhanh, còn Hit thì vừa đánh vừa giỡn. Có vẻ như hắn ta vẫn chưa thèm đánh đấm toàn lực gì cả, chỉ đang phô diễn tài năng, test các loại võ công mới đánh trúng Goku làm sao cho thằng này không đỡ được mà thôi. Một mặt khác, hắn muốn bức cho Goku phải biến sang dạng mạnh nhất của mình. Goku tức quá, liền biến ra dạng Super Saiyan God tóc đỏ. Lần này hắn khá thông minh khi dạng God không bị nép sức mạnh như Blue. Sức mạnh giữ nguyên 1.900 tỷ điểm, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Lần này hắn đã có tốc độ vượt trội hơn so với Hit và có thể phản công những lần ngưng động thời gian rồi. Hit không bị ăn đòn quá mức với những đòn đánh của dạng thần lắm, nhưng hắn biết rõ mình đang yếu hơn, kéo dài là thua thiệt. Lúc này sức mạnh của Hit mới lộ ra tầm 1.500 tỷ điểm. Rõ là sức mạnh đã khiến Vegeta Blue dạng nép đi cùi dễ dàng và chơi với Goku một thời gian dài. Nhưng yếu hơn dạng God của Goku nhiều lắm. Vậy là hắn ta đã gồng hết sức mình để đạt được sức mạnh tối đa, đạt đến 3.700 tỷ điểm sức mạnh. Chà chà, dạng này mạnh hơn Goku God nhiều lắm. Nhưng nhục thể của Hit cũng không có chịu nổi, chỉ có thể duy trì sức mạnh này trong một phút mà thôi. Và cũng xa được ngưng động thời gian một lần duy nhất nhằm để tiêu diệt Goku gọn lẹ. Đây là hậu quả của việc luyện khí mà không luyện thể nè. Không ngờ phút cuối cùng, Goku đã xa đến trạng thái Super Saiyan Blue của mình trong lúc tấn công Hit. Sức mạnh hóa Blue lần đầu này vẫn được giữ nguyên là 4.700 điểm sức mạnh, tốc độ cực cao phá giải lần cuối ngưng động thời gian của Hit. Hắn ta chưởng phá cả kết giới mà thiên thần tạo ra. Trận này căn bản là Goku đã thắng, vì Hit không còn gồng được sức để đánh nhau với Goku Blue nữa rồi. Ngay cả dạng cùi cũng không thể đánh lại nữa. Nhưng Goku lại tự ý nhảy ra khỏi võ đài để Hit giành chiến thắng. Hắn ta muốn chứng kiến sức mạnh của Monaka, kẻ mạnh nhất vũ trụ 7. Nhưng thực chất cái thằng quần què này chỉ là một thằng shipper vú to mà Beret hú đi cho vui mà thôi. Khiến thằng nhỏ ra đấu vừa đi vừa rung muốn đá ra quần. Monaka chỉ có 15.000 điểm sức mạnh mà thôi. Hit đã vô tình biết được bí mật của Beret. Một phần muốn trả lễ cho Goku vì trận trước mình thực sự đã thua rồi. Hắn đã tự té ra ngoài sân đấu khi Monaka chạm vào chân mình. Vũ trụ 7 chiến thắng, Monaka vẫn trở thành một tượng đài sức mạnh vĩ đại mà Goku muốn chiến đấu tới cùng. Ngay trong trận đấu, Geno, thần của các vị thần, đấng của đa vũ trụ xuất hiện. Đây là kẻ siêu mạnh mà ngay cả các vị thần hủy diệt phải quỳ mọp nền hót sợ hãi, như cách những kẻ mạnh trong vũ trụ quỳ mọp trước mặt họ vậy. Các thiên thần đều phải quỳ xuống cúi đầu trước Geno. Với cái sức mạnh tiêu diệt đa vũ trụ thế này thì không thể đong đếm ra con số cụ thể được. Ta tạm gọi nó là vô hạn cho đến khi có thực thể có thể chơi ngang cơ. Ông ta cân nhắc tạo nên một cuộc đấu võ đài giữa 12 vũ trụ cho vui. Goku ở đâu hiện ra vô phép vô lễ đòi chơi cùng, giơ tay đòi bắt tay với đấng. Điều này khiến cho các vị thần hủy diệt toát hết cả mồ hôi vì độ liều lĩnh. Geno có thể thiêu rụi mọi thứ tại đây sạch như chùi, bao gồm cả tính mạng của bọn họ nữa. Nhưng không, Geno với tính cách trẻ em đã đến bắt tay Goku, xem như là một người bạn của mình, đồng ý tổ chức giải đấu về sau này. Sau đó hai thằng cần vệ cao to đen hôi núm tay ông ta và cút đi mất. Trận chiến hai vũ trụ chính thức kết thúc. Hit và Goku bắt tay hứa hẹn nâng cấp sức mạnh. Nếu giải đấu vũ trụ được mở thì họ sẽ luyện tập tái đấu về sau này.
Nhờ có bộ giò ngọc của Bulma, họ đã phát hiện ra viên ngọc rồng chính là sàn đấu vô danh vừa đấu xong. Siêu rồng thần đã xuất hiện lần đầu tiên trong chuyện cho mọi người một điều ước. Beerus, kẻ chiến thắng có quyền này, ông ta ước trái đất xuất hiện trở lại cùng nền văn minh mới ở vũ trụ 6 để thằng anh em song sinh của mình có thể thưởng thức đồ ăn ngon thường xuyên. Thiệt là nhân văn làm sao. Goku vẫn rất háo hức để đấm nhau với thằng Monaka, nhưng thần hủy diệt cốc chịu. Monaka là chiến binh quý giá của vũ trụ chúng ta, và cái mặt thằng Monaka ái ngại không thể tả. Một ngày nọ, chỉ sau vài tháng sự kiện đấu vũ trụ 6-7 diễn ra, vào năm 779 lịch thế giới Dragon Ball, trên tương lai 17 năm sau ở thế giới song song, bị một kẻ ác dòng thời gian đó truy sát. Kẻ này lại có khuôn mặt giống hệt Goku. Thì ra gã kia chính là Cu Đen, bản thân là Yamatsu, một thần học viện Kaioshin của thế giới hiện tại mà Goku đang sống. Ở thế giới đó, hắn đã tìm được 7 viên ngọc rồng siêu cấp, rồi hoán đổi cơ thể của Goku cũng 17 năm sau, ngay dòng thời gian chính của chúng ta. Trên tuy rất mạnh, do cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt cùng với việc được học võ cùng Kaioshin, nên cậu có thể hóa Super Saiyan cấp 2 lên tới 18 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng do bản thân nhiều ngày ăn uống không đủ dưỡng chất nuôi cơ thể, vả lại cậu đã bị trọng thương suốt nhiều ngày ròng rã, nên sức mạnh giờ này chỉ còn 10%, chỉ là 1 tỷ 8. Nó chẳng là gì với gã Cu Đen Yamatsu này. Sở hữu cơ thể Goku hấp thu kỳ quỷ thần, với sức mạnh thuần chưa thèm hóa Super Saiyan, hắn ta đã có đến 1 tỷ 9 điểm sức mạnh, dễ dàng hạ gục thằng nhỏ này rồi. Trên trong lúc nguy cấp, rồi chiêu liên tục vào Cu Đen, lợi dụng khói bụi nhảy lên tàu thời gian, bay về thế giới song song của chúng ta hiện tại. Ở đây cậu đã có đậu thần ăn liền, khỏe như trâu, hồi phục 100% sức mạnh, tính dày đòi đấm ngay vào mồm Goku. Nhưng giờ thì tuổi gì nữa? Ở đây tiến hóa đến cấp nào rồi? Goku và Vegeta đồng ý đến tương lai để hỗ trợ đấm cái thằng được gọi là Cu Đen kia. Cơ mà phải xin vợ đã. Bulma đồng ý cho đi khiến cả hai mừng húm. Goku muốn thử sức đánh nhau với Trần cho vui. Thằng nhỏ bút ngay Super Saiyan cấp 2 chán lẹ với 18 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng giờ cái đó tuổi gì với Goku nữa. Chỉ cần bút ki thần kỳ lên thì 1 tỷ 2 mất rồi. Lên Saiyan trạng thái này thì thằng nhóc đứng hình. Vậy là Goku giữ trạng thái thường bút lên Super Saiyan cấp 2 cho thằng nhỏ đỡ tự ái. Sức mạnh lúc này cũng sơ sơ 14 tỷ mất to rồi. Cơ mà trong cuộc chiến này thì sức mạnh thuần của Trần cao hơn, tốc độ cũng lớn hơn, chiếm được ưu thế trước Goku. Quả này cù nhai nữa thì thua mất. Vậy nên để chiến thắng và khề trên thì Goku đã hóa lên dạng Super Saiyan cấp 3 của mình. Dạng này hao khá nhiều năng lượng, nhưng được cái nó hoành tráng. Cả chắc là trên không luyện được, vì cái này cần thời gian và lượng ki rất ư là dồi dào. Sức mạnh của Goku lúc này đã lập tức lên tới 56 tỷ điểm, gấp 4 lần dạng căn bản. Cho hê, trên chưa lên được dạng này, nhưng thằng nhỏ đã tiến hóa Super Saiyan cấp 2 theo một con đường khác. Nó lập tức có sức mạnh tương đương dạng Super Saiyan 3 lên tới 64 tỷ điểm sức mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn Goku Saiyan 3 hiện tại nữa. Cậu liền lao tới chém Goku, nhưng Goku lại là một đứa ăn gian hào thắng. Trong giây phút Trần chém tới, thì hắn ta lập tức bút lên sức mạnh Super Saiyan God trong một giây, liền lên tới 1.900 tỷ điểm sức mạnh, biến ra sau lưng đạp vào đầu thằng nhỏ té trọng vó, rồi hồi phục tóc đen luôn để không ai có thể nhận ra. Tuy nhiên mọi người đều thấy cả, Vegeta đã chửi hắn là tên khốn chơi bẩn. Thần hủy diệt đã cùng quyết đến vũ trụ thứ 10 để xử lý gã Yamatsu thế giới này tan thành tro bụi, dẫn đến việc Goku 17 năm sau sẽ không bị hoán đổi thân xác. Nhưng thực tại thì Cu Đen vẫn còn tồn tại, vậy nên nó dẫn đến việc tạo ra thế giới song song thứ 6 khi Goku không bị Yamatsu hoán đổi thân thể. Trong lúc đó thì Goku và Vegeta đã đến tương lai song song để xử lý tên Yamatsu Cu Đen thế giới tương lai. Cuối cùng bọn họ đã gặp nhau. Yamatsu rất ngạc nhiên vì Vegeta và Goku của thế giới này đã chết hết cả rồi, tụi này ở đâu mà ra? Goku thì tức giận vì hắn đang chiếm thể xác của mình. Hỏi ra thì bản thân mình đã bị hắn giết sau khi cướp xác rồi, vậy nên Goku sẽ báo thù cho chính bản thân của mình. Vegeta thì không vậy, hắn chỉ muốn đến để đánh nhau mà thôi. Đặc biệt là cái thằng đáng ghét có khuôn mặt Goku cực kỳ đáng ghét nữa, không liên quan đến trận chiến Goku, Cu Đen, Cu Song Song, Cu Thẳng Hàng các kiểu này. Hắn lập tức biến lên Super Saiyan cấp 2 dạng thường để đánh nhau. Chắc là để dò sức thôi, chứ đánh thật là bút lên Blue luôn rồi. Sức mạnh căn bản thần của Vegeta bây giờ là 1 tỷ 7. Bút lên Super Saiyan cấp 2 liền lên tới 170 tỷ. Bút sức mạnh Genka Saiyan của mình lên 230 tỷ. Đánh cho Cu Đen chật vật. Về sức tấn công của hắn ta hiện tại khá là yếu, 1 tỷ 9. Nhưng sức phòng thủ lại ở dạng khá mạnh, dựa cho hình thái cuối cùng đang sở hữu. Nên đòn đánh của Vegeta dù gây cho hắn chật vật trong chống đỡ, nhưng không thể nào gây ra sát thương nghiêm trọng.
Hắn lập tức thấy hứng khởi vì có đối thủ ngay. Lập tức cu đen cũng hóa lên Shishigan cấp 2 với luồng kỳ quỷ thần của mình lên 190 tỷ. Cười một cách nham hiểm, hắn liền lao đầu và tấn công Vegeta như vụ bão, nghĩ rằng Vegeta sẽ to với dạng này của mình. Ủa cơ mà Vegeta 230 tỷ mà cu em. Cái đích dập cho thằng cu đen thành thằng cu bầm tím luôn. Vegeta nghĩ rằng thằng này còn vũ hàng, còn dạng cuối nữa mà chưa xài, liền biến ra dạng Blue của mình với 5.007 tỷ điểm sức mạnh. Đáng tiếc cu đen đứng hình rồi, không thể lên được thêm nữa. Lập tức bị Vegeta đánh như một con thú ong vứt ngoài bãi rác. Hắn tức giận chống trả mà không ăn thua gì cả. Đã thua rồi mà còn bị thằng Kadit nó sỉ nhục, quả thật quá tức giận. Hắn cố hết sức mình vì cái gì chứ? Tất nhiên là vì công lý rồi. Không lẽ để bọn này chà đạp lên sự cao đẹp của mình sao? Vì nổi giận, cu đen ướp dạng răng gơ tăng gấp 10 lần sức mạnh lên tới 1.900 tỷ điểm sức mạnh. Quả thật cực mạnh, rõ ràng là có thể chơi thằng Vegeta rồi. Nhưng mà, ố kìa, thằng Vegeta 5.007 kia mà. Vậy là một trận đòn bầm mặt đã không thể tránh khỏi đối với cu đen. Chơi đùa chán chê, hắn quăng thằng nhỏ ra xa rồi dùng đòn Final Blast cực mạnh sức mạnh lên tới 9 tỷ tư. Không thiếu rụi thằng này thành cho tàn luôn cho nhanh gọn lẹ. Nhưng không, ngay nhát cuối cùng lại có thêm một thằng nữa xuất hiện để cứu thằng cu đen ngay đường tơ kẻ tóc. Nó chính là Yamatsu chính thức của vũ trụ này. Với sức mạnh Kaio lập tức hồi phục cho thằng này full máu. Cùng với đặc tính người Saiyan, mỗi lần hồi phục là được tăng sức mạnh, khiến cu đen trong trạng thái gần chết này tăng đột biến hơn 3 lần, lên tới 646 tỷ điểm sức mạnh. Vegeta dùng dạng thần quá lâu, lại dùng skill Final Flash, lại bị hao đi 90% sức mạnh, chỉ còn 570 tỷ. Cú đen lập tức có thể khống chế thằng Vegeta ngay tại chỗ, rồi tiếp tục lại bị ăn đòn no nê. Ngay sau khi té xuống đất, Vegeta lại được Goku phát cho đậu thần về ngay dạng cũ, sức mạnh tăng thêm 10% lên tới 1 tỷ 9 ở dạng căn bản. Nhưng Ki thần thì đâu có được hồi phục đầy đủ. Hắn bước lên Shishigan Blue nhưng vẫn ở dạng 10% sức mạnh là 635 tỷ, là vô cân đồ với cu đen. Tình hình là cả hai đánh nhau gây ra sát thương cho nhau, cơ mà cu đen vẫn mạnh hơn chút đỉnh. Khi té xuống đất thì cuộc chiến bắt đầu dần dần không cân sức khi Yamatsu bút hồi sức cho thằng này. Lại cộng thêm 20% sức mạnh Super Saiyan 2 lên tới 710 tỷ điểm. Thêm vào đó hắn đã đủ lĩnh ngộ để có thể tiến lên dạng thần Super Saiyan God Super Saiyan, hay còn gọi là Goku huấn hoa hồng với bộ tóc màu hồng đặc trưng. Sức mạnh lần này không thể xem thường được nữa, 23.780 tỷ điểm sức mạnh rồi. Trường hợp này xin phép bất lực vì toàn bộ người phe Goku cộng lại hết cũng không sờ được cọng lông nách thằng này nữa. Thế là hắn cùng Vegeta lao vô thử sức. Ôi dồi ôi, tụi con rùi luôn. Giờ Vegeta không khác gì cái bao cát đánh để luyện tay cả. Ở bên này chiến trường, Yamatsu đấu với Son Goku, không hổ là phụ tá Kaioshin mạnh nhất. Hắn ta có chỉ số lên tới 100 tỷ điểm sức mạnh lần. Goku hóa Blue lên tới 4.700 điểm sức mạnh, không khác gì dao chặt dâu đi mổ gà vậy. Cũng nhây với nhau một thời gian bọn phát hiện ra rằng Yamatsu đã chịu hồi siêu rồng, ước cho mình bất tử rồi phá bỏ con rồng đi. Bất kỳ đòn tấn công nào của Goku cũng không gây sát thương lên hắn cả, trừ khi khống chế. Nhưng bạn ơi, khống chế lại là nghề của thần chứ không phải của con người. Dù Goku mạnh hơn gấp nhiều lần, nhưng vẫn bị Yamatsu dùng hiệu ứng cháo buộc không thể di chuyển. Trận này thật sự là bất lợi. Ở bên kia chiến trường, Vegeta đã bị đánh gục trở về dạng tóc đen của mình. Ngay lúc hai thằng vừa hạ cánh thì trên bích truyền đã không thanh, lập tức dùng chiêu Thái Dương hạ sang làm mù mắt hai thằng kia, rồi đưa tất cả su ong cống thành phố chuẩn biển đi mất. Sau đó bằng một trò lừa, Chen và Mai ở lại đánh lạc hướng hai thằng kia, cho Goku và Vegeta lên tàu thời gian công đích chạy trốn về quá khứ. Với lượng sức mạnh nhỏ bé của mình, Chen chỉ là con kiến trước gã Saiyan hoa hồng kia thôi. Trong thực tại quá khứ, Vegeta cằn nhằn là thằng Goku đã bỏ rơi thằng con mình lại, nhưng chính bản thân ảnh cũng bỏ chạy đó thôi. Kaioshin vũ trụ 7 lén đi gặp Kaioshin vũ trụ 10, rồi cả hai cùng dùng nhẫn không gian đến nơi mà Chen đang bị ám hành, giải cứu Chen và Mai trong lúc nguy cấp, đưa họ đến thánh địa Kaio, nơi bí mật mà không ai có thể đến cả, trừ mỗi thằng Ma Bư cùi bắp năm xưa. Ở quá khứ, Goku cố gắng tập luyện Ma Phong 3 hồng phong ấn được thằng Yamatsu mang sức mạnh bất tử vĩnh viễn, chứ không cách nào giết được nó nữa rồi. Vegeta thì quyết tâm ăn đu đủ với thằng cu đen, nên nhốt mình 6 tháng trên căn phòng thời gian để hắn tăng sức mạnh. Tất cả những điều đó đều chỉ diễn ra một ngày duy nhất. Trong tương lai, vì sợ mình bị phát hiện, hai thằng Yamatsu cu đen quyết định đi hủy diệt nhân loại lần cuối, rồi trốn đến một hành tinh khác. Hai vị Kaioshin, Mai, Chen đã đến ngăn cản, nhưng rồi ăn đòn cả lũ, tuổi đâu mà chơi. Cú đen cũng đã tiến lên dạng thần của mình, nhây nhùa với Chen suốt một thời gian dài. Trong lúc định giết hết cả nút thì Goku cùng Vegeta đã đến kịp lúc để ngăn cản hai thằng này.
Vegeta đã phát hiện ra điểm yếu của Super Saiyan Blue là rất nhanh rút mòn sức lực trong thời gian ngắn mà chính người sử dụng cũng không nhận ra. Vậy nên 6 tháng ngoài tu luyện sức mạnh thì hắn cũng luyện tập chiến thuật của mình. Hắn cần hai thứ, đó chính là Yamasu không thể tiếp cận Cu Đen và gã Cu Đen phải bị bào mòn sức mạnh. May làm sao, gã Cu Đen đã hóa Blue một thời gian dài để tiêu diệt người trái đất cũng như trừng phạt Chen. Hiện tại sức mạnh của hắn ta chỉ còn 2371 tỷ điểm mà thôi. Trong lúc tấn công, Vegeta hóa lên trạng thái gót hoàn hảo với mức 2600 tỷ điểm sức mạnh. Trạng thái này giúp hắn ta không bị hao hụt sức mạnh ra bên ngoài. Hiện tại sức mạnh cũng chỉ nhỉnh hơn Yamasu một chút, nhưng khi cần thiết né tránh và ra tay, hắn biến ra dạng Blue với 6700 tỷ điểm sức mạnh, khiến Cu Đen không kịp phản ứng mà ra đòn chí mạng cực mạnh. Điều này khiến thằng kia không hiểu vì sao mình lại bị ăn đòn nhiều đến như vậy. Cơ mà phe nó có hai thằng lận mà, Yamasu từ đâu ra suốt thằng Vegeta gót tung bay. Lẽ ra hắn nên nhanh tay hồi sức cho Cu Đen để thằng này hồi phục bút sức ngay tại chỗ. Nhưng không, Goku từ đâu gà đấu, cái máu hao thắng nổi lên, hắn bay ra đấu luôn, để lại Yamasu trong trạng thái hao hụt sức mạnh, phải đấu với thằng cái đít có thể điều khiển được sự thất thoát sức mạnh của mình. Ở bên này chiến trường, Goku đã dùng ma phong ba bắt được Yamasu vô cái bình và dán phong ấn lại ngay. Nhưng không ngờ hắn ta lại mang theo phiếu giảm giá quán ba trái hình của sư phụ, chứ không phải là lá bùa đích thực. Không xong rồi đại vương ơi, Yamasu thoát ra ngoài, ai có thể chống lại hắn được nữa đây nào? Goku biến lên dạng gót của mình với 1900 tỷ điểm sức mạnh, đánh cho thằng này tưới bụi. Cơ mà Yamasu bất tử nên mọi vết thương đều hồi phục ngay sau đó. Không hiểu sao sức mạnh khống chế của thần có tác dụng với Blue mà chậm hơn hẳn so với gót cùi hơn. Bên kia chiến trường, Yamasu đã được bút lại và có cơ hội được ăn đòn tưới bụi ngay trong dạng râu của mình. Cái hai thằng đã bị Deku đánh té sát lại với nhau, không hiểu kiểu gì lại không bút sức mạnh cho thằng Cu Đen mà quay ra mâu thuẫn nội bộ. Có vẻ như hồi phục lại sức khỏe cũng có giới hạn, hoặc cũng không thể hồi phục lại lượng ki đã thoát ra khi hắn ta hóa Saiyan râu lâu dài. Bọn chúng đã dùng quân bài cuối cùng, đó chính là dùng bông tai Potara kết hợp với nhau vĩnh viễn, trở thành Yamasu thân của toàn vũ trụ với sức mạnh tối cường. Mặc Yamasu tóc Goku, tóc màu bạc Luki thần thánh bao phủ khắp cơ thể, sức mạnh bây giờ của hắn đã là 45.000 tỷ điểm, dễ dàng phá hủy cả các vũ trụ này. Hắn lập tức đánh cho Goku và Vegeta dạng thần ra bả, trở về luôn và tóc đen của mình. Vegeta từ chỗ hợp thể với Potara với Goku vì nghĩ rằng loại hợp thể này là vĩnh viễn, vậy thà chết còn hơn. Vì vậy Goku muốn solo với thằng Yamasu khi nghĩ rằng đã đến lượt của mình. Hắn lại tiếp tục biến ra dạng Super Saiyan Blue để tấn công đối thủ. Nhưng bạn ơi, bạn đã còn nhiều sức hay là ki thần để duy trì nữa? Dạng này của Goku cũng chỉ còn có 470 tỷ điểm mà thôi. Goku lập tức bị đánh luôn trở về dạng tóc đen của mình. Ở dưới này, sau khi được cao xin thông não là bông tan chỉ có tác dụng 1 tiếng đồng hồ đối với người thường, thì Vegeta mới yên lòng muốn hợp thể với Goku. Hai thằng đã biến lên dạng Vegito năm nào, sức mạnh căn bản ki thần lên tới 1700 điểm. Trong một đòn bắn lén toàn lực đã lấy được nửa thân của Yamasu cho bất ngờ. Với cơ thể bất tử, hắn ta hồi phục lại ngay sau đó. Vegito lại lôi đầu thần ra hồi sức cho cả hai. Hắn hóa lên thẳng thành Vegito Super Saiyan Blue với 56.780 tỷ điểm sức mạnh. Sức mạnh cùng tốc độ áp đảo Yamasu rất là nhiều. Trước tiên thì là hành hạ chơi đùa thằng thần này đã. Dù gì thì thời hạn một tiếng của mình còn hơn nó một thời gian. Gã Yamasu này sau khi tấn công đánh đấm bầm dập thì hắn chỉ còn 4.500 tỷ điểm sức mạnh mà thôi. Sau khi chơi nhây xong, Vegito tính chơi đòn hủy diệt, thiêu đốt Yamasu trên từng tế bào để hắn vĩnh viễn không thể hồi sinh. Tuy nhiên sức mạnh này quá lớn, khi vừa vận sức xong thì nó hao sạch sức mạnh Potara, khiến cả hai gã tách ra lại làm hai người như cũ. Không xong rồi đại vương ơi, Yamasu nó tạo cổng không gian đấm cho Goku lờ cái bản học, đấm đi đánh lại đến mức không chịu nổi nữa. May mắn thay, phút cuối cùng Vegeta đã đến cứu kịp, cơ mà lần này thì đến lượt hắn ta hưởng thụ trận đòn. Bóp cổ thở không ra, Vegeta quyết định dồn gần hết sức ra chơi đòn hủy diệt, mục đích là chọc tức Yamasu thôi, chứ hắn biết có dùng hết sạch sức mạnh thì Yamasu cũng không chết. Ngay sau đó Vegeta từ một thằng phế vật đã trở thành một thằng phế vật hơn, bị Yamasu đấm cho mù màu. Trong lúc đó thì Goku gạ trên trị thương cho mình, sức khỏe hồi phục như cũ, sức mạnh cũng đã tăng lên tới 220 triệu. Hắn ra cà khịa thằng Yamasu trong khi Kaioshin âm thầm tiếp cận Vegeta để mà đem về cho trên hồi phục sức mạnh. Goku bút lên trạng thái Super Saiyan Blue của mình với 5.344 tỷ điểm sức mạnh. Quả này Yamasu chắc chắn là toàn thắng. Dù sức mạnh bị nếp xuống 4.500 tỷ điểm thì cũng gần bằng lũ Saiyan Blue rồi. Chỉ cần nhây trong một thời gian ngắn thôi thì lũ đó sẽ bị nếp sức mạnh đến 90% thì sẽ thắng cuộc dễ dàng. Nhưng không ngờ Goku có thể luyện lên trạng thái Super Saiyan Blue hoàn hảo. Dù có đánh bao lâu đi chăng nữa thì cũng không bị rớt sức mạnh xuống. Đơn giản là hắn sẽ ở trạng thái này mãi mãi. Vậy là hai thằng đánh nhau khá cân tài cân sức, nhưng với sức mạnh trên là 900 tỷ sức mạnh, trong khi Yamasu có thần thông tạo cổng không gian,
Thời gian dài trôi qua, Goku lợi thế hơn rất nhiều. Ngay cả quả bom gây sức mạnh của Yamato lên tới 6.000 tỷ điểm cũng bị Goku chống lại bằng chính cơ thể của mình. Đây đã là lúc tới hạn. Giữ sức mạnh Blue trong người lâu quá, bản thân Goku có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cậu ta cũng phát hiện ra điều này qua biểu hiện sức mạnh cứ muốn tuôn trào thoát khỏi cơ thể. Nhưng không sao, cậu vẫn có hào quang như vật chính mà tác giả Bucciacchi mà. Đủ sức đấu thêm trăm hiệp với thằng quần què tóc trắng hồng này. Đến mức mà sự hồi phục của Yamato đã đi đến giới hạn. Hồi phục rất chậm, quần áo đã không thể trở lại như ban đầu. Ngay sau khi Yamato bị gục ngã, Goku cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu ta quyết định phải phát tán ki ra ngoài, sẵn tiện đưa nó vào bàn tay để kết hợp một cú đấm ki kết liễu thằng này luôn cho nóng. Sau đó thì sùi cũng được. Sức mạnh của đấm này lên tới 6.300 tỷ điểm sức mạnh lao vào Yamato. Không ngờ Yamato trong cơn tức giận đã quyết định dùng hết năng lượng ki của mình ra ngoài, sức mạnh lên tới 7.000 tỷ điểm, lao vào tấn công Goku bằng một đòn duy nhất. Cơ mà đó là cú lừa của Goku, hắn không chơi tất tay mà biến đi trong tầm đánh, khiến thằng khỉ kia đánh hụt. Sau đó bắt chước đòn hủy diệt của Beerus với sức mạnh vô tận, khiến cho Yamato bắt đầu tan thành bụi cát mà không thể chống đỡ. Yamato cũng đâu phải là đứa không não, nhanh chóng mở cổng không gian, túm cổ con bé Majer ra ngay tầm đánh của Goku, khiến hắn ta bối rối dần chiêu, sẵn tiền đạp luôn vào bụng Goku một nhát. Goku ngất xỉu, mất hết sức mạnh trở về tóc đen. Yamato với sức mạnh bất tử có thể hồi phục lại phần cơ thể mình bị mất ngay lập tức. Quần áo còn được hồi phục y như cũ. Quả này thì xong đời bọn người Saiyan rồi. Hắn ta vẫn còn 4.500 tỷ điểm sức mạnh, trong khi lũ kia chỉ còn cái nịt. Khi hắn định tiêu diệt Mai sau khi nó đạo lý, thì trên Super Saiyan cấp 2 lao tới tấn công bất ngờ. Nhưng trên thì tuổi gì chơi hắn nổi. Bất ngờ sau đó, hàng của phép làm Botara đã kết thúc. Hai đứa phải tách nhau ra rồi. Kỳ lạ thay, nó tách từ từ chứ không phải là bụp cái xẹt, khiến thằng này không thể cam chịu được. Hai thằng nhè nhụa nhau không muốn tách ra hẳn bị giảm sức mạnh. Như là chơi game mà quán nét hết giờ cứ nhè nhụa thêm 2.000 mà túi không có tiền ấy. Đã thế thằng Jun từ phía sau chém đứt đôi cho tách nhau hẳn ra luôn. Rốt cuộc không chỉ tách nhau ra mà hai thằng còn bị ngất xỉu nữa. Trên tranh thủ thời khắc này mà đâm thủ thằng cu đen cho nó chết tươi luôn. Nhưng cu đen lại không chết. Thì ra hắn ta chính là Yamato. Với ý chí của thằng, hai nửa của thằng này để trở thành hai thằng Yamato cao cấp khác nhau. Chúng bắt đầu hành hạ Jun và Goku đến mức tồi tệ. Vegeta chịu không nổi nữa, lên cơn tức giận hóa lên dạng Blue của mình với 6.700 tỷ điểm sức mạnh, chửi to thằng khốn nạn, lao vô sút vào đầu thằng Goku cho nó văng ra ngoài. Ủa có lòn gì không? Thì ra hắn ta muốn cứu Goku, tách thằng Goku ra khỏi đó. Hắn đã dùng toàn lực của mình dùng chiều Gamma Burst Blast lên tới 12.000 tỷ điểm sức mạnh, chưởng chết tươi hai thằng Yamato ngay lúc đó. Thằng Yamato không chết, nó bị phân ra thành hàng ngàn mảnh. Tưởng là xong rồi, không ngờ đâu, mỗi mảnh đó lại phân ra một thằng Yamato khác. Mỗi thằng đều có 5.400 tỷ điểm sức mạnh. Hắn còn định dùng cỗ máy thời gian ở vũ trụ thứ 12 để xâm chiếm toàn bộ thế giới song song nữa. Điều này có nghĩa là Yamato sẽ xâm chiếm toàn bộ đa vũ trụ với số lượng vô cùng vô tận mỗi khi bị đánh bại. Hắn là một thực thể bất tử nhân bản vĩnh viễn. Ở manga còn đỡ, chứ ở anime tình tiết khác đi rất nhiều. Bản thân Yamato chính là vô cùng vô tận. Hắn và khí quyển trái đất đã hòa làm một, đâu đâu cũng là Yamato trông rất gớm ghiếc. Với trạng thái này, hắn có thể lan ra toàn bộ vũ trụ hay là đa vũ trụ khác thành một thực thể khủng khiếp. Cơ mà Goku đã đến lúc chơi ăn gian rồi. Dù đánh nhau nát tươm cả cơ thể như vậy, nhưng hắn có một cái nút không bao giờ hư hỏng. Đó là nút bấm của vua vạn vật Geno cho ở vũ trụ trước. Hắn bấm một cái, vua vạn vật liền hiện ra té đập mặt xuống đất. Thằng này cũng chẳng quen gì Goku luôn. Goku thấy sang bắt quàng làm họ, cứ nhờ ông thần này xử lý lũ Yamato đã. Ông này thuộc dạng quá dị, quyết định phá hủy luôn cái đa vũ trụ này chứ không chỉ là trái đất. Toàn bộ Yamato đều đã bỏ chạy, nhanh thì còn kịp. Dù là hàng nghìn, hàng vạn người, sức mạnh mỗi thằng lên tới hàng nghìn tỷ, nhưng đều không là cái đinh rỉ gì so với ông thần này. Không xong rồi chúng mày ơi, toàn bộ chúng đã bị phá hủy theo vũ trụ này bởi sức mạnh của Geno. Trước đó, Goku đã nhanh chân rủ đồng bọn vắt chân lên cổ chạy tới máy thời gian để mà trở về quá khứ song song. Sau khi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, Goku nhớ ra là để quên thằng nhỏ Geno ở lại. Hắn ta đòi sống đòi chết quay lại cái tương lai trống rỗng đó để xem thế nào. Trên đồng ý đi cùng. Ở tương lai, thằng nhỏ Geno đứng ở một không gian vô cực trống rỗng xanh lè tím liệm trong rất chán đời. Ở đây muốn chơi trốn tìm cũng không có chỗ trốn, mà có chỗ trốn cũng không có ai chơi. Goku đưa nó về thế giới của mình, rồi cậu yêu cầu Whis đưa Geno tương lai đến gặp Geno hiện tại. Thế là hai thằng lõi sức mạnh vô tận đã có bạn cùng chơi. Goku đã giữ được lời hứa của mình. Sau đó Goku trở về với cuộc sống bình yên, làm nông dân bán rau cần giúp vợ. Bulma vì thấy thằng này vô công rồi nghề sơ hở là trốn nhà bỏ đi, nên đầu tư hẳn cho cái xe bán tải lại xịn nhất nông thôn để ở nhà làm nông.
Mặt khác, cô đầu tư cho thằng chồng mình đủ thứ để nó đi luyện tập cùng Quýt tại vùng đất của thần hủy diệt. Âm mưu thiệt là thâm độc nha. Rõ ràng muốn chồng mình vượt xa cái thằng cùi bắp Goku. Nhưng Vegeta là quần què gì có được hào quang như vật chính, luyện đến đâu cũng vậy mà thôi. Trong trận đấu với Yamash, rõ ràng là Vegeta có điểm sức mạnh cao hơn. Nhưng Goku lại lên được Saiyan Blue hoàn hảo, lại tù được toàn bộ sức mạnh vào một đấm duy nhất mi gớm. Nó như Luffy dồn Haki Bá Vương vào trong một đấm vậy. Nhân vật phụ đôi khi tự cảm thấy mình vô dụng. Goku đi đường không may gặp cướp. Cướp là cái bọn không may ấy. Ba ông này sức mạnh tương ứng khoảng chừng 20-30. Mỗi ông một khẩu K54 lên tới 200 điểm sức mạnh. Ông già râu với sức mạnh 20 này nhìn thấy thằng đần mặt ngố kia chậm hiểu, nên quyết định dạy cho nó một bài học. Goku đã đỡ lại bằng một ngón tay. Đúng rồi, tuổi gì mà 20 điểm đòi đỏ với thằng cha ông cố nội 160 triệu điểm sức mạnh được chứ. Nó mạnh hơn 8 triệu lần. Có nghĩa là cần tới 8 triệu ông ăn cướp này mới cần được một thằng Goku. Đấy là nó chưa hóa Saiyan nâng thêm 50 lần sức mạnh. Có nghĩa là cần tới 400 triệu ông già đã ngang cơ. Goku thoáng chốc dùng ngón tay chọt vỡ mỏ tụi này. Tốc độ còn nhanh hơn đạn bắn, chụp được gần như toàn bộ đạn mấy thằng cướp bắn mình. Nhưng Goku phát hiện ra tay mình có một dấu đỏ bé bé. Điều này có nghĩa là cậu đã bị bắn, thậm chí còn để lại dấu đỏ đỏ cơ. Nó đồng nghĩa với việc Goku đã yếu đi vô cùng nhiều lần rồi. Cậu muốn đi luyện tập, cuộc đời này không có ý nghĩa gì hơn việc đi đấm nhau cả. Goku đem cướp đến đồn cảnh sát, may mắn nhận được một đống tiền. Cậu ta muốn đưa tiền này cho Chi-Chi đã đi luyện tập, bấm cái nút của Whis và muốn ông ta đưa mình đi. Ở chỗ Beerus, Vegeta vẫn siêng năng luyện tập với Whis. Sức mạnh bản thể không tăng lên bao nhiêu, vẫn trong tầm 2 tỷ với Gotki căn bản của thế giới này. Nhưng tốc độ đánh cùng phản ứng chiến đấu đã tăng lên rồi. Sức mạnh này ra các hành tinh phải gồng Gotki trong người, nếu không thì hắn ta chỉ còn 200 triệu mà thôi. Dù gì sức mạnh không phải là thứ quyết định ở đây, luyện tập thôi mà, hắn ta có thể sánh gần ngang tốc độ với Whis. Không biết có học thêm gì được những kỹ năng mới hay là thuật điều khiển kỳ gì không. Beerus thấy thằng gà này tập chán quá nên ngái ngủ bỏ đi. Còn cả Tiên Tri nên nói rằng hắn ta và Goku sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của ổng. Beerus dần dữ đòi đấm nhau với Vegeta để xem thằng này tuổi gì. Vegeta lập tức hóa lên dạng Blue của mình với 6.700 tỷ điểm sức mạnh. Ở khu vực này điểm đặc biệt là kỳ thần khá nhiều, không bị thất thoát dữ dội như những nơi khác. Dù rằng nó vẫn cứ hao liên tục theo thời gian. Thôi cứ đánh đã, đánh nhanh thắng nhanh. Vegeta dùng toàn lực với mong muốn đấm vào mồm thằng hủy diệt. Quả này mà vào mồm thì con mèo này hết lão ca chó ngay. Nhưng không, ngay ở dạng thông thường của mình, Beerus đã có thể nhẹ nhàng đỡ được đòn đánh này của Vegeta. Điều này cũng có nghĩa là ông ta hoàn toàn có thể gồng bút thịt sức mạnh như vô số thằng trong truyện, nhưng chưa có thèm. Sức mạnh của Beerus lúc này vẫn là một ẩn số chưa thể tính toán được. Sau khi nhẹ nhàng đỡ chiêu của Super Saiyan Blue bằng một tay, ông ta dùng tay còn lại tính thật lét Vegeta cho vui. Nhưng lỡ mạnh tay một chút khiến thằng này bị chấn động bay cả chục mét ra xa. Vegeta với thân pháp lành lẹ, lộn cù mèo bay tung mấy vòng dồn cây trưởng liên tục lên tới 7.500 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng với thằng hủy diệt, nó vẫn chỉ là một cú phẩy tay. Đó chỉ là nghi binh để Vegeta đấm vào đầu Beerus mà thôi. Cỡ Vegeta tuổi gì? Cuộc chiến kéo càng dài, Vegeta càng bất lợi. Sức mạnh anh ta rút theo từng giây chiến đấu. Vì trạng thái thần hao sức quá nhanh, anh ta chỉ còn 3 phần sức mạnh, còn khoảng 2.010 tỷ. Lập tức bị Beerus đá bóp một cái rớt hẳn xuống lòng sông. Vegeta đã cay cú rồi. Hắn bắt chước Goku hút sức mạnh Blue tuôn trào vào trong người để đạt được trạng thái Super Saiyan Blue hoàn hảo trong thời gian ngắn, không bị thất thoát ra ngoài dần dần. Cái này mà mất á là mất sạch một lúc. Sức mạnh lại lên tới 6.700 tỷ không hao hụt. Sức mạnh và tốc độ giữ nguyên này tương đương với dạng Beerus căn bản hiện dùng là 6.500 tỷ. Ông ta vẫn đang đùa vui, nhưng đùa nhây không muốn tăng thêm nữa, để xem Kadit làm ăn như thế nào. Thằng này hóa ra cũng khá đấy. Tuy sức mạnh không thể đả thương Beerus được, nhưng tốc độ nhanh đến mức có thể chạm vào yếu điểm của ông ta. Giống như trong boxing vậy, chúng sát thương phần mặt, bụng đều có thể không đau nhưng bị trừ điểm. Rốt cuộc với tốc độ không đổi của mình đánh một thời gian, Vegeta đã bóp ngay mặt của Beerus rồi. Vegeta cười hả hê, còn Beerus thì bắt đầu giận thật rồi. Hắn buông xuôi tay chân đứng một chỗ nhìn Vegeta bằng ánh mắt không thể đáng sợ hơn. Ủa cái nết gì kỳ vậy ông nội, rủ người ta đấm nhau, người ta đấm chúng lại giận. Thế là Beerus cầm lấy tay của Vegeta bóp đến mức xương gãy rắc rắc và tung ra một đòn hủy diệt mạnh tới 10.000 tỷ điểm sức mạnh. Ông ta đã tính toán dùng một đòn đủ gây sát thương cho Vegeta nhưng không để hắn chết, nhằm dạy cho thằng láo tét hổ xương này một bài học mà thôi. Vegeta đã bị chấn động trở về dạng tóc đen của mình. Beerus tuyên bố rằng thằng này 1 triệu năm nữa mới đủ tuổi chơi ảnh, thế nên hãy ngoan đừng láo. Ủa ông rủ đánh mà ông cố nội. Beerus cũng nói rằng Vegeta đủ sức trở thành một ứng cử viên thần hủy diệt cho một vũ trụ khác, vì Vegeta đã có sức mạnh để chơi với một thần hủy diệt.
Nhưng tại sao lại là vũ trụ khác? Vì Beerus được xem như là thần hủy diệt mạnh mẽ nhất đa vũ trụ. Nhưng ông ta cũng là kẻ bị mọi thần hủy diệt khác ghét, vì hồi xưa cho chúng tìm mà chơi bẩn về nhà ngủ khiến Xeno phát điên lên, quyết định khuyên Vegeta không nên cay cú vì cậu tuổi con ruồi mà đòi chơi thần hủy diệt. Anh ta khuyên hắn là do hắn suy nghĩ trước rồi mới hành động. Điều này không có kịp, phải để cho cơ thể phản ứng cho vô thức luôn kia. Ngay cả Beerus cũng chưa làm chủ được điều đó hoàn toàn. Nhưng bay biết có một số đứa mất não có thể đạt được điều đó sớm hơn nhờ việc không cần suy nghĩ đấy. Thảo nào Vegeta toàn thua Goku dù sức mạnh ngang cơ. Vegeta cho rằng hắn và Goku vẫn đang trên con đường khai phá hết tiềm năng của người Saiyan. Hai thằng cùng đu đưa xem ai lên đỉnh trước. Vegeta muốn hắn lên đỉnh trước Goku, nhưng bay nghĩ rằng tác giả sẽ cho hai thằng lên đỉnh cùng lúc. Cơ mà nếu tiềm năng mà có giới hạn thì tới đỉnh rồi còn có ý nghĩa gì chứ? Bay nghĩ lúc đó tác giả sẽ bút lên thêm, sẽ dùng màu tóc hỗn hợp hay bảy sắc cầu vòng gì đó, mỗi lần hét cũng phải to hơn hẳn. Lúc này Goku ngồi ở nhà Bulma gọi điện cho Whis đòi lên luyện tập cho vui. Trùng hợp Vegeta cũng đòi về vì vợ đã đến ngày mắc đẻ. Goku thấy Bulma mang bầu mà thắc mắc, tưởng rằng Bulma đã ăn quá nhiều. Cậu không thấy vợ mình hay người khác mang bầu bây giờ sao? Goku càng thắc mắc hơn khi Vegeta quay về, vì vợ cậu ta đẻ chứ cậu ta đâu có đẻ. Vegeta tức giận cho rằng Goku ngáo. Nếu mà bỏ đi, Bulma sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mất. Cậu quan tâm làm gì? Nhìn tớ mà học hỏi đi. Tớ còn chả biết Gohan và Goten sinh ra lúc nào nữa này. Whis thay kể tiếng mấy đứa này, tập tục chơi đó khó hiểu quá. Goku có mang bánh ngọt, thế là được. Hắn ta đưa Goku theo luyện tập với mình ở hành tinh của Beerus dưới sự luyến tiếc của Vegeta. Dù vậy Vegeta cho rằng mình đã làm điều đúng đắn. Ở trên hành tinh của Beerus, cả bọn ngồi ăn bánh ngọt. Goku đòi hỏi một kỹ thuật luyện tập ngon nghẻ hơn từ Whis, nhưng gã này cóc chịu, yêu cầu Goku phải tập lại căn bản và nắm giữ các kỹ thuật cho chắc chắn đã. Trong trận đánh, Goku luyện tập với Whis dùng Godki căn bản của thế giới với 1.6 điểm sức mạnh. Hai gã đánh nhau cùng nhịp suốt một thời gian dài. Beerus đã nhận ra không chỉ sức mạnh mà còn về kỹ thuật thì Goku đều đã thọt hơn hẳn so với Vegeta do lâu ngày không chiến đấu đấy. Dạng này mà rủ ông đánh nhau thì ông còn đấm thêm, ông không thèm. Hai thằng đang đánh nhau hăng say thì Whis bất ngờ tung ra một quả cầu kỳ lên tới 50 tỷ điểm sức mạnh. Việc này nhằm để kiểm tra độ linh hoạt của Goku trong chiến đấu. Goku liền hóa thành Saiyan để đỡ đòn này dễ dàng. Nhưng bỗng dưng Goku ngộ ra lời của Beerus và nhớ đến một điều gì đó. Thì ra đó là trận đấu đa vũ trụ với lời hứa của Xeno. Goku như là kẻ chán đời nhặt được 10 cây vàng vậy. Hắn đòi gặp vua vàng vật Xeno, khiến Beerus tức điên lên, bảo rằng đừng có mà dây với ngài ấy, không biết mày sẽ chết khi nào đâu. Goku cóc nghe, hắn đã biến đến chỗ Xeno rồi. Beerus hằng là sao không giết thằng này từ sớm. Thằng ngu nào để cho thằng khốn nó gặp Xeno-sama vậy? Phải rồi, chính là Beerus chứ ai. Ở nhà của Xeno, hai thằng Xeno đang chơi cờ với nhau. Bọn này chơi cờ hủy diệt vũ trụ, chơi kiểu gì mà 101 trận thắng, 101 trận thua. Chán trường vì dịch Covid, thất nghiệp không có việc gì làm, nhan cư vi bất thiện, chúng nó có ý định phá hủy 8 cái vũ trụ để lại 4 cái thôi. Ngay lúc đó Goku mau chiến đã tới và đòi hai thằng tổ chức ngay giải đấu đa vũ trụ cho thỏa lòng mong ước bấy lâu. Xeno hứa lèo quá mãi mà không làm. Vậy là chúng quyết định thay vì làm cái èo phá hết 8 vũ trụ thì cho 8 vũ trụ đó đấu võ đài. Thằng nào thua thì phá hủy từng vũ trụ một, cho nó chết từ từ trong đau đớn mới sướng. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 5 tích nữa, tương đương với 40 tiếng đồng hồ trái đất. Mỗi bên sẽ gom đủ đấu sĩ mạnh nhất của vũ trụ mình để tham gia giải đấu. Trời đất mẹ ơi, 40 tiếng, nội viên tìm kẻ mạnh đã muốn son đá rồi lại còn thuyết phục được chúng tham gia nữa. Trong thời gian vội vã đó, tất nhiên là đa số sẽ có một đội quân ô hợp rồi. Tổng lãnh thiên thần đã triệu hồi đủ các thần hủy diệt. Kaioshin cùng các thiên thần tụ họp tại nhà của Xeno để thông báo về cuộc đấu. Tổng lãnh thiên thần đã triệu hồi đủ các thần hủy diệt. Kaioshin cùng các thiên thần tụ họp tại nhà của Xeno để thông báo về cuộc đấu. Họ tức giận lắm, Beerus tất nhiên là tiêu điểm của việc chỉ trích này rồi. Thằng đần Goku của vũ trụ 7 mà. Xeno tương lai chưa từng biết về giải đấu sức mạnh nào cả. Vũ trụ của thằng nhỏ này làm gì có Goku mau chiến mà có giải đấu vũ trụ 6-7. Thế là tổng lãnh thiên thần cho một bớ thần hủy diệt và võ đài đánh nhau mẫu cho biết. Trong này có nhiều thằng hủy diệt hoảng loạn bụng đá ra quần, không chỉ là lâu ngày không tập luyện mà còn vì mấy thằng còn lại toàn đám châu bò đương không có nhà vô ăn đòn cay. Trong trận chiến các thần hủy diệt này, thằng nào thắng cuộc thì thằng đó có quà mang về, thằng nào không đánh hết sức thì sẽ bị hủy diệt. Beerus tất nhiên là mục tiêu bị đấm chung đầu tiên rồi, gần như toàn bộ thần hủy diệt lao vào ông ta cùng lúc. Kẻ đầu tiên tấn công Beerus là Genya, thần hủy diệt thứ 12 với 3.100 tỷ điểm sức mạnh. Hắn ta đấm phía sau nhưng Beerus đã né được dễ dàng.
dường như ông ta có mắt sau lưng vậy. Kẻ thứ hai tấn công là Ion râu rậm vũ trụ 1 với 2.500 tỷ điểm sức mạnh, nhưng nó chẳng là gì. Gã chúa hề vũ trụ 11 với 9.800 tỷ điểm sức mạnh mà cũng không thể đánh trúng. Lyria vũ trụ 8, 5.400 tỷ điểm sức mạnh. Helep vũ trụ 2 với 3.900 tỷ điểm. Tất cả đều tấn công mà không thể trúng được Beret của chúng ta. Ông ta khinh thường bay ngược ra sau với nụ cười đeo giả. Nhưng đằng sau có người kìa chú ơi. Ông ta đột ngột bị bắt lại bởi robot Moskow, thần hủy diệt vũ trụ 3 với 10.200 tỷ điểm sức mạnh. Ba vị thần khác thấy Beret bị bắt cũng lao vô tấn công dập mẹ. Beret được xem là thần hủy diệt mạnh nhất đàn vũ trụ, nhưng sức mạnh này không cách nào vượt tổng ba thằng. Ba cũng không chia lệch quá xa người mạnh thứ nhì. Ông ta sở hữu 12.000 tỷ điểm sức mạnh. Trong giây phút bối rối, ông ta gỡ được tay thằng Robo và lùi đi mất. Liên minh ba thằng kia sức mạnh lên tới 30,7 tỷ, suốt con robot vũ trụ ba hẹo ngay tại chỗ. Bọn họ vẫn chưa buông tha cho Beret, liền nhí lên trên, nhưng không ngờ đó lại là chắp ba. Thì ra chắp ba 9.500 tỷ điểm sức mạnh đã bay lên đánh Beret trước, nhưng không thể solo lại gã 12 tỷ này, liền bị hắn đánh trúng cho lơ lửng chứ không làm bậy thế thân cho mình. Beret đứng sau cái xác con robot mà chịu một đòn hủy diệt lên tới 16.000 tỷ điểm sức mạnh, không triệt hạ cái đám trên kia. Không ngờ nó đã không qua được rào chắn của Syndra. Ông ta chỉ có 4.500 tỷ điểm sức mạnh thôi, nhưng kỹ năng phòng thủ của ông ta rất tốt, có thể nhanh chóng dễ dàng đỡ được một chiêu cực mạnh. Nhưng khi vừa thu la chắn lại, ông ta đã bị chúa hề Bemot đạp gấp vô đầu. Vâng, anh ta rất thích thời. Đây là cuộc chiến hỗn độn, miễn sao người chiến thắng cuối cùng chứ không phải là hạ một mình Beret, anh phải tỉa cho bằng sạch. Gã chúa hề 9.800 tỷ điểm sức mạnh dùng thuật khống chế nhốt toàn bộ mọi người vào những cái bong bóng riêng biệt. Cái bong bóng này chịu được một lực lên tới 15.000 tỷ điểm sức mạnh. Nếu các vị thần bị nhốt bên trong, dùng kỹ năng thì có thể sẽ toàn ra đấy, chứ dùng tay chân đâm đá không có ra đâu. Có vẻ như do quá bất ngờ nên họ mới không ra tuyệt chiêu của mình. Nói thì dài như thời gian chỉ trải qua và cả chớp mắt. Ngay lập tức Bemot chuyển sang dùng kỹ năng thứ hai như kế hoạch, đó là hóa cây thành những lá bài để phóng. Đây là một tuyệt chiêu đặc trưng của ông ta với sức mạnh lên tới 19.300 tỷ điểm sức mạnh. Nó thử sức sẽ toàn lớp vỏ bong bóng mà tấn công những vị thần kia. Bọn họ đều bị thương tích đứt người với kỹ năng này, nhưng có vẻ chúa hề ném hơi gà nên chưa chí mạng được ai cả. Lewis trở nên tức giận, dù với chỉ 5.400 tỷ điểm sức mạnh, nhưng anh ta lập tức bung chính cái đuôi của mình ra. Trong trạng thái cự vĩ hồ ly, sức mạnh anh ta lên tới 40.000 tỷ điểm, dễ dàng phá vỡ cái bong bóng và bắn chiêu liên tục vào gã hề. Nhưng chính cái đuôi này bắn ra quá nhiều đạn nhỏ, khiến sức mạnh phân ra nhiều viên đạn cộng dồn, mỗi viên đạn chỉ mang theo vài trăm tỷ điểm sức mạnh mà thôi, chứ không thể đem theo toàn bộ được. Dù gì nó cũng rất rác. Bemot đã dùng tay để lấy đoạn đạn này. Vụ nổ diễn ra ầm trời, ánh sáng khói bụi mù mịt khiến nhiều người không thấy gì cả, đặc biệt là hai thằng em bé mắt kém như dê no. Đúng là hắn ta có sức mạnh phá hủy vô tận cùng với việc bất tử trường tồn, nhưng hắn không thể nào theo kịp tốc độ đánh của những gã thần hủy diệt này. Trong cơn khói mù, Helen hiện ra ngay bên cạnh Lewis. Cô ta dùng cung bắn vào đầu gã này. Dù rằng sức mạnh cơ thể có yếu hơn, nhưng khả năng ám sát hay một đòn chí mạng vào đầu đều rất nguy hiểm. Dù gì họ cũng cùng đẳng cấp với nhau. May thay anh cáo đã dùng tay đỡ được đòn này. Ngay lúc đó, gã Vorumsi với 10.200 tỷ điểm sức mạnh đã vô cùng tức giận. Hắn ta dùng kỹ năng tiếng rống cực mạnh của mình. Đòn này tính về sức mạnh không bao nhiêu, nó không gây ra sát thương với các vị thần khác, nhưng hiệu ứng đem lại thật là ghê gớm. Các thần hủy diệt đều bị tê liệt dây thần kinh vận động bởi âm thanh này. Còn các Kaosin thì té xỉu ngay tại chỗ. Trong tình huống đẹp trai như thế này, ông ta dùng đòn hút của mình chạy lên tăng tốc tới 13.800 tỷ điểm sức mạnh, hút văng mọi thần hủy diệt đang cản đường. Sau đó các vị thần bắt đầu loạn chiến, những kẻ có sức mạnh thuần cao dần chiếm được ưu thế hơn. Chắc ba đấm vào mồm Syndra, Moskow có thể cùng lúc bắt giữ và tấn công cả hai thần hủy diệt khác là Helep và Lewis. Quintella, kẻ mạnh thứ hai trong số các thần hủy diệt sức mạnh 11.500 tỷ, dễ dàng đấm gục Ewin. Nhìn sang bên cạnh, Beret cũng vừa hạ xong Rumsi rồi. Đúng vậy, giờ chỉ còn mèo và chuột đứng cùng nhau trên võ đài. Sức mạnh họ không chênh nhau quá cao, có thể nói là ngang tài ngang sức. Giờ chỉ còn dựa vào kỹ thuật và may mắn mới có thể hạ được đối phương thôi. Đây là lúc chúng muốn thỏa mãn mong muốn phân chia thắng bại của mình. Hai thằng lao vô đều dùng độc chiêu mạnh nhất để mà đâm đối thủ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tổng lãnh thiên thần đã xuất hiện lập tức. Ông ta chỉ dùng hai ngón tay để cản hai thằng này lại. Ông ta chính là cha của các thiên thần, người dạy võ cho các thần hủy diệt. Sức mạnh tuy vẫn thua xa Geno, nhưng cũng là loại không đồng đếm được. Lý do ông ta cản hai thằng này là vì Geno méo xem được gì cả, đánh gì mà nhanh quá, chán ngon ra. Bãi hồ, ông ta bay về lại chỗ Geno. Thực sự nếu trận đấu này kết thúc hoàn chỉnh, thì kẻ chiến thắng sẽ chính là Bemos. Dù hắn ta chỉ có 9.800 tỷ điểm sức mạnh thôi, nhưng hắn hoàn toàn khỏe mạnh và hành động của hắn ngay từ đầu đã là có ý đồ.
Sau khi đỡ độc chiêu của con cáo, hắn đã giả vờ té xuống đất nằm một cục. Đời chung cuộc đứa nào còn tồn tại, tất nhiên sức mạnh đã giảm sút gần hết rồi. Lúc này còn trẻ khỏe đẹp trai thì anh bay lên đấm nó một cả rồi chiến thắng mà thôi. Nghĩ cũng uổng, tỷ là anh thắng rồi, hơi cay cay. Hoặc cũng có thể là anh chẳng muốn tham gia cái trận chiến vô bổ này nên giả vờ sùi từ đầu cho nó lành. Này, ảnh giơ tay từ chỗ hồi phục từ thiên thần luôn này. Thật ra cũng chưa biết phúc họa như thế nào, vì như vậy anh đã không đánh hết mình. Khi tổng lãnh thiên thần phát hiện ra thì Geno sẽ hủy diệt ảnh. Hai cái đứa Geno muốn hủy giải đấu này luôn vì xem chán ngòm ha. Vậy nên hủy diệt các vũ trụ này luôn cho nó nhanh cho nó rồi. Goku ứ chiều, cậu thích đấm nhau với mọi người nên bay lại năn nỉ hai thằng này. Hai thằng này cũng tò mò, muốn xem Goku chiến đấu như thế nào cho nó biết. Tổng lãnh thiên thần xếp cậu đấu với Toppo, một ứng cử viên cho vị trí thần hủy diệt vũ trụ thứ 11. Rõ ràng hắn ta rất mạnh mới leo được vị trí này. Ồ, tốt thôi, chơi thôi, thưa mày. Từ từ mấy cưng, ngày Geno trình khá gà, ngày ấy có thể quan sát kịp đâu. Chúng mày không được bay, không được xài vũ khí, không giết người. Thằng nào té ra ngoài auto thua, rõ chưa mấy bro? Không bay ư? Thôi không sao, tôi chẳng quan tâm lắm. Dù gì cái thằng U đối diện có vẻ như cũng chả biết bay gì. Thiên sứ vũ trụ 8 bay tới mắng vốn quýt. Cái thằng người thường kia có thái độ quá láo tét đối với cha của bọn họ, tổng lãnh thiên thần. Lo mà giáo dục nó đi. Nhưng quýt nói rằng Goku từng giúp Geno-sama nên khó làm gì được. Tội bất hiếu này khó tha thứ. Trận chiến bắt đầu, Goku không biết đối thủ có sức mạnh như thế nào nên không thể ra dạng mạnh nhất của mình được. Lỡ nó có độc chiêu đánh nhây thì thua chắc. Cũng tôn trọng một chút, cậu quyết định ra dạng Super Saiyan 1 với kỳ thần tràn ngập trong không gian này trước. Sức mạnh từ 1 tỷ 6 hiện tại lên tới 80 tỷ điểm. Cậu lao tới đánh Toppo như vụ bão, nhưng chẳng trúng gì cả. Toppo cũng chỉ né không đánh lại, ông cũng đã thăm dò sức mạnh của cậu mà thôi. Sự thật mất lòng, nhưng dạng Super Saiyan 1 này quá yếu ớt và chậm chạp. Rõ cú lừa, ông không thèm đánh lại để lộ hàng, chỉ né đi mà thôi. Môn có nhiều ngờ vật. Mày đánh nhau kiểu quần què vậy, làm ơn nghiêm túc tí đi. Trong lúc Goku đánh và Toppo né thì thằng Geno tương lai bắt đầu thắc mắc về màu tóc của Goku. Thằng còn lại tranh thủ khoe khoang Goku còn biến được nhiều dạng nữa. Thế là tổng lãnh thiên thần hỏi Whis Goku có thể biến thành bao nhiêu dạng. Whis bảo là 5 và hai thằng Geno nhóc con đều muốn xem nó. Thế là cuộc đấu võ của Goku trở thành sàn trình diễn thời trang cho hai thằng ôn con xem. Toppo cũng mé muốn đánh thêm vì nhận ra thằng này vũ hàng thiệt. Goku liền biến lên dạng Shishigan cấp 2 với 160 tỷ điểm sức mạnh. Mạnh thiệt đó. Nhưng ngoại hình chẳng thay đổi hoàn hoè gì cả, ngoài việc có thêm luồng hào quang xung quanh và mấy tia sét bên ngoài xẹt xẹt xẹt. Đúng vậy, Geno không thấy khác cái cụ gì cả. Beerus nghe xong mà giật cả cửa mình, hỏi Goku biến tiếp đi chứ. Geno trưởng chết cụ hết cả bây giờ. Goku liền biến lên dạng Super Saiyan 3, tóc dài tới đít, lông mày cạo sạch, hào quang chói lòa khiến cho Toppo mặt đang khó chịu cũng dịu dịu ra. Hai thằng ôn con thì luôn mồm khen ngầu thiệt đó, mắt Goku đã trở nên đáng sợ hơn rồi. Thế là chúng quyết định không trưởng chết tụi này mà cho đấu tiếp. Goku lao tới chỗ Toppo như một vị thần, tốc độ vụ bão đáng sợ thiệt đó. Nhưng, tuổi gì mà chơi ông ta? Một người kế vị thần hủy diệt thì sức mạnh có thể lên tới hàng ngàn tỷ sức mạnh. Đúng vậy, sức mạnh thuần hiện tại của ông ta là 1.100 tỷ điểm. Goku đấm mỏi tay mà không thể chạm được một sợi tóc của ông này. Tóc đâu mà đã chạm. Ông ta dễ dàng né được các đòn đấm, né nhẹ phát tránh được luôn đòn đá của Goku, thậm chí là ra tít lít đằng sau luôn rồi mà thằng cu này vẫn chưa hề biết. Ôi, ông ngán ngẩm quá rồi. Đây là tất cả những gì mà vũ trụ 7 có sao? Ba cái thằng gà, chắc phải chơi nghiêm túc để về nhà ăn cơm cho nó kịp rồi. Thế là ông lao tới đấm Goku một phát vỡ cả alo, máu phun tung tóe đầy mồm. Nó nhanh đến mức mà Goku té xuống đất lộn tới 30 vòng mới nhận ra mình vừa bị đánh. Hai thằng lõi con nệ ngay, gió lập tức đổi chiều. Toppo mạnh vật. Đúng vậy, mạnh mà không cần phải biến hình màu me. Ở sàn đấu, Goku đổi thế đỡ đòn, trong khi Toppo tấn công liên tục. Cậu đỡ được một đòn hai đòn chứ đâu đỡ được lâu dài. Cậu liên tục bị đánh như cái mền rách. Toppo lại nói, mày biến hình nhanh đi còn kịp, mất thời gian quá à. Chắc phải biến thôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ lên một cấp độ mới đấy. Đừng có mà hỏi hằng. Goku không có đùa đâu, hắn ta sắp lên thần đấy. Một dạng sức mạnh mạnh gấp 10.000 lần dạng căn bản so với kỳ thần mặc định là 1.000 lần so với dạng căn bản. Hắn lập tức biến ra Super Saiyan gót tốc đỏ với 2.160 tỷ điểm sức mạnh. Có vẻ như lúc này đã mạnh hơn gấp nhiều lần Toppo rồi. Ông ta phải làm sao với sức mạnh ngang với một vị thần thế này? Ngay cả các thần hủy diệt khác cũng bắt đầu thấy bối rối. Sức mạnh này tuy chưa bằng nhưng cũng gần tiệm cận họ rồi. Đây là đẳng cấp của thần. Nhưng Toppo mặt mũi trơ ra như chẳng có gì cả. Chẳng qua là một sức mạnh ngang thần thôi mà.
ông ta cũng có. Hãy xem đây, ông ta bắt đầu bút lên kỳ thần của mình, một loại sức mạnh của thần hủy diệt căng tràn trên cơ thể. Hào quang tím chói lòa quanh người rồi thu vào bên trong. Trông cùi cùi vậy thôi, nhưng sức mạnh của ông đã tăng lên gấp 2 lần, lên tới 2.200 tỷ điểm. Trong dạng này, ông ta mạnh ngang ngửa Goku. Ông chưởng một quả lên tới 2.500 tỷ điểm sức mạnh, nhưng Goku đã bay lên né được rồi. Ê, thằng mặc quần, cấm bay! Goku quên mất luật chơi rồi, đáng lẽ là sự thua đấy. Nhưng ở đây dân người ta họ dễ tin nên họ cho qua. Cậu ta đã dùng hai cánh tay đỡ được đòn này, nhưng cũng phải chịu một lực khá là lớn đấy. Lập tức mất tự chủ mà té xuống, có thể rớt ra ngoài võ đài. Giỡn thôi, tốc độ rớt này có là gì với tốc độ của thần. Cậu ta giơ tay ra chụp được cái sàn đấu và lao lại vào trận chiến. Bọn họ lao vô nhau đấm đá liên tục với trình độ cân tài cân sức. Rốt cuộc kẻ đánh người đỡ, chẳng ai đánh được ai cái nào cả. Kèo này bằng nhau rồi, đánh nữa không có kết quả gì đâu. Đánh một thời gian thấy nhây quá, Beerus hối Goku lên Blue rồi kết thúc cho nó lẹ đi. Goku thấy đánh đấm nãy giờ cũng đã rồi, thôi đánh nhanh thắng nhanh rồi chơi giải đấu sức mạnh đánh lại. Trong thâm tâm đầy cảm giác coi thường thằng bạch chọc đầu này, cậu đỡ lấy năm đấm của hắn ta một cách nhẹ nhàng, lập tức bút lên Susia Blue với 5.344 tỷ điểm sức mạnh. Lẽ ra quả này ra mấy đòn nữa là giúp chặn được rồi, nhưng tính Goku thích thể hiện, làm sao mà làm như thế được. Cậu thích quanh hít quanh kêu, liền thu hít kỳ vô người để trở thành trạng thái hoàn hảo. Sau đó dồn hết sức mạnh của Blue vô năm đấm của mình để đấm một cú duy nhất trọn vẹn sức mạnh rồi chiến thắng luôn. Năm đấm này lên tới 6.300 tỷ điểm. Nhưng mà các bạn ơi, cái quá trình của Goku nó tốn đến nửa tiếng đồng hồ đấy. Ông Topo có phải rảnh rang như Oroku đâu mà chờ siêu nhân nó biến hình. Ông ta thấy Goku lao tới như một thằng điên có đầy sơ hở. Nhanh đấy, mạnh đấy, nhưng ông chuẩn bị nãy giờ rồi. Ông ngồi xổm xuống đất né chiêu gần 6.300 tỷ điểm của Goku một cách dễ ẹt. Sau đó tung một cú sút hết cỡ vào bụng thằng này. Goku đã dồn hết ki thần vào cánh tay, nên lực chống đỡ toàn thân của cậu ta bị giảm cực kỳ nhiều. Không thể đỡ nổi một đòn chí mạng này từ kẻ yếu hơn mình gấp 5 lần sức mạnh. Cứ như vậy, Goku vô thức rơi ra khỏi võ đài, chạm đất và trở về dạng tóc đen của mình. Các vị thần giật mình hoảng hốt vì một kẻ mạnh như vậy có thể bị loại dễ dàng bởi một kẻ yếu hơn. Hai thằng nhỏ này thì thốt lên hào hứng. Beerus thì cười khẩy một cái, trong đó lại chứa đựng sự tự hào. Đây là kẻ kế vị do đích thân hắn lựa chọn kia mà. Beerus thì họ phải nói nhục nhã vô cùng. Trận này Topo thắng cuộc, dù sức mạnh cuối cùng của ông ta có vẻ yếu hơn hẳn Goku. Goku muốn hẹn ông này tái đấu, nhưng ông ta nói rằng ông ta chỉ là kẻ mạnh thứ hai của vũ trụ này thôi, không tính thần hủy diệt. Có một kẻ còn mạnh hơn cả thần hủy diệt nữa kia. Và hẹn gặp lần tới. Kết thúc cuộc họp của các vị thần, tổng lãnh thiên thần trả tất cả bọn họ về vũ trụ của mình để chuẩn bị thu xếp cho trận chiến một mất một còn này. Tất cả vũ trụ thua trận đều sẽ bị hủy diệt trừ thiên thần. Luật chiến đấu là mỗi vũ trụ 10 người đánh kiểu Battle Royale, đội duy nhất còn lại sẽ chiến thắng. Không được xài vũ khí, không được cắn đồ hồi máu. Trận chiến kéo dài 48 phút và bắt đầu sau 39 tiếng nữa. Sao mà kiếm cho kịp người đấy mấy má? Rõ ràng là phải kiếm một đám ô hợp mạnh nhất theo mối quan hệ rồi. Ngoài 4 vũ trụ có điểm dân số trên 7 không cần tham gia cuộc đấu hủy diệt thì tất cả những kẻ còn lại đều lo sốt vó. À, trừ cả Beerus ra, vì vũ trụ của hắn ta có Jiren, một kẻ nghe đồn rằng sức mạnh của hắn ta còn mạnh hơn nhiều so với thần hủy diệt Beerus. Chỉ cần có Jiren thì thêm bất cứ thành viên nào trong đội cũng ok. Ở vũ trụ 7, Beerus chửi Goku quá trời là chửi à. Biết về hồi xưa phá hủy trái đất giết thằng Goku cho rồi, để nó đỡ đi gây họa. Thôi, chửi nhiều đói quá. Ông rủ thằng Oshin và thằng Goku về trái đất ăn trực nhà Bulma, rồi từ từ đi gom người. Khi ăn trực nhà Bulma, Goku vô chi có rủ Vegeta đi đánh nhau, nhưng Vegeta méo đi vì vợ anh sắp đẻ con. Vũ trụ bị phá hủy thì kè vẹo nó. Nhưng Goku không thể chiến đấu mà thiếu Vegeta được. Goku yêu Vegeta lắm. Thiên sứ Whis nhanh chí biến ra cái khăn, rồi cho Bulma đẻ cấp kỳ bằng cách bóc đứa nhỏ ra ngoài đường luôn. Mắt sẵn tạ rượu ráy cho nó luôn. Bao đẻ không đâu mà còn nhanh còn lẹ. Bulma thì mừng húm, tính sắp tới đẻ hẳn chục đứa nữa vì sướng quá. Một người khỏe, hai người vui, vì vài gã Vegeta đã đồng ý thi đấu. Vậy là trái đất có hai thành viên rồi. Goku thì ngơ ngác ngỡ ngàng và ngạ ngửa. Thì ra đây chính là cách mà Chi-Chi đẻ mấy đứa nhỏ trước đây. Đến bây giờ anh ta mới biết được sự thật này, thiệt là mở mang à. Hiện tại Goku 160 triệu sức mạnh thuần và Vegeta 200 triệu sức mạnh thuần với ki vũ trụ thông thường. Nếu dùng ki thần tích trữ trong cơ thể, họ sẽ có sức mạnh thuần tăng gấp 10 lần, tương ứng 1 tỷ 6 và 2 tỷ. Dành cho những bạn thắc mắc ở series trước của Bay, hiện tại sức mạnh của Vegeta nhỉnh hơn vì cậu ta luyện tập trong phòng thời gian. Cùng với những giờ phút luyện tập với Whis đều hơn hẳn so với Goku,
Goku nhờ được ăn đậu thần cùng cứu thư sức mạnh mới tăng được 160 triệu. Chứ bình thường ở nhà và bắt làm nông dân chẳng luyện được quá nhiều. Vậy là được 2 thành viên rồi, chúng ta hãy cùng đi tìm 8 thành viên còn lại của vũ trụ 7 nào. Quyết liền đưa ra 2 gợi, đó là Piccolo 30 tỷ điểm sức mạnh và Mabu béo ị toàn ăn viên ngủ chứ không đánh đấm gì xưa giờ. Sức mạnh của Mabu sau thời gian ăn chơi sa đọa và sau những giấc ngủ dài cũng tăng lên 50 tỷ. Nhưng bản thân hắn có vẻ còn ẩn giấu cái gì đó mạnh mẽ bên trong. Và sức mạnh 50 tỷ so với đa vũ trụ vẫn là một con số vô cùng đáng gờm. Nhưng còn ai nữa nào? Ngay cả Cao xin người cai quản vũ trụ cũng không biết kẻ nào mạnh trong vũ trụ của mình. Vậy là đành dựa vào các mối quan hệ của Goku, hắn ta liền đi tìm ngay người mạnh nhất trái đất, cái hành tinh yếu đuối nhất cái vũ trụ này, đó chính là Kaolin. Cậu ta đã luyện tập và thực thi công lý suốt nhiều năm trời không ngừng nghỉ, sức mạnh cũng không dừng ở 530.000 nữa. Cậu ta đã tuyên bố mình mạnh lên gấp 10 lần rồi, lên tới 5.3 điểm sức mạnh. Goku rủ cả Pop, Android số 18 AK vợ của Kaolin đi cùng. Cô ta là một robot sinh học, tiềm năng phát triển rất lớn dựa theo thời gian. Dù hiện tại chưa đo được là bao nhiêu, nhưng nó đã tăng khá nhiều lần, gấp N lần ông chồng chọc đầu của mình. Mặc cho việc cô quyết tâm ở nhà chăm lo cho chồng con không luyện tập bao nhiêu cả. Mà cũng vì cái lý do đó, cô từ chối ba cái vụ đánh đấm rảnh háng này. Nhưng Goku gà em này là mỗi người sẽ có 10 triệu yen đi nếu tham gia đấu. Em đồng ý ngay. Nhưng làm mẻo gì có số tiền đó, nên cậu đành cậy mỏ Bulma để trả tiền. Một người hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ gì với cái cuộc đấu vũ trụ này. Ta nói nó cay. Bulma bị Goku bóp không biết bao nhiêu là lần rồi. Goku rất mừng khi Android số 18 tham gia, trong khi chẳng có thái độ gì khi Karin tham gia cả, khiến Karin khá cay cú. Rốt cuộc đã được 6 người rồi. Goku hỏi luôn vị trí của Android 17, biết năm nào đang ở nơi đâu. Biết đang ở một khu bảo tồn, nhưng không rõ tọa độ, nên Karin bảo Goku lên hỏi Thượng Đế xem thế nào. Thượng Đế hiện tại là Ốc Tiêu Đen Đen, một cậu bé thiên về support ở Namek năm xưa. Sức mạnh của cậu cũng chỉ là 233 điểm, nhưng cậu cũng chả cần đánh đấm gì nên không luyện tập chi. Ngoài ra còn gặp lại ông Bobo với 412 điểm sức mạnh. Ông ta và Thượng Đế biết ngay là vũ trụ 1 gặp rắc rối lớn, và ông biết ngay đó là do lỗi của Goku. Goku cười hô hố như không có chuyện gì xảy ra. Không phải cười là xong đâu mày. Dende cho rút ngắn cây gậy như ý của Goku năm xưa, sau đó phóng cái thần điện Thượng Đế đi như tàu vũ trụ để đưa Goku đi tìm Android số 17. Như vậy cho nội, Thượng Đế trên thông thiên văn dưới tường địa lý giữa thấu nhân tâm mà phải di chuyển vật lý như thế này à? Ngồi một chỗ mà chỉ thôi chứ, gà. Trên đường đi của thần điện thì Dende chỉ cho Goku thấy một thằng nhỏ da đen đầu khá bảnh tầm 5-6 tuổi cõng em gánh đồ đi trên đường. Các bạn nhìn nó có quen không nào? Đó chính là Ubecom mà chúng ta được thấy trong tập cuối của Dragon Ball Z ca khúc Hải Hoang. Hiện tại Goku cũng chưa biết được nó là ai. Cậu đã được Dende chỉ cho, nó là phiên bản đầu thai của Kid Buu năm xưa. Vài năm nữa vào một kỳ đại hội võ thuật, Goku sẽ nhận lãnh trách nhiệm dạy dỗ thằng nhỏ này như chúng ta đã từng thấy. Thằng nhỏ hiện tại cũng có sức mạnh tiềm ẩn trong người, cùng giác quan tâm linh rất tốt. Nó có thể cảm thấy có điều kỳ lạ trên đầu mình, dù cách đến 9 tầng mây. Ở một hòn đảo xa xa ngoài khơi, đây là đảo bảo tồn, vẫn còn tồn tại những động vật cổ đại như là khủng long và các loài quái vật khổng lồ khác. Ở đây có bọn săn bắn trộm để cư sừng cư ngà động vật về đất liền đại giá cao. Bọn này phải nói là lì, vì cái thằng kiểm lâm Android số 17 ở đây mạnh gấp hàng triệu lần người bình thường. Goku chặn xe rồi lột cái mũ tụi này đội cho vui. Ngay lúc đó số 17 lại xuất hiện. Đám xe bọn cướp đó bắn súng liên thanh vào mặt của hắn ta. Với sức mạnh lên tới 300 điểm mỗi viên, nó dồn dập nó liên tục có thể lên tới hàng ngàn điểm sức mạnh. Nhưng biết với sức mạnh và tốc độ tối thượng của mình, đã dùng một tay để sạch đạn không trừ phát nào. Cậu ta nhanh chóng hạ gục đám trộm cắp và phá sạch xe của bọn chúng. Chuyến này bọn trộm lỗ nặng rồi. Đồ thì chưa thấy đâu mà xe với súng tan nát hết. Ngu vãi. Sau khi hạ chúng, Bít liền tới tấn công Goku cũng đang đội cái mũ trùm của bọn ăn trộm. Với sức mạnh 160 triệu, cậu đỡ được ngay khiến cho Bít khá bất ngờ. Bít đã không dùng hết sức để đánh vì nghĩ đối tượng là người bình thường. Nhưng đỡ được cũng khá đấy. Bít đánh liên tục bức cho Goku chịu không nổi, dù cho đã kích hoạt kỹ thần chiến đấu nghiêm túc 1 tỷ 6 điểm sức mạnh rồi. Đúng vậy, khi chưa biến hình thì mức phòng thủ của Goku rất cao, nhưng tốc độ và sức mạnh của dàn này không thể chịu thêm được nhiều đòn. Goku bèn biến thẳng lên Shishigan cấp 2, lên tới 160 tỷ điểm sức mạnh để đánh với Bít. Bít đâu phải là Bít của ngày hôm qua, khi mới xuất hiện cậu ta chỉ có 300 triệu sức mạnh mà thôi. Nhưng với cơ chế robot sinh học phát triển từng ngày, chỉ cần uống nước ăn không khí cũng mạnh nữa, lại còn luyện tập thêm, con số đó đã tăng vô cùng khủng khiếp, trở thành một con robot mạnh nhất mà Dr. Gero từng chế tạo nên. Bít đã lao lên đánh tung bay Goku, kẻ có sức mạnh 160 tỷ một cách dễ dàng.
Goku bị đánh văng, nhận ra ngay dạng cấp 2 của mình không đủ trình chơi beat, nên hóa thẳng lên dạng cấp 3 với 640 tỷ điểm sức mạnh. Hai thằng vô lùi nhau thử vài đấm, thì beat nhận ra thằng cu này còn gà quá, nên sút nó văng tẹt xuống khu rừng. Sợ rằng Goku té xuống hư hại rừng, nên cậu ta bay gấp xuống dưới, thổi thằng này tít lên trên trời, và dùng một chiêu hủy diệt cực mạnh khiến Goku hoảng hốt. Hắn ta biết rằng nếu đỡ chiêu này thì cũng không ổn cho lắm, nên bắt đầu hình thức lên tiếng năn nỉ nhà người nhà. Thành ra mọi chuyện dừng lại, và Goku thuyết phục Fit tham gia giải đấu sức mạnh để ước lấy con tàu đi du lịch. Trong thời gian đi vắng, thì Goten sẽ chăm sóc khu rừng này. Ở trong manga mới thể hiện mức này thôi, chứ ở trong anime còn ảo ma Canada nữa. Beat đã chiến đấu ngang ngửa với dạng Blue của Goku, mà chưa thèm dùng hết sức mạnh của mình. Sức mạnh của Beat tạm đưa vào vòng nghi vấn, nhưng chắc chắn là cậu ta có sức mạnh tương đương với Super Saiyan Blue, và cậu ta mạnh hơn một thần hủy diệt mức trung bình. Tiếp theo sau đó, Goku tiếp tục đi tìm thuyết phục Tiên Sinh Hằng, kẻ được xem là người mạnh nhất trái đất. Sức mạnh hiện tại của anh ta đã từ 1 triệu mốt lên tới 50 triệu điểm. Dù nguồn gốc cổ đại là người ba mắt ngoài trái đất, nhưng đã qua hàng ngàn năm nên là thành người trái đất luôn rồi. Người thứ hai là cụ già Master Roshi. Ông ta nghe Colin đồn có 10 triệu yen đi, nếu đem về ăn xài sửa nhà đi ba, bao mấy em gã là số dách rồi. Không cần đợi Goku nói câu thứ hai, ông đi ngay. Cụ Ru nhìn vậy cũng khá là gân nha. Thân là một người đam mê võ thuật và từng mạnh nhất trái đất hàng trăm năm liền, sức mạnh của cậu cũng đã lên tới hàng chấm hỏi chấm hỏi. À, các bạn còn quên một người từng hạ gục cả Sên Bò Hung và Ma Ư sao? Người đã đánh chúng, đã túm đầu chúng và quay đầu chúng như quay dế, xong chóng mặt đến chết hết đấy. Đó chính là ông Satan. Lúc trước ông chỉ có 67 điểm sức mạnh thôi, nhưng giờ đã khác rồi nha. Thời gian dài trôi qua và có thằng Star Ma Bư béo mạnh quá xá, nên ông không thèm đánh nữa. Sức mạnh của ông tụt xuống 50 điểm. Nhưng giờ có thằng ác nhân nào mạnh hơn ra chơi thì ông cũng chấp tất. Đưa ông đi đấu đa vũ trụ là hợp lý rồi. Ông cũng tự ứng cử mình thi đấu giải cứu vũ trụ, nhưng cái đám kia xem thường chủ tịch, nhất quyết không mời ông, mà lại đi mời thằng Ma Bư Béo. Đen cho tụi mày rồi con. Thằng Bư Béo bằng ngủ mất tiêu rồi, nhất quyết không dậy trong 2 tháng sau đó. Beret định tới đấm cho thằng béo ham ăn ham ngủ đó tỉnh dậy, nhưng quyết nhắc chồng nhớ ra ông còn ngủ suốt mấy chục năm trời đó thay. Mèo che mèo dài đuôi. Vậy là họ đành đi kêu gọi Gohan, kẻ đã đánh mất sức mạnh mythic của mình. Giờ chỉ là một thằng Saiyan học giỏi như cùi bắp, lâu quá không luyện tập gì cả. Mạnh nhất cũng chỉ có thể hóa là Super Saiyan cấp 2 với 7 tỷ sức mạnh mà thôi. Dù là mạnh hơn Krillin đấy, nhưng sức mạnh này yếu hơn nhiều với dạng mạnh nhất của bản thân cậu. Vậy tính lượng thành viên tiềm năng tham gia thi đấu hiện tại: 1 là Son Goku, 2 là Vegeta, 3 là Krillin, 4 là Android số 18, 5 là Android số 17, 6 là Sư Phụ Ruya, 7 là Piccolo, 8 là Gohan, 9 là Thiên Sinh Hằng. Vậy là còn thiếu một thành viên nữa thôi. Goku gửi đến Monaka, nhưng Beret đã bác bỏ ngay lập tức. Monaka là chiến binh mạnh nhất, là tài sản quý giá nhất của cái vũ trụ này. Hắn ta đang có việc bận, không mời được đâu. Mà cũng căng thẳng, hiện tại Piccolo cũng chưa chắc đã đồng ý tham gia nữa, trong khi chỉ còn một ngày duy nhất mà thôi. Chà, bài toán nan giải à, kiếm ai để bù vào cho đủ bây giờ. Gohan đi tìm Piccolo rủ đi đấu chung cho vui. Piccolo đã quyết định huấn luyện riêng cho Gohan vì thấy nó cùi quá. Bọn họ bèn đấu thử với nhau. Gohan ban đầu bút lên Siêu Saiyan cấp 1 với 3 tỷ rưỡi điểm sức mạnh, nhưng cái tầm này quá ao trình với Piccolo rồi. Anh ta mang bộ giáp nặng cả tấn trên người, vẫn dễ dàng đập Gohan te tua xà bua rồi tiếp tục dạy đời. Gohan dẫn quá bút lên Super Saiyan cấp 2 để chiến đấu, sức mạnh lên 7 tỷ. Piccolo cho rằng trời hơi nóng nha, đánh nãy giờ toát cả mồ hôi, nên quăng bộ đồ nặng cả tấn ra. Thế là sức mạnh của anh ta đã lên tới 35 tỷ điểm. Đánh Gohan như đánh em bé. Sau đó hắn kéo tay mình dài ra để xiết cổ Gohan với lời đe dọa sẽ giết thằng nhỏ nếu nó không thoát ra được. Gohan tự hỏi tại sao Piccolo lại mạnh đến như thế. Piccolo đã hét lên rằng anh ta không hề ăn chơi phẹt vỡn suốt đoạn thời gian Gohan tập trung học hành. Hằng ngày anh hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, hút xì dầu 100 cái, chạy bộ 10 cây số và làm điều đó suốt mấy năm ròng không nghỉ một ngày, cho đến lúc đầu không còn một cọng tóc nào hết thì có được sức mạnh này. Nhưng anh mãi nói quá mà quên mất thằng đệ tử không còn nghe được gì cả, tắt thở xỉu nãy giờ. Piccolo vội vã rút tay ra khỏi cổ Gohan, trưởng điện vô ngực nó để kích hoạt lại quả tim cho sống lại đánh tiếp. Ồ không, Piccolo không đánh tiếp mà dùng đạo lý thông não rằng từ khi có được sức mạnh Matrix thì Gohan trở nên ngạo mạn, đánh mất tinh thần chiến đấu trong trái tim mình. Những thứ này nghe khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục à nghe. Nó ngấm vô đầu Gohan tạo động lực cho cậu ấy. Gohan bắt đầu hét thiệt to hết sức có thể.
tóc bắt đầu đổi màu, gồng lên Saiyan cấp 2, rồi gồng lên nữa, hét to hơn nữa, tóc bắt đầu đổi màu nữa, nó giật lên màu đen, một thứ ánh sáng trắng xanh từ Gohan chói lòa lên đến bầu trời xua tan mọi mây đen. Cậu ta đã lên được trạng thái Mythic của mình với 70 tỷ điểm sức mạnh. Lần này cậu ấy sẽ không nương tay. Piccolo dùng ảnh phân thân chi thuật tạo ra 500 anh em tấn công Gohan. Nhưng Gohan với khả năng hiện tại của mình liền đánh hết bóng một cách dễ dàng và chặt rớt tay Piccolo bạn chính rồi. Cậu mạnh quá mà. Piccolo chịu thua và khen Gohan nức nở. Gohan phấn khởi thả lỏng người, lập tức bị cánh tay của Piccolo từ phía sau lưng chưởng cho bét tè lòe nhòe. Piccolo lại tiếp tục trò thông não, bảo Gohan rằng mày giống y thằng bố mày ấy. Ba cái thứ khinh địch đúng là cha nào con đấy. Lần sau đừng có dạy nữa nha chưa. Gohan vâng lời và hai thằng lên núi tập thiền tu luyện trong tâm trí. Sau khi luyện xong, tối hôm đó họ rủ nhau đi tìm Goku để đấm nhau. Họ đã thấy Goku đang ăn một cách cục xúc với Thiên Sinh Hăng và Cụ Rùa, nên rủ ra ngoài đấu battle luôn. Đấu đội, thằng nào còn sống cuối cùng là thắng. Piccolo và Gohan một phe, Goku và Thiên sẽ ở một phe, Cụ Rùa và Cha Sư làm trọng tài. Nhìn đội hình biết thằng nào yếu nhất luôn. Nay thì 50 triệu với chúng tôi. Thiên mới vô lập tức đã bị ăn hành ngập họng với 90 triệu sức mạnh căn bản của Gohan. Trong khi Piccolo thì sạc sức mạnh của mình để có thể ăn ngay Goku cho một đòn. Ủa, Gohan mới 70 triệu đây, sao bây giờ lại là 90 triệu rồi? Thật ra trước đó Goku và Gohan đã combat với nhau một trận nhè nhùa. Không ngờ Gohan sau khi kích hoạt Ultimate thì ngay cả dạng thường cũng là một dạng bá đạo. Càng đánh nhau kỹ thuật càng tăng. Chỉ cần hét lên thì to thì sức mạnh lại càng tăng lên, cho đến khi đạt mức giới hạn mà vẫn chưa cần phải lên Ultimate. Cứ như là lấy lại phần sức mạnh không luyện tập sau mấy năm đi học vậy. Lời thế không biết. Dành cho bạn nào chưa biết thì dạng Ultimate của Gohan sẽ có một lọn tóc trước trán, còn dạng bình thường thì không có. Sau khi Goku ngăn cản Gohan đánh Thiên thì họ lại đánh tiếp một trận nữa. Gohan hét to đến mức ánh sáng chói lòa, sức mạnh tăng lên 120 triệu lao vào đánh Goku. Hai thằng lại đánh nhau long trời lở đất, ngang tàn ngang sức. Ngay cả các tuyệt chiêu kỳ cũng không làm gì được nhau. Họ đánh nhanh tới mức mà Thiên không biết rằng thằng nào đang ở đâu để mà chưởng. Chỉ nghe những tiếng ịch ịch oẹt oẹt y chèo ở trên trời. Thế là Goku hét to bảo rằng: lo mà xử thằng Piccolo đi, thằng đấy đang gồng nguy hiểm lắm. Tiên nghe vậy bèn dùng đòn thế mạnh nhất của mình là Shinki Koho, gấp 200 lần sức mạnh lên tới 10 tỏi điểm sức mạnh để mà chưởng Piccolo 30 tỷ sức mạnh. Ủa? Ôi xin nhẹ cái tuổi với. Nhưng chưa kịp chưởng thì Gohan 140 triệu đã tấp lén ảnh trước. Cầu tay từ trên bay xuống đạp Thiên lúng cái đầu xuống núi cả mấy chục mét, rồi qua lại đấu với Goku 160 triệu điểm sức mạnh. Lúc này Piccolo đã gồng sức xong, hắn ta nổ một quả bom kỳ mang tên là sóng quỷ siêu bùng nổ lên tới 300 tỷ điểm sức mạnh, hòng tiêu diệt Goku trong dạng này. Đáng tiếc, dù là đòn mạnh nhưng Goku đã quá quen thuộc vì Piccolo đã dùng nó vào trước đây rồi. Nó mạnh nhưng sức mạnh tỏa hết ra xung quanh chứ không tập trung một điểm. Nhờ quen thuộc và có thời gian chuẩn bị nên Goku đã đánh chệch hướng đòn này để bảo vệ mình và Tiên. Ngay lúc đó, Gohan hiện ra trong không trung, dùng Hitkey vào nắm đấm định kết thúc luôn Goku với một đấm vào bụng. Nhưng may thay, Goku đã dùng đấm đỡ được rồi. Hai thằng dự định đấm nhau một trận nữa, nhưng Thiên đã ngăn lại vì võ đài đã bị Piccolo phá nát bét rồi còn đâu. Hai thằng máu chiến này làm gì nó lại nghe theo. Lần này Gohan méo thích đánh thường nữa, nó bảo cha mình phô sức mạnh thiệt sự ra đi, vì nó cũng sẽ như vậy đấy. Goku cũng nể con mình nên chơi nghiêm túc, lên hẳn dạng Saiyan cấp 2 kỳ thần 160 tỷ điểm để chiến đấu. Gohan thì úp dạng Mythic của mình, nhưng sức mạnh Gohan đã không còn đong đếm được vì chỉ số sức mạnh sau nhiều màn hú hét nãy giờ đã tăng cao quá trời cao rồi. Goku dùng đủ thứ sức mạnh trưởng kỳ nhưng không ăn thua gì lắm. Nhưng Goku giỡn thôi, anh ta lợi dụng các đòn kỳ để tấp lén Gohan, đánh Gohan như đánh con trong nhà vậy. Đánh tùm lum tới le, đánh cho thằng nhỏ chịu không nổi luôn mà. Nay thì Mythic với chúng tôi, nhưng Gohan vẫn đang giỡn với cha mình mà thôi. Lúc này anh ta mới bung sức mạnh thực sự của mình. Anh ta lại vừa gồng vừa hét bút kỳ lên, thành một dạng Mythic thực sự vượt xa cả thân. Rốt cuộc Goku bị phản phệ, Gohan nó phản lại chiêu Kamehameha, rồi la vô đâm đá Goku túi bụi. Sau thì cầm tay quay mỏng như quay dế. Goku giận lắm vì không còn sự lựa chọn nào khác, phải lên hẳn dạng Blue của mình với 5.344 tỷ điểm sức mạnh. Đây là sức mạnh của một vị thần hủy diệt bậc trung rồi. Nhưng Gohan lại một lần nữa bút sức mạnh của mình lên. Goku đánh lại vẫn không ăn thua gì lắm, vì có vẻ như Gohan thực sự đã đạt đến 7.000 tỷ điểm sức mạnh rồi. Goku bị bất tín mất, phải mạo hiểm cả tính mạng của mình để mà lên tới dạng mạnh nhất, đó chính là Kaioken Super Saiyan Blue nhân 10, lên tới 18.200 tỷ điểm. Lập tức đánh gục Gohan chỉ trong một chiêu duy nhất. Gohan tuy thua nhưng cậu ta cũng có chút tự hào. Dù lâu quá không luyện tập nhưng cũng đã bức cho cha mình phải lên sức mạnh cực đại rồi. Các bạn nên biết Goku hầu như không thể dùng Kaioken trong dạng Super Saiyan thông thường, vì nó phản vệ rất khủng khiếp, chỉ dùng trong dạng tóc đen mà thôi.
Khi lên đến thần thì Goku dùng lại vì ki thần nó đỡ cắn trẻ và sự điều khiển ki cấp thần cao cấp hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có xác suất phá hủy sức mạnh, bị hạn chế ki hoặc không thể vận ki một thời gian trở thành gã phế vật. Vậy nên trong tình huống không nguy cấp, tuyệt đối không dùng Kaioken. Nhưng rồi vẫn thiếu một thằng kia mà, kiếm ai bây giờ ta? Trời, giờ lục hết trái đất không có ai luôn á. Không lẽ kêu luôn ông Satan hay là Monaka cho đủ kêu? Ủa mà, đây là cuộc đấu cấp đa vũ trụ kia mà. Làm chi mà toàn kiếm người ở trái đất vậy mấy ông cô nội? Kiếm đồng rồng ra toàn vũ trụ đi chứ. Bé rớt chợt nhớ bài like, chửi lũ Saiyan sai sẻ vì đã giết Frieza 2 lần, cả quân đội của hắn nữa. Ủa chứ làm sao ông nội, nó qua trái đất cạc hiệp mà. Nó mà phá trái đất thì chiến binh vũ trụ giờ chỉ còn có vài đứa à. Goku bỗng nảy ra một ý tưởng, đó là đưa hắn trở lại từ thế giới bên kia. Hả? Ai mày? Frieza chứ ai? Trời ơi, thông minh quá Goku ơi. Tiền kêu thêm xe bỏ hung thay thằng chọc quỳ bắp này luôn đi bạn. Mọi người từ chối ý định này của Goku vì thằng Frieza quá nguy hiểm. Chưa chắc nó đã hợp tác mà còn có thể gây hại cho thế giới này nữa. Vả lại, thời gian eo hẹp quá, làm méo gì kịp đi tìm 7 viên ngọc rồng trên khắp thế giới để mà hồi sinh. Vegeta còn nói rằng có thêm cái thằng vàng vàng như Shit đó cũng đâu làm thêm được gì khi mấy thằng Saiyan này đã mạnh quá trời quá đất rồi. Anh ta tự tin mình và Goku là hai thực thể mạnh nhất đa vũ trụ này rồi. Nhớ ngày xưa thằng Frieza chủ tệ vũ trụ đâu đó chỉ có 100 triệu điểm sức mạnh. Thằng ác nhân cấp vũ trụ Kid Buu hấp thu năng lượng tiêu cực trong toàn vũ trụ cả vạn năm, sức mạnh cũng chỉ có 30 tỷ. Thế mà giờ đây, Vegeta với Goku mỗi thằng có đến 5-6 ngàn tỷ điểm sức mạnh, bằng 200 thằng Kid Buu năm xưa, nguyên cái đội hình vũ trụ 7, thêm 8 thằng rác rưởi vào là được. Mất công tìm thằng Frieza cùi ghẻ để mà làm gì? Cơ mà Goku nói rằng vũ trụ bên kia có thằng Topo rất khủng khiếp, sức mạnh có thể đánh thắng Goku luôn. Ủa? À bạn ơi, bữa đó Goku mạnh hơn, Topo có 2.120 tỷ à. Goku Super Saiyan Blue 5.344 tỷ lần, do trình Goku gà mới thua đấy. Tuy nhiên điều đó đã làm cho Vegeta bất ngờ thiệt sự. Goku lại còn nói rằng thằng Topo kể rằng vũ trụ của nó có một thằng còn mạnh hơn cả thần hủy diệt của vũ trụ đó nữa. Điều này khiến Vegeta bất ngờ thiệt sự. Rõ ràng phải kêu thêm Frieza mới cân nổi đội hình này rồi. Vegeta hiện tại hoàn toàn không biết đến sức mạnh của Gohan hay Android số 17. Ở địa ngục, Frieza sau khi chết lại được nhốt vào cái thiên đường tung tăng. Cả ngày nghe mấy thằng em bé leo nhéo quanh tai phát bực cả mình. Có khác gì cái địa ngục không? Đã vài năm ngủ mớ lại thấy mấy thằng Blue đánh mình tới tấp nữa chứ. Giật cả cửa mình, mẹ nó tức. Ngay lúc đó thì thằng kẻ thù không đội trời chung Goku đã đến, rủ thằng này đi đánh nhau vì nó xin thằng này đi được 24 tiếng đồng hồ nhờ bà học mít. Frieza thích lắm, thoát khỏi cái chốn địa ngục này có gì mà sướng hơn nữa. Nhưng giờ cái ấy gật đầu liền thì bất giá ghê lắm. Người ta cũng là con gái mà. Ủa mà, không phải gái. Mà thằng này là cha hay gái vậy ta? Căng thẳng nghe. Rốt cuộc Frieza đòi đánh một trận rồi mới đồng ý đi. Hai thằng này như lần trước sức mạnh vẫn tương đồng nhau. Mà dù cho Goku bữa giờ luyện tập mạnh hơn thì vẫn phải nhường cho nó chứ. Chứ nó giận, nó không đi thì sao? Nhưng không, trong thời gian bị treo cây thì Frieza đã luyện tập trong tưởng tượng những cách giết Goku và Vegeta, nên cũng đã mạnh lên khá nhiều. Ảo thật đấy. Hai thằng đánh nhau bầm tím mặt mày với chiến thắng chung cuộc thuộc về Frieza. Sau đó bà Hột Mít đã đưa hai thằng này đến trước nhà Bulma để họp mặt với 8 chiến binh còn lại. Nhìn mặt Frieza thì thằng nào cũng hốt hoảng hết. Hắn ta là tử thù với Gohan, Piccolo và Vegeta kia mà. Chúa tể vũ trụ Frieza nói rằng nó luôn nghĩ cách để giết cái tụi này. Frieza, nếu mày còn nghĩ đến cái việc đó, tao sẽ cho mày bốc hơi đầu tiên. Thằng chỉ đùa thôi mà, ngày bé Rush. Ở các vũ trụ khác thì bọn họ đã bắt đầu gom những đấu sĩ mạnh nhất mà họ biết. Vậy nên đa phần các thành viên đều quen nhau, như đám chiến binh của vũ trụ thứ 11, bao gồm cả Jiren. Họ lại có quan hệ trực tiếp gián tiếp với Bemos, hoặc đội bên vũ trụ 10 của Rumsi. Bên vũ trụ 6 thì họ đã được phổ thông cách hóa Super Saiyan cùng việc lôi kéo người Namek đi support. Chỉ bật mỗi con nhỏ Kalifa hay ăn cắp với cạc hiệp, nó sẽ nhục cho con robot yếu đuối tinh thần trở nên tự kỷ mẹ muốn đánh nữa. Dù hơi khó khăn, trong thời gian ngắn không thể kiếm được những chiến binh thực sự giỏi nhất vũ trụ mà họ chưa từng biết được. Vũ trụ vô cùng bao la kia mà. Nhưng mà cũng coi như tạm ổn đi. Giờ quyết đấu chỉ còn một tiếng nữa thôi. Thiên sứ các vũ trụ đưa tất cả bọn họ đến địa điểm được định trước để triệu hồi đến đấu trường hư vô của đại thiên sứ. Từ đoạn đấu trường này có rất nhiều thứ ảo ma xảy ra, không thể tính toán theo sức mạnh châu bò thông thường được. Các bạn có thể mường tượng, người lớn cầm con dao bén vẫn có thể sợ một thằng nhỏ 10 tuổi cầm cây dao tương tự. Đúng vậy, tuy điểm sức mạnh của người lớn nhiều hơn nhưng hoàn toàn có thể bị trọng thương, hay là người đó có thể chết bởi một con rắn có điểm sức mạnh thấp hơn nhiều chẳng hạn.
Điểm sức mạnh được tổng hợp từ nhiều thứ như tốc độ, phòng thủ, may mắn, lực tay, chiến thuật, độ mạnh yếu của từng bộ phận cơ thể. Nếu có cái việc xảy ra như cái việc thằng siêu mạnh 100 tỷ điểm đánh thắng thằng cực mạnh 300 tỷ điểm nhưng lại thua một thằng yếu nhất 50 triệu sức mạnh cũng đừng có bất ngờ, nó đâm lén đấy. Nào chúng ta bắt đầu với đấu trường đa vũ trụ. Đấu trường này không bay được, khiến đa số mọi người đều hoang mang. Nó rất là giới hạn khả năng đánh đấm luôn ấy. Tuy nhiên, cụ rùa rất là bình tĩnh với cái đầu lạnh. Đúng là gừng càng già càng cay. Người có kinh nghiệm có khác. À, phải rồi, có cấm hay không thì ông cũng đâu biết bay. Ở đây vẫn có bọn ngoại lệ có cánh vẫn bay được như thường. Bọn Saiyan vũ trụ 6, xem bọn Saiyan vũ trụ 7 như là đám Saiyan người rừng ở hành tinh của họ. Frieza vũ trụ 7 thì qua nhận bà con với Frost vũ trụ 6, nhận làm anh vì lớn tuổi hơn. Riêng thằng Jiren với quả mông cứng ngắc này thì mèo muốn nói chuyện với ai cả. Hắn khinh thường bất kỳ người nào tới nói chuyện, khiến Goku cảm thấy khá nhục khi qua chào hỏi. Các bản mặt thảo mai của mày không ai ưa nổi đâu Goku ạ. Với lại thằng kia cũng không phải là kiểu dễ tiếp cận đâu. Hả? Cậu cũng vậy mà Vegeta? Come on! Sau khi Genosama đến, tất cả đều rất bất ngờ. Thì ra là hai thằng nít tranh, nhưng không ai dám cười cả. Cười hở 10 cái răng liền. Tất cả đấu sĩ ở trên võ đài, còn các thần hủy diệt, thiên sứ và Kaioshin lên trên khán đài xem trận đấu. Trận này thì rõ là ô hợp, gom người gấp cho đủ, nên không thể tránh được việc có những thằng cực yếu và tìm không ra những thằng mạnh thật sự cho vũ trụ của mình. Trong khu vực của vũ trụ 7, Gohan, Krillin tiên các kiểu tâm niệm rằng đoàn kết là sức mạnh, nếu hợp tác một nhóm lớn thì sẽ đẩy được từng thằng bên kia xuống vực ngay. Điểm mạnh của cái vũ trụ này nè là tập thể những người quen nhau, ngon lành ngay. Goku háo hức lắm rồi. Tổng lãnh thiên thần vừa hô lên bắt đầu một phát là mấy thằng mạnh, mạnh ai nấy chạy, kẻ cha mấy thằng yếu ở lại với tinh thần đoàn kết là chết chùm của chúng luôn. Những thằng yếu bao gồm 4 thằng chọc và 1 thằng có tóc bảo kê. Người chiếm spotlight đầu tiên là Android số 17. Không thể tin được, sức mạnh của anh ta tiến hóa liên tục dựa vào bộ gen tế bào con người trong cơ thể, sự tái cấu trúc tế bào đặc biệt của tiến sĩ Gero xưa kia và cái đam mê nâng cao khả năng bản thể không ngừng nghỉ trong thời gian dài kể từ khi được tích, khiến sức mạnh của anh đã tăng lên đến 7.100 tỷ, thừa sức sánh ngang với một Saiyan cấp thần Blue. Anh ta lao tới đám vũ trụ 10, dễ dàng né tránh đòn đấm 130 triệu sức mạnh của võ sĩ Thái Lan Murisam. Với siêu tốc độ này, anh ta đấm thằng này văng lên trời, sau đó lao tới đấm yêu một cái nữa rồi nhẹ nhàng xuất nó ra ngoài võ đài. Hắn ta bị loại trở về khán đài không một vết thương, ngơ ngác ngỡ ngàng ngạn ngữ khi mình bị hạ nhanh đến như vậy. Rubat, đồng bạn của Murisam lấy thế làm tức giận. Với sức mạnh 85 triệu của mình, anh ta lao tới trả thù cho bạn mình ngay. Nhưng nó dễ dàng bị Android 17 đỡ nhẹ bằng một tay duy nhất. Cậu ta lôi tay thằng này lại ném ra ngoài võ đài. May quá, anh này nhanh tay bám được nên không có rớt. Nhưng thằng Frieza vũ trụ 7 với 124 tỷ điểm sức mạnh đã đến khỉa nhẹ cái chân mà không hề tốn sức, khiến ảnh rớt tía nó luôn. Rất nhanh chóng, Frieza đang chơi chiến thuật. Hắn ta muốn giữ full toàn bộ sức mạnh cho đến phút cuối, nên không muốn tham chiến chút nào cả. Trong khi đó, Android 17 tiếp tục chơi cái vũ trụ 10. Anh ta nhảy cao tiếp cận thằng người Chim Diem, chỉ có 29 triệu điểm sức mạnh. Đá nó văng xuống đất té dính vào võ đài. Mới có 1 phút trôi qua, mà vũ trụ 10 đã mất 2 trên 10 người rồi. Trong khi đó, Android 18 đang bị bao vây bởi 4 thằng chiến binh vũ trụ 2. Với gen tiến hóa sinh học đặc biệt, cô cũng rất mạnh. Nhưng cô không luyện tập thường xuyên, mà dành đa phần thời gian chăm lo cho chồng con. Sức mạnh chỉ là 320 tỷ nếu so với thằng em mình. Nhưng đối với các chiến binh đa vũ trụ khác, cô lại thuộc top siêu mạnh. Gã Frum khổng lồ với 52 triệu điểm sức mạnh đã lao vào cô. Nhưng hắn không biết mình đối diện với loại quái vật nào, lập tức bị ăn đòn tới tấp, bị đánh như một cái mền rách, chốt hạ bằng một đấm văng tít thèo lèo. Trên đường bay còn kéo theo cả gã Yimiyu, người Yadarash chỉ có 6 triệu điểm sức mạnh, được đem theo để dịch chuyển tức thời và hỗ trợ sức mạnh cho tụi kia. Cả hai thằng lôi nhau ra ngoài võ đài và đánh cả. Ở một nơi khác trên võ đài, siêu nhân cảnh sát Kato Bettela của vũ trụ 3 với 85 triệu sức mạnh và anh hùng vũ trang Ninki vũ trụ 4 với 102 triệu điểm sức mạnh đang vô cùng đấm nhau một cách say mê bất phân thắng bại. Vegeta dạng kỳ thần 2 tỷ điểm sức mạnh từ đâu đi tới, túm tay hai thằng ném tất cả lên trời chưởng điện tiêu diệt hạ cả hai. Không nghi ngờ gì, anh là một trong những thực thể cực mạnh của đa vũ trụ. Ở một nơi khác trên đấu trường, Goku sau khi luyện tập ở phòng thời gian trước thời điểm thi đấu cũng đã tăng tới 2 tỷ bốn dạng kỳ thần. Anh ta tính lao tới ăn đu đủ với Jiren thì bị đội quân kiêu ngạo vũ trụ 11 nhà dùa. Đây là một đội quân chính quy hợp nhất bảo vệ hòa bình toàn bộ vũ trụ 11. Trải qua nhiều cuộc chiến với vô số các quái nhân nên tính kỷ luật và kết hợp của họ rất cao. Sức mạnh mỗi người từ vài chục đến hàng ngàn tỷ. Cả đám 6 đứa vây lấy Goku là 6 đứa yếu nhất đánh theo nhóm từ 30 đến 95 tỷ. Mấy đứa mạnh đi đánh lẻ cho vui hết rồi.
Sau lời kể của Topper thì họ cũng khá dè chừng Goku, dù anh ta có vẻ yếu. 6 người kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh đã tăng lên gấp nhiều lần. Họ nhanh chóng khống chế. Topper 45 tỷ sức mạnh ôm chặt trói buộc Goku, không cho anh ta nhúc nhích được nữa. Chà, căng đét ra. Goku định giữ sức đánh với Jiren, nhưng nếu không dùng mà bị ăn đòn thì còn mất sức hơn nữa. Anh ta quyết định biến lên Super Saiyan cấp 1 với 105 tỷ điểm sức mạnh, vật Topper té lăn xuống đất. Tiếp theo đó, với tốc độ, sức mạnh, sự phán đoán và một chút may mắn của mình, Goku dần dần phá được đội hình chiến đấu của 6 đứa kia để mà tiến về phía Jiren. Nhưng Jiren chẳng quan tâm đến thằng cùi bắp Goku cho lắm. Anh ta chạy ra xa với sức mạnh của mình, đánh văng mọi đối thủ ở trên đường chạy không chừa đứa nào cả. Trận chiến quyết liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn đấu trường. Ngoài một số trò đánh nhóm do có quan hệ kết hợp ra thì đa số vẫn là đánh solo. Bởi vì sao? Bởi vì đó là những kẻ mạnh ô hợp mà các thần hủy diệt gom lại trong thời gian 40 tiếng ngắn ngủi. Thậm chí có nhiều thằng cực mạnh rủ mà không đi nữa kia. Còn đa số những thằng đi được lại không quen nhau nên cứ mạnh ai nấy đánh mà thôi. Những kẻ yếu ớt và những kẻ cô độc lần lượt bị loại ra khỏi đấu trường sức mạnh này. Ngoài trừ vũ trụ 11, vì 10 người bọn họ là một đội chiến binh vũ trụ thân thiết xưa giờ. Ở một góc chiến trường, Rob vũ trụ 6 sau thời gian dài luyện tập cũng lên tới 110 tỷ sức mạnh. Hắn ta đang túm cổ và đấm vào mồm thằng Oregano vũ trụ 9 12 tỷ sức mạnh da đen tóc bạc. Hắn ta đau đớn dãy dụa không thôi. Sau đó Frieza đã đi đến. Hắn ta đã nhanh chóng kết thân với Frost từ khi trận đấu chưa bắt đầu. Với sức mạnh và tuổi đời của mình, hắn đã được Frost nhận làm tiền bối. Hắn chỉ cho thằng nhỏ những cách dễ ăn và nhẹ nhàng, thậm chí là phản bội vũ trụ của mình. Vì mục đích của hắn là trả thù người Saiyan chứ không phải là chiến thắng. Thế mà cũng tin, Frieza chỉ cho Frost đánh ba thằng chọc người chạy đất trước, vì ba thằng đó rất là yếu, mấy thằng còn lại thì đừng có dây vào. Nhóm 5 người vũ trụ 7 lập tức bị phá hủy đội hình bởi một cánh tay sắt khổng lồ, đó chính là con robot Automageta với 87 tỷ điểm sức mạnh. Chà, tính ra thì nguyên cái đội này không ai đánh lại được thằng người sắt đó vào lúc này. Kha-Lin 5 triệu 3 vừa bay né một cái là thằng Frost đó đá liền, một phát ra khỏi võ đài luôn, không có gì quá bất ngờ cả. Frost tiếp tục tấn công Tiên và cụ Roshi, hắn đánh giỡn chơi nhẹ nhàng không mất sức. Hai người kia dù sức mạnh yếu nhưng võ công không hề tệ, đã đỡ đòn và hóa giải bất lực đánh của Frost bằng tay. Tuy nhiên chỉ có thể thủ và không thể công, công là chết liền. Gohan lúc này thấy nguy cấp liền chạy qua cứu bồ, nhưng lại bị ngăn chặn bởi ba con sói, bồ ba hiểm hòa vũ trụ 9. Sức mạnh của Gohan lúc này là bao nhiêu nhỉ? Nó ra sợ bạn giật mình. Cậu ta đã từ 70 triệu điểm sức mạnh mấy ngày trước lên tới 70 tỷ trong trạng thái bình thường nhất. Sự việc như vậy là do trong quá trình thiền định, Gohan đã dần liên hệ với sức mạnh bản năng của mình, trở thành một dạng hợp nhất sức mạnh mà không cần phải biến hình. Nó tương tự với Whis và bản năng vô cực của anh ta vậy. Trong quá trình chiến đấu liên tục ở đấu trường này thì Gohan sẽ đánh nhau và thu thập lại sức mạnh của mình liên tục. Nếu không bị hạ bất ngờ hay trọng thương nghiêm trọng kết hợp với sự giác ngộ trong chiến đấu thì Gohan có thể đạt được sức mạnh vượt qua ultimate của mình, tiến đến gần như là vô hạn. Gohan cũng là một đấu thủ hạt giống trong trận chiến này. Ba con sói này có sức mạnh từ 26 đến 33 tỷ. Sức mạnh của chúng không hề cao so với Gohan, nhưng sự kết hợp có thể nói là hoàn hảo. Chúng đứng vây đối thủ thành hình tam giác, một thằng đánh, một thằng đỡ, một thằng chạy, cứ vài luân phiên nhau, liên tục trở về đội hình bao vây ban đầu, khiến Gohan đánh không được mà đỡ cũng không xong. Sức mạnh có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vì tụi này nó nhanh quá mức, rất dễ ăn đòn vào những chỗ hiểm. Ở cách đó 10m, Piccolo 35 tỷ điểm sức mạnh đang đánh với ba thằng Hitshot 32 tỷ điểm sức mạnh, Thỏ Sorrel 5 tỷ 8 điểm và Rosella 26 tỷ điểm sức mạnh của vũ trụ 9. Ba thằng này không đến mức gọi là kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, nhưng chúng cũng vây ráp khá tốt với lượng sức mạnh tương đồng Piccolo khiến anh ta khá vất vả. Chiến trường bên này, Thiên 50 triệu điểm sức mạnh qua bí thế trước Frost nên quyết định dùng đòn hủy diệt của mình. Đó chính là đòn hủy diệt Shinki Koho, tăng gấp 20 lần sức mạnh lên 10 tỷ điểm để thổi bay hắn ta. Ông rùa chọc đầu, ông tránh ra nhanh nhanh còn kịp. Thế là ông rùa ông né ngay, còn Frost sao lại không né trong khi tốc độ của hắn có khi còn nhanh hơn cả ông rùa. Thì ra là không thèm, hắn mỉm cười hứng đòn hủy diệt như hứng ánh nắng ban mai của bình minh của một buổi sáng nọ. Tiên sau đòn đó tụt xuống còn có 20 triệu điểm sức mạnh, nhưng Frost hầu như không xuất sắc gì cả, phùi phủi cho đỡ bụi mà thôi. Tổng hết hao sức và đỡ đòn đánh nãy giờ, chỉ lấy đi của hắn có 9 tỷ sức mạnh, còn đến 101 tỷ lần. Sau đó với một đòn đẩy duy nhất, hắn đã tiễn Tiên đưa về miền cực lạc dưới đáy võ đài. Khi phát hiện ra Frieza và Frost chơi chung với nhau ở dưới, thì đám ở trên cay ghê lắm, thì ra là bị con thằng lạc chơi sỏ bóp chim cả lũ rồi. Kha-Lin đã nhanh chóng báo rằng Frost sẽ tấn công cậu rùa đấy để cậu về cứu. Frost đang định đấm vô mỏ cụ rùa, nhưng may mắn Goku cản lại được. Cụ rùa la lên, sao mày rảnh vậy? Mày đi đánh thằng Jiren đi, để thằng này cho tao, tao đâu có yếu đến như vậy.
Thì ra cậu rùa là thiên tài võ học. Ông ở nhà ngoài xem phim sách thì cũng chăm chỉ luyện tập, đạt tới cảnh giới tối cao của võ học, sức mạnh cũng lên tới 60 triệu rồi, chứ đâu như thằng Garin của Rocky khi đâu. Vậy nên đuổi Goku đi lẹ để ông đánh chết tươi thằng này. Goku thật là làm ơn mắc oán mà. Nhưng ngay lúc đó, Frieza đã rủ Frost đi đánh vũ trụ khác, chứ đừng đắm mấy thằng Saiyan, dính tụi nó vô lúc này rắc rối lắm, để sau đi. Trên đường chạy, Frieza đã dụ dỗ thằng Frost, cứ dây bảo yếu nhất của bắp nửa đầu trước đi, mấy thằng cực mạnh ở sau để cho anh dọn sạch, nghe rất chi là êm tai. Hắn còn tiết lộ một bí mật nữa, là mình có thể hóa một dạng tối cao hơn, đó chính là Golden. Bên này chiến trường, Roger đã túm lén được Piccolo trong trận hội đồng. Hắn ta bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng đem thằng dọc da xanh này ra ngoài võ đài, hạ xuống đất là trôi cơm. Gohan bên này nhìn thấy tình hình căng thẳng, vừa bút lực vừa dùng tuyệt kỹ sóng nổ lên tới 120 tỷ điểm sức mạnh, thành một vòng tròn tấn công mọi thứ xung quanh mình để đánh tung bọn sói. Sau đó với tốc độ siêu tốc, cậu ta đã đấm bay con dơi túm lấy Piccolo rồi trưởng Kame phản lực đưa mình và sư phụ quay về lại bên trong đấu trường. Con dơi cũng không vì thế mà thua, sau giây phút choáng váng, nó đã bay về lại sân đấu của mình. Gohan quyết định chơi lớn dùng toàn bộ sức mạnh để dẹp cái lỗ vũ trụ chính này luôn. Nhưng Piccolo khuyên rằng cứ để dành đấy, cứ từ từ. Ở phía sau, Frost bất ngờ lao tới, trưởng thẳng vào đám đông với mục tiêu diệt gọn một bầy. Tuy nhiên tụi kia thủ pháp lanh lẹ, dùng tay đỡ được sạch, trừ mỗi thằng Oregano 12 tỷ sức mạnh, da đen tóc bạc xui xẻo né không có kịp, Sukarna luôn. Hipshot bất ngờ xuất hiện phía sau Frost và đè bẹp dí thằng nhỏ bằng một cú đấm. Tuy nhiên, tuổi gì mà chơi lại thằng tộc thằng lằn băng giá này. Nó bút sức mạnh tạm thời lên 135 tỷ, đỡ lấy cú đấm, cầm lấy ngón tay thằng đầu gai quay như quay dế ném hết sức về phía gã dơi Rogen. Nghĩ nó cay. Và bình thường á, thì gã dơi gã đỡ được dễ dàng thôi. Nhưng thằng đầu gai đấm mập thù lù lưng lại đầy mũi nhọn thì cha ông có nổi thằng nào đỡ cho được. Thế là gã người dơi bị trọng thương cùng rơi với gã người gai. Tên rồng thằng lằn Chappie 18 tỷ sức mạnh, thấy hai đồng đội bị rớt thì sửng sốt trong một giây. Một giây là đủ rồi, Frost đã ở phía sau lưng tiện nó về với đáy vực. Lúc này đội hình của vụ trụ chính còn toàn mấy thằng ô hợp vùi bắp. Tên Frost thừa thắng xông lên sửa đẹp tất cả. Hai người tiếp theo rớt đà là em thỏ Sorrel 5 tỷ 8 điểm sức mạnh và em Hop 13 tỷ điểm sức mạnh. Bên đó có một kẻ khá mạnh, chính là Coffrey với 57 tỷ điểm. Nhưng Frost cũng chỉ còn có 63 tỷ mà thôi. Hai thằng nắm tay nhau một hồi, có vẻ như Frost thua thế hơn khi Coffrey thiên về thể lực cơ bắp hơn. Nhưng tộc của tụi này đâu có chơi hệ cơ bắp, chúng chơi hệ nội công kia mà. Frost gồng sức chịu sóng nổ lên tới 135 tỷ điểm, khiến gã người cá choáng xỉu ngay tại chỗ. Từ cá tươi thành cá nướng kêu xèo xèo, lết lết ra sau rồi té xuống dưới. Hiện tại Frost chỉ còn có 40 tỷ điểm mà thôi, trong khi vũ trụ chính chỉ còn lại đội ba con sói. Dù tục sức là vậy, nhưng cả ba con sói đó chưa chắc đã cân được thằng này. Có con sói nào mạnh quá 30 tỷ điểm đâu. Thế là chúng cong đuôi chạy đi mất để thoát khỏi cái thằng điên này. Frieza đến khen thằng em Frost quá trời quá đất và nói rằng hắn quên mất một điều rồi, đó là dặn thằng em này đừng tin người nhé con. Với sức mạnh đầy đủ, hắn dễ dàng túm cổ thằng nhỏ xuất một phát vô đích văng tít tít ra ngoài võ đài, thua trong sự nhục nhã vô cùng tận. Thế là vũ trụ 7 phải biết ơn cái danh tiếng phản bội Frieza, mang lại sự tự hào cho tổ quốc. Ba con sói lúc nãy đã bu vô Gohan và Piccolo để tấn công. Cái đám ngu này, bu vô hai thằng châu bò này lấy cái gì mà ăn? Để chắc ăn không bị dính đòn phối hợp chặt chẽ của cả ba, nên Piccolo và Gohan đã tách nhau ra. Bộ ba hủy gì cũng đã tách nhau để dí. Rõ bọn đần, thiếu gì thằng để đánh mà phải tự hủy thế mạnh của mình thế này. Con sói đầu đàn Megamode 33 tỷ sức mạnh đã dí theo Piccolo, để lại hai thằng em mình đánh Gohan cho nhẹ. Ôi bạn ơi, cơ mà hai thằng kia cũng khá đấy. Chúng kết hợp nhuần nhuyễn tấp Gohan rất điều nghệ, khiến Gohan bị dính đòn văng ra. Quả này bố mày tức rồi nha. Chắc Gohan phải chơi thật quá, hai thằng kia cũng không biết đâu là thật đâu là đùa, bay về phía Gohan hét to: đến lúc kết liễu ngươi rồi. Nhưng chưa kịp chơi thì hai thằng đã bị Frieza lén bắn rớt ra khỏi sàn đấu chỉ vì chúng đứng rì sàn. Gohan lại chưa kịp dùng sức mạnh thực sự đang tăng dần trong cơ thể của mình. Ở bên kia thì Megamod, chuyên gia tim quật chơi đồng đội, không thể chơi solo lại thằng dọc da xanh rồi. Gã sói này là kẻ cuối cùng của vũ trụ chính rồi. Hắn dở trò khóc lóc lại lục van xin, không ai muốn thấy vũ trụ khác bị xóa sổ cả phải không nào, khiến cho Piccolo mềm lòng. Cơ mà trong một giây đó thì Frieza xuất thằng này bay tít lít ra khỏi võ đài, đánh nhau sinh tử mà khóc lóc cái quần. Hai thằng nhóc con đứng tối cao giơ tay lên trời, vũ trụ chính cùng mọi sinh mệnh của nó lập tức biến mất khỏi thế gian này. Tất cả vũ trụ khác nhìn thấy vụ này thực sự đã hoảng hốt. Đây không phải là trò đùa nữa rồi, nó hiển hiện ngay trước mắt, sợ quắn cả đít, không chơi nghiêm túc không xong. Beret toát hết cả bộ hồi hộp, thét toáng lên: lũ ngốc chúng mày, đừng có mà để thua đấy, thua là tao sẽ giết sạch cả lò chúng mày luôn.
thua thì đằng nào chả chết không có nội. Làm như tôi sợ. Nghe từ lâu nhưng từ lúc trận đấu bắt đầu mới trôi qua có 5 phút thôi các bạn ạ. Vẫn còn 43 phút chiến đấu nữa. Ở dưới chiến trường, Goku đấu với Toppo 1.100 tỷ điểm sức mạnh, cùng tên cáo Dippo 700 tỷ điểm. Hai thằng này đấu ranh đội đã quen nên kết hợp rất nhuần nhuyễn. Tốc độ của Dippo có thể nói là nhanh gần nhất đội, liên tục có thể làm khó Goku. Trong khi Goku vẫn cố gắng sức mạnh để mà đấu với Jiren, chúng vây vô đánh cho Goku bầm dập. Con mèo với tốc độ siêu cấp gạ Goku xuất kỳ ra chiến đấu, rồi xuất cậu ta tung mỏ. Còn Toppo thì đấm cậu ta luôn xuống đất, sau đó đấm liên tục vào mồm cậu. Goku đỡ đòn được, nhưng bị đòn liên tục đã hao đi 10% sức mạnh, còn 94,5 tỷ trong dạng này. Cứ như vậy có khi sẽ cạn sạch sức lực để giành trước khi được chiến đấu với Jiren mất. Vô tình cậu ta nhìn qua phía bên kia chiến trường, Hit đã bị dễ dàng hạ gục bởi Jiren rồi. Thật không thể tin được. Quá thèm muốn chiến đấu, Goku đã bung sức mạnh Blue của mình với số giảm 5% sức mạnh, còn 7.481 tỷ điểm. Luồng năng lượng khổng lồ đó lập tức đẩy bay Toppo ra xa. Goku với luồng năng lượng dồi dào bước đi như một vị thần. Anh ta nhanh chóng thu hết hào quang vào bên trong cơ thể để bảo toàn năng lượng và lao tới sau lưng Jiren. Vừa bay vừa hét to: "Đấu với tao nè Jiren!" Jiren giơ cái tay đẩy cái cụp Goku té bổ nhào ra phía sau. Quái, cái quái gì thế này? Goku bung hết sự màu mè của mình ra mà té một cái thùi thật là bẻ bàng làm sao. Gã Jiren này thật sự mạnh đến đâu, khuôn mặt không hề có sự thay đổi, hành động ngắn gọn đúng chủ đích. Rõ ràng hắn ta muốn tiết kiệm năng lượng nên dùng số hoạt động ít nhất có thể, vừa đánh vừa tà tập dưỡng sinh nên sức khỏe hồi lại như cũ. Nghe đồn hắn ta còn mạnh hơn cả thần hủy diệt, ít nhất là trên 10.000 tỷ điểm, sức mạnh đến đâu cho vừa để chơi. Goku mới bị té quay sang hỏi thăm gã Hit. Lúc này đã trải qua thời gian dài luyện tập chiến đấu quá trời, thậm chí còn có lúc đi ám sát Goku. Sức mạnh thuần của anh ta đã lên tới 2.550 tỷ rồi. Sau trận đấu với Jiren và qua các trận chiến nãy giờ, anh ta đã bị giảm 20% sức mạnh, còn có 2.100 tỷ điểm mà thôi. Sức mạnh ngưng động thời gian 0.1 giây của anh ta không là cái góc khô gì với Jiren cả. Dispo và Toppo thấy 2-1 nên lao tới hỗ trợ cho Jiren. Jiren xúc động dịu dàng nói nhỏ với hai bạn mình: "Cóc cần, cút đi để ta chơi một mình. Hai thằng kia tổn thương quá nên cút đi mất." Trong lúc đó, Goku đã biến ra sau lưng Jiren thì thầm: "Chắc tao ký cái đầu mày quá." Nhưng nhìn mặt Jiren kìa, xem hắn có quan tâm không. Nhẹ nhàng giơ cánh tay mà không thèm quay đầu, cú đấm cấp thần của Goku đã bị hóa giải. Goku lao tới quất thêm 50 cú đá, 30 cú đấm, hàng trăm cái cú đầu mà hắn ta đỡ sạch sẽ bằng cách đưa hai tay lên vẫy nhẹ nhàng như tập dưỡng sinh vậy. Goku tức điên máu gân nổi đầy đầu mà không làm gì được cả. Trưởng Kame dạng Blue mang tên là Thần siêu việt Kamehameha màu xanh sáng chói lòa, mang theo ki của thần lên tới 9.056 tỷ điểm, chưởng về phía sau lưng tên Jiren nhằm thổi bay hắn ta. Cơ mà, oho aha, các thần của vũ trụ 11 cười không dứt, cười trên nỗi tức tử của bé rớt. Đòn tối thường hủy diệt của Goku lúc nãy chỉ là trò trẻ con với Jiren mà thôi. Sau khi đưa hai tay ra đỡ đòn, hắn ta lại bước ra từ trong đám khói đối diện với Goku. Một tát! Goku sau đòn trưởng tốn ki và đòn đấm vào mặt đó, sức mạnh nhanh chóng tụt khoảng 20% nữa, chỉ còn 5.987 tỷ điểm. Sức mạnh càng lúc càng hao, trong khi tên quái vật kia có vẻ như bọn châu bò, khoảng cách sức mạnh ngày càng xa. Làm sao để chiến thắng được hắn bây giờ? Hắn ta chưa chịu thua, vẫn lao tới như con thiêu thân vào Jiren. Mong muốn được đấm yêu vô cái mặt thằng đó một cái thôi cũng đã mãn nguyện cuộc đời rồi. Hai tát! Goku bị đánh văng ra tới ngoài rìa đấu. Jiren mặt không biểu cảm, tiến tới với ý định xô nhẹ thằng này té xuống cho bớt nhè nhùa. Hay thế nhờ, anh không dùng lực mạnh, đấm phát cho thằng Goku văng. Đằng này chơi nhây đấm đều như máy đóng cọc vào tay Goku. Goku thì chỉ dùng một thế đỡ tay duy nhất, càng lúc càng lùi xa về mép võ đài. Phải bay là Jiren thì bay xích một cái vào bi là nó té ngay. Nhưng Jiren vẫn đóng đều như máy đóng cọc, tới mức mà Goku lùi trượt một chân xuống mép võ đài tí té. Goku đường cùng rồi, giờ anh ta đang trong trạng thái quỳ, chỉ chờ kêu lên: "Anh bạn à, tôi muốn chẳng hòa mà thôi." "Jiren ơi, chú làm gì vậy? Chờ hào quang như vật chính tỏa sáng à, bèm nó đi chứ." Jiren đã không phụ lòng mong đợi của bay, hắn đã đấm một cú chí mạng ngay giữa mặt tên Goku kia. Goku như con cừu non chết đứng giữa con sói già hung ác, mắt dơ ra nhìn chứ không phản ứng gì được nữa, cứ như là quái nhân bị áp lực trước cú đấm của Saitama vậy. Số phận của Goku sẽ ra thế nào đây? Sức mạnh của Jiren là như thế nào? Hồi sau sẽ rõ. Bay, hắn đã đấm một cú chí mạng ngay giữa mặt tên Goku kia. Cơ mà, hào quang nhân vật chính đã sáng ngay lúc gây gần nhất, còn một refresh luôn. Trong lúc Jiren trong đà đấm thì thằng Hit lợi dụng cơ hội xúc tung mỏm nó rồi. Dù ăn chọn một hit từ Hit, nhưng Jiren có vẻ như đến đỏ ẩn cái da do va chạm cũng chẳng có nữa.
Hắn ta đang trượt trên võ đài thắng lại cái két. Khuôn mặt bình thản nhìn lên cái thằng hit đánh lén chơi xấu này. Goku tự nhiên hâm mộ hit hết sức. Hắn là kẻ đầu tiên gây được một hit lên mặt của Jiren, điều mà Goku mơ ước nãy giờ. Nhưng hit thừa biết như vậy là chưa đủ. Hắn ta quyết định cởi cái váy của mình ra và đánh nhau như một thằng đàn ông đích thực. Bây giờ mới là sức mạnh thực sự của anh ta đã mài nhũa bấy lâu nay. Giữ sức được sức mạnh bậc cao của mình mà không bị hạn chế quái thời gian như lúc trước chiến đấu với Goku ở trận vũ trụ 67. Sức mạnh của anh ta tăng lên 6.440 tỷ. Lao vô đánh Jiren ná thở à nha. Ngay cả Goku và thần vũ trụ 6 cũng bất ngờ trước sức mạnh và tốc độ này. Anh ta đấm Jiren như một cái máy khâu, nhưng không hiểu kiểu gì toàn đánh vào một chỗ. Jiren cũng chạy cái tay quanh một chỗ mà thôi. Phải bay thì bay đá cho một nhát. Sau khi đỡ hết đòn thì Jiren nắm tay hít âu yếm thì thầm: mệt chứ cô em, nếu em thấy mệt quá anh cho mượn bờ vai. Thì thầm anh nói nhỏ: Jiren never die. Sau khi hít bị đá văng thì Goku lại lao vào. Số phận không khác hít là mấy, lại còn hao sức. Sức mạnh của cầu tay giảm dần đều theo thời gian, trong khi Jiren chống đỡ từ đầu đến giờ mất không đến 10% sức mạnh. Hít thấy đồng bạn bị đánh đấm lại tiếp tục lao vô. Jiren vẫn với vẻ mặt đó, ba những động tác tối giản đã bất ngờ. Hai tay anh đỡ hai thằng mực chải như cách tường thành đỡ những con ếch nhảy cắm đầu vào mình vậy. Có khi vừa đỡ vừa buồn ngủ nữa kia. Đấu đa vũ trụ gì mà nhàm chán quá thể. Hít quyết định dùng đòn cuối cùng, đòn thế cứu mạng mà anh ta không định dùng đấu trong giả đấu này. Anh ta rủ Goku cùng chơi chung. Nhưng dễ dầu gì, Goku thích thể hiện, cậu ta muốn solo ăn thằng Jiren, còn đánh đôi để hàng nó thì bãi hồ đi. Thế là hít đi ra đánh thằng Jiren một mình, quả thật liều mạng, dù thắng hay thua thì anh ta cũng cạn sức, lẽ ra nên để dành nó vào phút cuối cùng chứ. Thằng Goku lại lợi dụng thời điểm này trở về dạy tóc đen nghỉ ngơi để phục hồi một phần sức mạnh bản thân. Định chai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi hay gì, Goku nói rằng mình vẫn còn một bức tường phải vượt qua mà bản thân vẫn chưa biết là bức tường gì. Bay đoán khá chắc là dạng Xcha Super Saiyan Super Saiyan God Super Saiyan 7 Color Ultimate. Hit thách đấu với Jiren khiến hắn chạy về phía anh ta. Trong lúc đó, Hit gồng lên một luồng hào quang lạ quanh người. Khi Jiren tới gần, liền kích hoạt 7 đưa luồng hào quang đó về phía Jiren và bọc lấy hắn. Ôi, cú đấm của Jiren đã chậm hơn gấp nhiều lần. Đây là đòn 7 nhà tù thời gian mới nhất của Hit. Với sức mạnh này thì người bị ánh sáng nó bọc lại sẽ bị chậm lại hàng nghìn lần, trở nên hoàn toàn bị đóng băng phó mặc sự đời. Riêng cá nhân Jiren thì lại quá mạnh, lại nhanh quá mức quá thể. Đòn đánh của anh ta vẫn nhanh hơn người bình thường, dù rằng chậm vô số lần so với trước kia. Hit đã lợi dụng sự chậm này mà đấm vào bụng Jiren, mà có vẻ như hắn ta không có đau mấy. Trong giây phút còn lại thì Hit liên tục ra đòn vào cơ thể Jiren, khiến hắn lùi liên tục vào mép võ đài. Bản thân Hit cũng không thể giữ được chiêu này quá lâu, sức cùng lực kiệt rồi. Chỉ mong được vài giây nữa đẩy thằng Jiren rớt xuống mà thôi. Anh ta sút liên tục vào người thằng Jiren, ăn đòn no nê, nhưng không hiểu sao khuôn mặt hắn ta vẫn không thay đổi. Thằng này bị liệt cơ mặt à? Sức mạnh đã giảm thêm một khúc rồi còn gì nữa. Thì ra Jiren chịu cô đấm ăn xôi. Hắn ta không rõ sức mạnh này của Hit giữ được bao lâu. Hắn tự tin có thể đánh nhanh hơn nữa, nhưng nếu tính toán sai lầm thì vừa hao sức vừa lộ hàng, nên đã cố ý dụ Hit ra mép võ đài. Dùng sức mạnh tối đa thực sự của mình vượt cả tốc độ của nhà tù thời gian, giữ lấy tay Hit và ra một đòn tất sát cực nhanh. Nhanh gấp 1000 là bình thường để có được tốc độ trước khi giam cầm. Đấm thằng Hit chí mạng bay tít lên trời, rồi rớt xuống hầm của đại đấu trường. Hit thua trong tất tưởi, Jiren nó còn găm hàng nhiều quá. Vũ trụ 6 xem như xong rồi đó. Bản thân Hit là con bài tẩy của vũ trụ này mà nó bị lật rồi. Đám còn lại thì bao nhiêu ước mơ cho lắm. Champa giờ chỉ còn khóc trong nước mắt. Dưới võ đài, Jiren khen Goku một câu. Hắn ta đã biết Jiren chưa thèm đánh hết sức, chỉ là để dẫn dụ thằng Hit mà thôi. Ra tới mép võ đài cho nó một tát, thế là êm, tiết kiệm biết bao nhiêu là sức. Ở khu vực bên cạnh, Topo và Dipo đã đến chỗ của Vegeta khều khều. Topo gọi Vegeta là gã đấu sĩ hạng 2 ở vũ trụ 7, làm cho hắn tức điên cả người lên. Cái này là đạp nguyên quả dép dính đầy phân lên cái lòng kiêu hãnh của Vegeta rồi. Hắn tự xưng mình là thực thể mạnh nhất cái vũ trụ 7, lập tức nổi giận gồng Blue lên 6.700 tỷ điểm sức mạnh. Dipo vẫn chưa được kinh qua loại sức mạnh và tốc độ dạng này, nên lập tức bị Vegeta lao tới tát cho một cái đầu vả chưởng. Topo thì có kinh qua rồi, nên lập tức đưa tay ra đỡ đòn. Nhưng dù có đỡ thì giảm được bao nhiêu đam chứ. Vegeta cứ đá liên tục vào tay hắn, đến mức Topo không còn đỡ nổi mà bị văng tít ra sau lưng, run rẩy đứng lên. Topo công nhận là Vegeta mạnh bằng Goku đấy, nhưng vẫn chưa có tuổi để hạ gục mấy ảnh. Thì ra Topo ngoài châu bò ra thì vẫn còn dấu hàng. Ông ta bút sức mạnh ẩn của mình lên. Ngoài sức mạnh thần hủy diệt tập sự thì ông vẫn có sức mạnh bản ngã, một loại sức mạnh chưa từng dùng để đánh với Goku.
Ở một góc đấu trường nọ, Android số 17 đang chiến đấu với gấu mập Botamo của bộ chủ 6. Đến giờ thằng mập đã tăng tới 900 triệu điểm sức mạnh rồi, nhưng cũng chỉ được cái đánh nhây và chịu đòn bất tận. Chứ muốn thắng kẻ có sức mạnh 7.000 tỷ kia không phải là chuyện để đùa. Gấu mập bị đánh xong cứ nhảy tưng tưng như là cao su vậy, không ăn thua gì lắm. Đấm lâu thì hại sức đối thủ ghê lắm, khiến Android 17 phải nghĩ cách khác. Ở bên cạnh, Piccolo đẩy nhẹ tay cái tiêu diệt thằng Gigaste mẹo lả 18 triệu sức mạnh của vũ trụ 10. Anh ta khuyên thằng Android 17 rằng đánh cận chiến thằng đó vô ích thôi, chi bằng đợi ảnh tới, hai thằng khênh thằng gấu lên rồi vất nó xuống dưới cho nhanh. Nhưng biết nỏ thích, xác định thằng đó bằng cao su rồi thì anh đã nghĩ ra cách đối phó. Anh ta đấm thằng gấu mập, nhưng không lấy điểm chốt cú đấm là bụng nó, mà lấy điểm chốt ra đằng sau nó tới 10m, khiến con gấu bị kéo đột ngột giãn ra như cao su. Sau đó nó theo lực đàn hồi bật ra sau ngay lập tức, như là cây náo cao su bay ra bên ngoài đấu trường. Vũ trụ 6 toi thêm một mạng nữa. Khi Piccolo đang ngạc nhiên với sức mạnh của Android 17, thì Gohan đằng xa đang đánh với một thằng gà bắp, thấy họ bị tấp lén. Ở bên trên, thằng con chim gà bắp đi chở thằng mập ấu Sumo Nappa 220 triệu sức mạnh lao tới, thả xuống như bom rơi. Quả này Piccolo có mạnh đến đâu, nhưng bị đánh lén trúng chỗ hiểm là toi đời ngay. May mà Gohan báo trước, cùng với việc thằng heo mập này vừa bay vừa hét to Nappa, Nappa, khiến anh ta né được trong một nốt nhạc, ngu như heo. Nappa được đà tấn công Piccolo tiếp theo, nhưng mấy cái đám cùi bắp vũ trụ 10 này dễ dàng gì đánh lại được các siêu quái vật ở vũ trụ 7. Gohan đánh bại Meteor, Android 17 bắn rớt Gium, Piccolo đấm gãy mồm Nappa, quá buồn cho một số phần vũ trụ 10, toàn mấy thằng đánh yếu trụ được đến giờ đã hay ho lắm rồi. Bip bước đến, chưởng một phát cho cả ba rớt xuống võ đài. Ba người vũ trụ 7, sau đó vây lấy ba người cuối cùng của vũ trụ 10 là Omni 110 triệu điểm, Burichim 140 triệu điểm và Jiko 120 triệu điểm sức mạnh. Thôi, quả này xong rồi, toàn gặp bọn mạnh thế kia lấy gì mà ăn, thủ lâu cỡ nào thì đợi cỡ đó thôi. Ba thằng vũ trụ 7 lao vô đấm tụi này tới tấp. Ở một phần chiến trường, Android 18 lại đang bị ăn đòn. Sức mạnh đánh nhau nãy giờ chỉ còn 240 tỷ. Thật kỳ lạ, ai mà lại mạnh đến như vậy chứ? Thì ra là nhóm quả cầu lửa Kamikaze của vũ trụ 2. Bọn chúng sức mạnh ban đầu chỉ có vài tỷ mà thôi, nhưng hiện tại đều đang trong dạng biến thân super của mình. Ngoài ngoại hình thay đổi, thì sức mạnh đặc trưng tăng lên hàng chục hàng trăm lần liền. Trong nhóm có Super Russia 95 tỷ điểm sức mạnh, Super Kakusa 110 tỷ sức mạnh, Super Riberian tăng lên 160 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng trong trạng thái đặc biệt tự tin và sắc đẹp của bản thân, thì Riberian tăng đến 320 tỷ điểm sức mạnh lần. Vậy nên mới nhờ vào hai con đàn em khen bờ đích liên tục để tăng tinh thần. Chỉ cần tự tin, cô ta gần như là bất bại. Krillin chê mấy con này xấu, Whis chê mặn, không thèm. Nhưng nó lại là gu của Beerus. Ông ta thấy em mập khá cute đấy, tính ra gu của Beerus cũng mặn. Ở đấu trường, Super Riberian dùng chiêu sắc đẹp hữu cơ là một vòng sáng lò xo sức mạnh lên tới 350 tỷ điểm. Bóc có né như không có kịp, bị dính một ít đòn chọc cô khá đau đớn. Tiếp theo để tăng độ chính xác thì cô dùng đòn gieo cắt tiêu UV 280 tỷ điểm sức mạnh. Được cái là chia làm nhiều đường khác nhau, cắt nát áo của Phóc. Cô bé robot sinh học của chúng ta chỉ có thể né tránh và đỡ đòn, chứ chẳng làm gì được mấy em có nhan sắc này cả. Rốt cuộc cô đã đỡ được một chiêu bom kỳ mang tên là chống lão hóa, lên tới 333 tỷ điểm sức mạnh của em mập. Nhưng bất lực quá, mấy cái đòn mang ba cái tên nhảm nhí kia mạnh vật. Chiêu chống lão hóa tuy không quá mạnh mẽ so với những chiêu khác của Riveria, nhưng nó tỏa ra một làn khói mù lớn sau khi phát nổ. Lợi dụng tình thế này, hai đứa Rossier và Kakuna còn lại áp sát kéo dài tay của mình như cao su trói chặt lấy Bit. Và dù sức mạnh tổng của cô lớn hơn cả hai đứa này, nhưng không cách nào thoát ra được cả. Như một người đàn ông khỏe mạnh bị chó bằng dây thừng vậy, khỏe mấy cũng cực khó bứt đứt được sợi dây thừng. Tranh thủ việc này, Riberian bay lên trời lẩm nhẩm những thứ vô nghĩa như là sắc màu biểu bì sau môi trang điểm gì gì đó. Rõ ràng là tính dồn kỳ dùng một đòn cực mạnh đánh một nhát chí mạng vào Bit. Quả này cô chết chắc rồi. Kali không nhìn được nữa liền hét lên: "Đồ chơi dơ, bỏ số 18 của tao ra!" Giọng nói truyền cảm này đã kinh động đến ba chị em. Họ đã chú ý đến Kali và Riberian đã không thể chịu đựng được nổi nữa. Trời ơi, người đâu mà đẹp trai đến như vậy? Cô đã đỏ mặt rơi vào tình ái, lập tức hỏi anh điển trai đó là ai vậy. Hai đứa đồng bọn cũng nức nở khen Krillin chuẩn men, khuôn mặt giản dị không mũi, đỉnh điểm của sự hoàn hảo. Sau khi biết Krillin là chồng của Pop thì Riberian đã lên cơn tức tối. Tại sao một đứa xấu quái vật đến như vậy lại có một người chồng đẹp trai đến như thế? Trong cơn tức, cô mất dần đi sự tự tin nhan sắc của mình, sức mạnh chạy dần về số mo. Những chiêu tiếp theo của cô ta đều yếu nhất hoặc bay không tới đích.
Có vẻ như hai đứa đi kèm sức mạnh cũng giảm theo dữ dội. Biết dễ dàng bung tay hai đứa này ra, trượng té hết cả ba đứa. Quả là một kèo thua vớ vẩn nhất trong lịch sử. Có mập mất tự tin, tính nhảy xuống tự sát luôn. Nhưng hai con bạn cản lại. Bóc thì hổ tụi nó nhảy gấp đi, nếu không chị trượng chết toi tụi mày. Trong lúc mãi đếm đến năm, đột nhiên cô bị một sức mạnh vô hình đá văng xuống võ đài trước. Ôi, thật kỳ lạ, thua mà không hiểu tại sao mình thua. Ba đứa kia cũng không thoát, chúng lần lượt bị đánh rơi khỏi võ đài này. Tất cả những người trên sàn đấu đều ngỡ ngàng. Thì ra đó chính là Gamisalas, một chiến binh vô hình của vũ trụ 4. Nguyên hình hắn ta là một con tắc kè, có thể thay đổi màu theo môi trường. Dù chỉ có 95 triệu điểm sức mạnh, nhưng hiện tại không ai có thể nhìn thấy hắn ta cả. Hai trong ba thằng cha đang đánh nhau với vũ trụ 7 nãy giờ cũng lần lượt bị hắn đánh rớt ra ngoài võ đài trong ngơ ngác. Gohan và Bit quận trí đấm liên tục vào không khí xung quanh với hy vọng chúng được thằng nào thì chúng. Piccolo vẫn là sáng suốt nhất, anh ta tĩnh tâm nhắm mắt lại, cảm nhận luồng ki mờ gần gần mình, phát hiện ra kẻ tàng hình, trưởng thằng cùi bắp đã té một phát xuống dưới võ đài. Beret tranh thủ sỉ nhục Witella, ba cái thằng tàng hình, ba yếu thì cũng vậy à. Nhưng Witella còn một con bài úp nữa, một thằng vô hình lợi hại hơn. Đúng vậy, Piccolo cảm nhận được luồng ki của kẻ đó, nhưng không cách nào đánh trúng cả. Có vẻ như gã này không chỉ là tàng hình, mà chính là vô hình như một bóng ma, đánh không thể nào trúng được. Trong một nhát đánh sơ suất của Piccolo, hắn đã tiện gã da xanh xuống dưới võ đài. Piccolo ngồi trên khán đài, rấm rứt ấm ức trong sự uất ức của mình, rõ ràng là anh ta rất là tức. Biết nó ở đó rồi mà vẫn bị nó cho ăn mất. Gohan cũng dùng cách của thầy mình để cảm nhận ki. Anh ta thấy luồng ki đó lao vào Android số 17, liền la to để hắn ta chặn lại. May mắn làm sao, giơ tay ra đỡ ngay chóc, nhưng quá bất ngờ, anh vẫn bị đẩy lui một đoạn dài, xuyên qua chỗ cả Jiren với Goku đang tập dưỡng sinh. Xém tí là rớt xuống đáy vực cho nó thêm phần gay gắt. Dispo thay vì lợi dụng xỉa thằng Android cho thuần đà té luôn, thì hắn rủ Jiren chạy đi chỗ khác. Kẻ địch trong bóng tối không biết đường nào mà lần đâu. Buồn buồn mình xô thằng kia thì nó xô cả mình cũng nên. Jiren cảm thấy hợp lý nên cục phắn ra khỏi khu vực này mất. Số 17 chia sẻ điều này với Goku. Goku kêu xài ki đi, nhưng không xài được. Thế là nói chuyện một hồi lò ra, có thể cảm nhận thằng tàng hình bằng âm thanh, kiểu gì là chẳng có tiếng bước chân. Biết rẽ hai cái mái tóc của mình ra và bắt đầu nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Không ngờ anh ta nghe được thật, đó là tiếng rắc rắc rất nhỏ của một con côn trùng. Mày đấy rồi, đó chính là Damon, một kẻ chỉ to bằng con kiến và còn yếu hơn con thằng lằn tàng hình lúc nãy. Kể từ khi bị phát hiện, tác giả đã vẽ nó to lên bằng một quả banh tennis cho dễ nhìn. Vậy thì con chạy đi đâu được nữa? Con bọ chó vừa chạy trốn bay lên cao một nhát thì biết đã chữ nhẹ một đòn nội công rất đài ngay tại chỗ. Trong manga Winterla còn thông cảm cho, trong anime thằng trẻ thích quá đạp cho con bọ chó chạy chỗ chết chỉ vì nó nhỏ nhất thôi. Đen. Trận đấu kéo dài đã lâu, những đứa yếu nhớ hoặc đơn lẻ dân gia đã bị loại gần như là sạch bách rồi. Những chiến binh còn lại trên bảng này đa phần là mạnh mẽ hoặc phối hợp đồng đội rất tốt, hoặc hơn nữa là may mắn trốn được các cuộc tấn công nên tồn tại đến bây giờ. Cuộc đấu còn 30 phút nữa kết thúc. Hiện tại võ đài còn lại 37 đấu sĩ, mỗi bên còn lại khá đông người. Riêng vũ trụ 9 bị tiêu diệt hoàn toàn, vũ trụ 10 còn một người và vũ trụ 11 còn full set đầy đủ. Thật là căng thẳng quá đi. Dưới võ đài, Frieza mới xài hao có 9% sức mạnh từ đầu thôi. Hắn vẫn còn đến 113 tỷ điểm sức mạnh trong dạng thường và chưa hề bung ra dạng Golden ra lần nào cho nó hao sức. Có thằng lằn này dễ dàng tán vỡ alo con bé ăn cắp Calypha 1 tỷ 150 triệu điểm sức mạnh. Trời, nó ghét mấy đứa Saiyan ghê lắm, như là Vegeta ghét thằng Frost vậy. Sẵn là kẻ thù được phép đánh, thì Frieza dí mấy đứa Saiyan vũ trụ 6 đánh như tự trước cho đã thèm. Ta nói phê chữ E kéo dài luôn á. Calypha sau khi bị đánh hộc máu giảm 12% sức mạnh, còn 1 tỷ 012 triệu điểm sức mạnh. Cô quyết định hóa thành Saiyan nhân 50 lần sức mạnh lên tới 50 tỷ 600 triệu điểm. Chà, ghê nhỉ. Chappa khen lấy khen để, cô nghĩ Frieza sốc luôn rồi. Cô cho rằng mình mạnh hơn hẳn lũ Saiyan vũ trụ 7 nên đừng có mà sốc. Nhưng Frieza quá ngán ngẩm với đủ dạng Saiyan rồi, nhẹ nhàng kéo một bức tường đá lên chặt con bé này. Chơi, đúng là con bé này sức mạnh thuần cao hơn bọn vũ trụ 7 không có kỳ thần thật. Frieza tưởng nó cũng chỉ tầm vài trăm triệu nhưng Goku hóa Saiyan ngày xưa là cùng, coi thường đối thủ và cái kết bị tát veo mồm. Tức rồi nha. Frieza kêu đá khắp nơi về đánh cho con nhỏ láo tuyết này một trận bầm dập cho thỏa mãn. Tuổi đâu mà cạc hẹ với ảnh. Chốt hạ bằng một cục đá to đùng ném từ trên cao xuống dưới để kết liễu nó luôn. Sau đó thì để lại một câu khinh thường rồi ngoe ngoại cái đít bỏ đi. Ủa, dưới cục đá không có người.
Con bé này thì ra đã biến ra khỏi đó, luôn ra sau lưng Frieza để mà chữa một đòn nội công tương tự Kamehameha. Hết tốc lực lên tới 80 tỷ điểm để mà chiến hạ Frieza rồi. Không sao, anh còn trâu lắm, nhưng tự nhiên mất thêm 15% sức mạnh thì cay lắm chứ chẳng đùa. Hắn còn 97 tỷ điểm nên thôi, quyết định chơi lớn, dùng luôn dạng cuối cùng của mình chơi con bé này luôn cho nó bỏ. Cay quá cơ. Trong cơn thịnh nộ, Frieza hóa thành dạng Golden của mình, sức mạnh tăng lên 45,45 lần, lên tới 4.365 tỷ điểm. Dù yếu hơn lúc đỉnh cao nhất, nhưng cũng như sức hạ lũ Saiyan. Anh ta đánh em gái như đánh em bé, con bé thấy đất đá nứt toát ra sau mỗi đòn đánh mà tỏ ra sợ hãi. Nó hét lên rằng, chơi chút đã, chẳng ai nói với ta là có một tên như ngươi cả. Ủa mấy thằng Saiyan Blue chưa đủ sao bà nội? Ở bên cạnh, Kale sức mạnh chưa xác định, đàn em của Caulifla đang nhai với Dekori của vũ trụ 4, sức mạnh 15 tỷ. Kale không đánh giả, mà chỉ đỡ thôi, khiến đối thủ tưởng rằng cô cùi bắp. Kale nhanh chóng bị phân tâm, vì ở phía bên cạnh có thằng lằn đang đánh ân nhân của mình nã thở. Dekori lợi dụng sơ hở, mà bút một đòn nội công lên tay, lên tới 17 tỷ điểm sức mạnh để top Kale. Ôi bạn ơi, cô bé đang yếu sức mạnh, do sợ có chị mình tuổi thân, chứ đâu phải nó yếu, không thèm nhìn cũng đỡ được đòn. Chụp lấy tay thọc vô bụng cho con quệ kia nằm một cục, sau đó gạt nhẹ chân ra sau, khiến xác con quệ kia bay tít lít ra ngoài võ đài, rồi đi qua hỗ trợ con chị mình. Trong khi Caulifla bị con thằng lằn mãi liên tục vào mồm cho bớt nghiệp, thì Kale dở trò đánh lén để cứu bồ. Cô không muốn lộ cái mặt mình ra cho con chị thấy. Frieza bị bóp lén sau gáy thì hoang mang ghê lắm. Tranh thủ lúc đó, Caulifla xuất thằng vàng vàng này văng ra ngoài. Caulifla tưởng mình ngon nên tiếp tục giọng điệu đầy sự kiêu ngạo lao vào Frieza. Hắn ta chỉ cười nhẹ, chuẩn bị cho con bé này ăn đấm đợt hai cho đã cái tay nè, sướng gì đâu. Nhưng con quệ Kale bất dài lại đánh lén vào chân, cho Frieza té ngựa ra sau. Thế là ăn trò đòn kia 65 tỷ điểm sức mạnh trực tiếp của con bé Caulifla. Nghĩ nó cay. Ế, may mà nhanh tay đỡ kịp, nhưng vẫn cay, đứa nào tấp lén thế nhỉ? Frieza gân nổi đầy đầu, dùng một đòn sóng nội công sương sương 5.300 tỷ điểm phá chiêu của Caulifla, làm sạch không gian quanh mình. Sức mạnh của Frieza giờ chỉ còn 3.900 tỷ điểm mà thôi. Thôi, vẫn mạnh vật, muốn giết con nhỏ này lắm, nhưng như thế là phạm luật nên chỉ quăng nó thôi. Vui chơi không quên nhiệm vụ, hắn vẫn cố để đứa nào tấp lén mình và chụp được cả tay con Kale luôn. Chà, vừa phải thôi chứ, xong đời hai đứa mày rồi con ạ. Hắn quăng hai đứa này xuống đất và chuẩn bị hành cả hai. Caulifla muốn dành thằng vàng vàng lấp lánh đó cho riêng mình, mà không muốn con Kale can dự. Nhưng Frieza nói rằng đòn của con bé tóc đen đau hơn là đòn của mày đó. Thì ra ở dạng tóc đen, Kale đã có đến 124 tỷ điểm sức mạnh rồi. Còn Caulifla hóa Saiyan full sức mạnh cũng chỉ có 54 tỷ mà thôi. Dù cho cô hóa đến Saiyan cấp 2 thì cũng chỉ lên được 108 tỷ, yếu hơn cả Kale tóc đen dạng thường. Căng dữ vậy. Lúc này thằng Kiabe cùi mía 800 triệu sức mạnh đã hạ được một thằng xếp vào hung pha ke vũ trụ 3 650 triệu điểm sức mạnh rồi. Chơi hàng pha ke mà cũng mạnh dữ dội ta. Kiabe đã tụ hội với hai đứa Saiyan kia, trở thành bộ ba siêu Saiyan khá mạnh. Con bé Caulifla vẫn tự kêu về sức mạnh của mình, cho rằng bản thân có thể hạ gục được con thằng lằn rồi. Con bé nó cần một bài học, thế là được Frieza dạy cho một bài nữa, nát nhừ người. Sức mạnh giảm xuống chỉ còn 25 tỷ điểm, nằm một cục lá hét om sòm. Kiabe luôn mồm kêu kêu đi cứu Caulifla đi, nhưng nó không chịu, sợ con chị nó bị nhục. Vậy là cậu ta đành phải lao tới một mình để cứu Caulifla nằm một cục dưới đất. Nhưng rất nhanh chóng, cái đuôi của Frieza đã chụp được cổ thằng nhỏ đập đầu nó xuống đất. Kiabe lúc này cũng yếu lắm rồi, cậu chỉ còn 27 tỷ điểm để chiến đấu mà thôi. Caulifla cũng đứng dậy đánh đôi, nhưng không ăn thua gì cả. Mỗi đứa một đạp nằm lăn quay. Frieza mạnh quá mà, mạnh đến nỗi mà Champa bảo là đều là hai con thằng lằn, mà Frost nhà mình chẳng được tích sự gì cả. Thằng nhỏ nhục quá, quay mặt đi lơ luôn. Kéo thấy chị mình bị đánh liên tục đã vô cơn tức giận rồi, không kiềm chế được nữa, cô tức điên lên và hóa thành dạng Super Saiyan của mình. Ôi trời đất ơi, con bé biến hình mạnh quá, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực, không nhìn được phải quay đầu lại nhìn. Nó hóa thành Saiyan dạng tóc xanh, cơ thể cao to lực lượng mắt trắng dẻ ra. Trời ơi, đó chính là Saiyan huyền thoại trong truyền thuyết. Ở dạng này sẽ mạnh gấp nhiều lần Saiyan bình thường, càng đánh đau càng hăng máu thì sức mạnh sẽ tăng đến mức không điểm dừng. Chỉ có hai yếu điểm là không giữ được lý trí và khi mạnh quá có thể tự hại chết bản thân mình thôi. Sức mạnh của Kale lúc này đã tăng 50 lần sức mạnh căn bản của cô ấy, lên tới 6.200 tỷ điểm. Frieza có biết sức mạnh của nó là bao nhiêu đâu, lại cười khẩy một lần nữa. Hắn quá ngán ngẩm với đủ loại hóa Saiyan trên đời này rồi, chẳng có gì làm hắn bất ngờ nữa cả. Tuy nhiên, mày coi thường chủ tịch rồi con, đây không phải là cái dạng mà mày thường thấy đâu.
Kheo lao tới như một ánh chớp, túm đầu thằng vàng vàng, gõ cái cập xuống đất muốn u cả đầu mà chẳng phản kháng được gì cả. Cô ta túm đuôi của thằng lằng dốc ngược lên trên. Thật là một hành động kỳ cục, hạ nhục cực kỳ thô bỉ. Cô ta quay thằng nhỏ mòng mòng rồi đập liên tục xuống đất, hệt như cách mà hết đập Loki vậy. Sau đó ném có thằng lằng lên cao và chúng cục gạch té vẹo xuống đất muốn gãy cả xương. Trời đất ơi, Frieza đã giảm cực kỳ nhiều sức mạnh rồi. Con bé đó lại còn tiếp tục tiến tới, vả cho Frieza bay tới mép võ đài. Không xong rồi, cái giống Saiyan gì vậy chứ? Goku liền từ xa tốc biến lại cứu bồ. Biết rằng dạng Saiyan cấp 1 của mình không chống được, cậu lại hóa thành Super Saiyan Blue với 6.500 tỷ điểm sức mạnh. Cậu chỉ mới hồi được 82% sức mạnh của mình thôi. Dù vậy vẫn đỡ được cú đấm và xúc văng con nhỏ ra xa khiến nó bất ngờ. Nhưng đừng có đùa, con bé đó vẫn tiếp tục lao tới đấm trong điên cuồng. Goku ra sức đỡ, nhưng không ngờ sức mạnh đấm của cô bé mạnh đến như vậy. Không chỉ vậy, sau những cú đấm nó lại tiếp tục hét to gồng lực để sức mạnh tiếp tục tăng lên trong cơn điên, khiến Goku bức xô. Sức mạnh con bé đã tăng đến 6.900 tỷ điểm. Nó đánh bật được cả đòn nợ của Goku. Thôi xong xác rồi, con bé ra một đấm kỳ mạnh mẽ lên tới 8.000 tỷ điểm sức mạnh. Sức mạnh thì Frieza đã kịp xuất Goku ra. Hên quá tí chết, Frieza thì tức tối, không muốn thằng kẻ thù cứu mình nó mất đi sự danh giá của anh. Goku bị đá khá đau, chửi một hồi thì trở về dạng tóc đen của mình hồi sức. Con bé trong cơn điên siêu Saiya huyền thoại lại gồng sức thêm một lần nữa. Lần này sức mạnh toàn thân đã lên tới 7.500 tỷ điểm rồi. Nếu là lần thứ N biến hình, con bé còn có thể giữ được ý thức. Nhưng đây lại là lần đầu tiên, nên ý thức cứ tiêu dần từ não người thành quả óc chó. Con bé đau đầu liên tục và mất ý thức hoàn toàn với sức mạnh này. Nó ôm đầu bỏ chạy vô giữa võ đài, xông qua luôn chỗ Goku và Frieza đang đứng mà không làm gì bọn chúng. Ở đây nó ôm đầu phát điên một lần nữa và bùng nổ sức mạnh của mình lên tới 8.100 tỷ điểm. Lần bùng nổ sức mạnh này tạo ra một làn sóng ki cực kỳ lớn, đẩy một số đấu sĩ mạnh mẽ bay ra khỏi đấu trường hàng loạt. Quả thật ghê gớm làm sao. Mất hết lý trí, cô bé cũng hết bị đau đầu. Cô mỉm cười độc ác, nhìn thực thể tự xưng mạnh nhất vũ trụ 7 Vegeta và ứng cử viên thần hủy diệt vũ trụ 11 gần đó. Sau đó thì mỗi thằng một tát. Trời ơi đất hỡi, dù rằng bọn chúng đã nhanh trí đưa tay lên đỡ đòn, nhưng thực sự là chẳng đỡ được bao nhiêu cả. Hai con quái vật nghìn tỷ sức mạnh này bị bay tít lít từ giữa sân đến rớt đà cả hai thằng ngay tại chỗ. Vegeta phản ứng nhanh lẹ, tạo ra lưỡi kim ánh sáng găm bản thân lại kịp lúc. Toppo may mắn làm sao được Dispo cứu kịp. Con điên kheo hiện tại trở thành người mạnh nhất nhì ở đây, lại đi tấn công mọi đối thủ khác, không còn phân biệt địch ta nữa. Nó túm đầu Ganon và Sianka, mỗi đứa vài trăm triệu điểm đến vài tỷ điểm sức mạnh thả xuống đài ngay lập tức. Đen đuổi làm sao, đó lại là hai chiến binh cuối cùng của vũ trụ 4, vũ trụ bị tuyệt diệt. Miller thần hủy diệt vũ trụ 3 ra lệnh cho Dr. Paparoni 135 triệu điểm sức mạnh nhanh chóng hợp nhất mấy đứa vũ trụ của mình để chiến đấu. Các chiến binh của vũ trụ 3 đa phần là những robot sinh học kết hợp giữa sinh học và công nghệ. Tính về sức mạnh, chúng cũng khá mạnh đấy. Cơ mà so với đám chiến binh vũ trụ khác lại không quá nổi bật. Dr. Paparoni là người chỉ huy chính của đội này. Ông ta xem Kheo là loại sức mạnh tự nhiên nguyên thủy. Làm sao mà chống được sức mạnh khoa học tối cường của ông được? Ông ta kêu gọi ba con robot sinh học còn lại của mình là Borareta 805 triệu điểm sức mạnh, Bansea 540 triệu điểm sức mạnh và Kosukai 920 triệu điểm sức mạnh. Cùng nhau hợp nhất với ông ta tạo thành Adnilasa cực mạnh. Hắn ta sau khi kết hợp đã trở thành một thực thể riêng biệt với ý chí riêng của mình. Không rõ rằng nó đã phải là dạng hoàn hảo hay chưa, vì mấy thằng robot còn lại đã đi củ sạch rồi. Sức mạnh hắn ta lên tới 4.200 tỷ, đủ sức dẹp êm mọi thứ của vũ trụ của hắn. Nhưng với vũ trụ khác thì lại là chuyện khác à nha. Kheo cười khẩy một cái, lao tới đạp thằng chả một phát rớt đài ngay tại chỗ mà không kịp chăn chối. Lão lòng với chúng tôi, vũ trụ 3 cứ thế mà bị hủy diệt. Tiếp theo đó, Kheo đến chỗ các đối thủ gần mình nhất, đó là Jabuto với 2 tỷ 3 điểm sức mạnh và Rabara 7 tỷ 9 điểm sức mạnh. Nghiệt nổ, đây là hai thằng cuối cùng của vũ trụ 20 cây. À, về tới rồi này. Tạm biệt vũ trụ 2. Phía sau lưng họ lúc nãy là Omni, người cuối cùng của vũ trụ 10. Anh ta cũng đã bị thương tích nghiêm trọng. Sức mạnh 110 triệu lúc này giờ chỉ còn 32 triệu điểm. Nhưng sức mạnh có là 32 triệu hay 100 triệu hay cho anh ta 3 tỷ luôn cho nó máu thì kết quả cũng chỉ có một. Vũ trụ 10 muôn năm. Tạm biệt anh, tạm biệt vũ trụ 10. Trên sàn đấu, sức mạnh của Kheo đang phản lại chính cô. Nó làm cho cô vô cùng mệt mỏi và đau đầu.
Cái này mà đến mức quá đáng, có thể dẫn đến mức tự hủy của bản thân. Hai đứa Saiyan đồng bạn qua ngủi, nhưng con này nó điên rồi. Chỉ cần xí xê nhận thức để biết Calipa là người thân, nên khải cái tay ra chạy trốn chết về phía trước. Magetta ở đằng trước được lệnh chặn con quể này lại, nên chặn luôn. Với sức nặng và phòng thủ vô hạn, anh ta đã chặn được Kel. Con bé cố đẩy tên robot nặng 1.000 tấn này. Một lần nữa hét lớn, bút sức mạnh của mình lên 8.600 tỷ. Cô đã có thể nâng con robot lên, thậm chí là nhẹ nhàng bằng một tay, thứ mà Vegeta không tài nào làm được. Với thần lực, cô ném luôn thằng đồng đội 1.000 tấn của mình ra khỏi võ đài luôn. Tiếp theo đó là hai thằng Namek, Pilina, 112 triệu điểm sức mạnh và Saonel, 155 triệu điểm sức mạnh của vũ trụ 6 ra ngăn cản. Có vẻ như hai thằng này chưa nhận được bài học gì từ con robot kia. Con điên này nó có nghe cái gì đâu. Tạm biệt, hai anh hỏi da xanh. Hà cứ núp đi để yên cho con bé nó quắt mấy vũ trụ kia là được rồi. Kiabe đoán rằng con bé Kel chính là Susian huyền thoại trong truyền thuyết. Khi nó nổi giận tàn phá hết thảy, sẽ đến phần tự diệt bản thân. Cậu ta hóa lên dạng Susian của mình, hồi phục được chút ít, lên 29 tỷ điểm sức mạnh lên ngăn cản. Cơ mà, mày tuổi con ruồi, thấy sang bắt hoàng làm họ à con? Cậu bay tít lít ra bên ngoài võ đài. May mắn thay, Vegeta quan sát nãy giờ đã kéo lại được, tí chết. Anh ta còn mong muốn huấn luyện bọn Saiyan vũ trụ này kia mà. Ảnh bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra với con bé điên ở đằng kia. Lúc đó, Kel bắt đầu đánh lộ vũ trụ 11. Đám đó kết hợp rất ghê. Đánh ở đây Kel có chút sai lầm. Sở thích của cô là bóp cổ đối thủ rồi quăng xuống dưới. Nhưng lại dễ dàng bị phân tâm. Thế là cái lũ này chơi tim quật quen rồi, nên bắt đầu dở trò hit and run. Để con quệ đó phân tâm rồi cứu đồng bạn. Sau đó chúng phát hiện ra, con này chỉ có sức mạnh nhưng lại không hề có kỹ thuật chiến đấu. Mọi đòn đánh chỉ là điên cuồng, hơ mạnh vào mặt đối thủ mà thôi. Chà, thế là dễ ăn quá. Phán đoán đòn đánh rồi né một phát thôi. Sau đó để mấy thằng còn lại tấp lén sau lưng. Sau khi con quệ đó phân tâm ra thằng khác, thì tới phiên mình đánh lén. Thành ra từ lúc đó, Kel không thể đánh trúng ai. Ngược lại còn bị trúng đòn liên tục từ lũ cùi bắp. Cày thế nhỉ. Vegeta thay đánh đấm cái kiểu đó, nên thằng chả không thèm quan tâm nữa. Anh ta quay lại chỗ Toppo, cho ông ta đang chả mền uống nước trà nãy giờ đợi ảnh. Công nhận cha này rảnh thiệt. Đợi mỗi Vegeta quay lại nói rằng, lúc nãy chúng ta đánh giờ đến đoạn nào rồi nhỉ? Nãy giờ thằng chả ngồi không chắc cũng hồi sức không ít đó. Bên này con quể Calypa đánh đến tục quần. Cha đúng là nữ nhân anh hùng, giặt đến nhà đàn bà cũng quýnh, còn cái địch quần cũng quýnh. Cô kéo cái quần lên, rớt ra hai cái bông tai lúc nãy ăn cắp được của Cao Xin. Thằng Kiabe theo dõi cái quần cô nãy giờ đã nhận ra được điều đó. Sao cái con này kéo quần mà rớt ra hai viên bi? Lạ luôn. Champa nhìn thấy vậy chỉ trích Cao Xin ngay. Thân là thần của các vị thần mà bị ăn cắp ngay trên tay một cách dễ dàng đến như vậy. Nhưng cái con mèo mập này ngay lập tức nảy ra ý rất hay, là cho con bé Calypa dung hợp với Kel để trở thành một chiến binh vừa mạnh vừa có ý thức. Cơ mà gã thiên sứ nhận ra Queen ta là vật ngoại thân, nếu sai không phải là phạm luật sao? Ủa, giờ vũ trụ 6 chỉ còn có 3 thằng sống còn ngõ cụt. Cái đường huần hòe nào mà chẳng chết, còn thở còn gỡ chứ. Mà hai thằng vua vạn vật kia cũng ngu học lắm, không để ý đâu. Kalimba không tin tưởng vào điều này lắm, cô từ chối. Cô ta còn cố cãi, chứ Kiabe thì quyết tâm lắm. Anh ta quyết định xông vào trận địa phe địch để mà đeo ông ta cho Kel. Đừng hòng, Dippo đã xuất thằng này một cái văng tung tóe. Tưởng dễ ăn đấy mà vào. 8 thằng vũ trụ 11 liên kết kỳ lưỡng chặt chẽ, đa số đều mạnh hơn hẳn Kiabe nữa chứ. Tuổi gì mà đòi vào? Kiabe giận quá đấm thằng tai già này luôn. Thế là cậu được ăn một liên hoàn đấm nát nhiều người. Sau khi cậu nằm xuống đất, thằng tai già định ra một chiêu kỳ thổi bay luôn. Nhưng may làm sao, Calypa đã khóa được người thằng này rồi. Trong lúc bối rối và thế khó thời gian ngắn, Dispo không kịp phản kháng thoát ra được gì cả. Kiabe tiếp tục bay về phía Kel, đã bị Thumper đấm bay ra khỏi võ đài. Vậy nên Kiabe quyết định hy sinh quyền thi đấu của mình để đặt cược vào hợp thể mạnh nhất này. Anh ta trong lúc lơ lửng đã kịp đeo bông tai vào tai Kel, sau đó vòng xuống ôm eo cô ta quăng vào bên trong võ đài, còn mình thì rớt xuống. Ảo thật đấy, thời gian ngưng động hay sao mà làm được từng đó việc hay vậy? Nếu phản ứng được như vậy thì rất nhiều đấu sĩ đã không bị rớt đài. Phía bên kia, Calypa cũng đã đeo bông tai Botara vô cái tai còn lại của mình. Hai đứa lập tức bị một trường lực vô hình cực mạnh hít dính bồn vào nhau, kết hợp cơ thể trở thành Kepler Susia huyền thoại bá đạo. Tuy nhiên, sức mạnh dạng này không tăng mà còn giảm nữa. Hình dạng này nhỏ bé hơn dạng biến hình của cá nhân Kel, nhưng lần này có ý thức và võ công của Calypa kết hợp. Tuy sức mạnh giảm nhưng tốc độ tăng lên rất cao. Chỉ số của cô lúc này là 6.580 tỷ điểm. Ông nội Beerus thấy thế cố ý la to, chơi vũ khí dài mà không phạm luật à. Nhằm nhắc nhở tổng lãnh thiên thần và vua vạn vật thấy sai mà loại luôn con quể này cho nó gọn.
Tuy nhiên hai cái thằng ôn con nó cần gì biết luật lệ chi mô, vui là được. Hợp thể ngâu quá, vui quá, hi hi hi. Thế là không phạm luật. Kefla sau khi dung hợp, cảm thấy luôn sức mạnh tuôn tràn trong cơ thể. Rồi, tới công chuyện luôn. Mấy cái thằng vũ trụ 11 này, mày chết mẹ tụi mày với tao. Với siêu tốc độ, cô đấm bay thằng Tupper Vio thịt bắp ra khỏi võ đài trong một cái nháy mắt. Nó không kịp biết là mình mới bị đánh luôn á. Mạnh quá mất quá thể. Bọn còn lại xếp thành đội hình khác để thế chỗ Tupper vừa bị hạ. Nhưng đội nào cũng vậy mà thôi. Con này đâu phải là con điên kheo lúc nãy. Kefla với tốc độ thần thánh của mình đánh tê liệt gần như toàn bộ cùng lúc. Sau đó tiễn từng đứa lên đường mà không bị phân tâm như lúc nãy. Trong một giây, đội vũ trụ 11 thần thánh có 6 thằng lên bảng đếm số cùng lúc. Ngay cả Dispo siêu tốc độ cũng bị vả vô mỏ đứng hình. Thằng Jiren là đồng đội mà nó cứ chơi con mắt ra ngó. Son Goku ái ngại giùm luôn mà, kêu qua cứu bồ đi, hắn đợi được. Thì ra Goku nãy giờ vẫn ở trong dạng tóc đen, rồi dùng vỏ mồm để kéo dài thời gian hồi sức, chứ có đánh đấm gì đâu. Nhưng Jiren từ chối, Jiren không cứu. Anh ta cho rằng mình là thực thể mạnh nhất cái đa vũ trụ này, đồng bạn có bị hạ hết thì cũng chẳng là vấn đề gì cả. Cái con tóc xanh xanh, cái thằng tóc đen đen, mấy cái đứa chọc chọc thì mỗi đứa một vả là đi thôi. Anh muốn xem cuối cùng còn ai đủ trình chơi với mình không. Khuôn mặt vẫn vô cùng bình thản, hầu như anh ta chưa hao sức bao nhiêu kể từ đầu đến giờ. Kefla thấy hai thằng chùm cuối đứng tù một chỗ, định chữa một phát lên tới 7.500 tỷ điểm, bay luôn cả hai đứa luôn cho đẹp trời. Trời, nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về em ơi. Em coi, trừ thằng Goku giật mình một chút, thì thằng Jiren nó có thèm tỏ thái độ gì không? Đợi hàng tới búng móng tay phát cho nó bay à. Nhưng ngay lúc đó, Gohan từ đâu xuất hiện, dùng một tay đánh bay luôn đòn nội công cực mạnh ấy. À đù, Gohan lúc này đã buông sức mạnh của mình ra rồi. Kết hợp với ngộ thức, sức mạnh bản thân Gohan đã thực sự hòa hợp với bản thể. Sức mạnh lên tới 7.230 tỷ. Lần này cậu ta không hề biến hình lên dạng Ultimate, mà bản thân cậu đã ở trong dạng Ultimate luôn rồi. Giống như là Whis và bản năng vô cực của anh ta vậy, không cần biến hình. Liệu cậu ta có thể tiếp tục hóa lên Saiyan không? Hay vẫn tiếp tục như lời dạy của cựu cao sinh năm xưa? Một khi hóa hình lên Ultimate thì biến đến Saiyan cũng không tăng sức mạnh nữa. Tất cả những dạng biến hình chỉ là thứ bề ngoài mà thôi. Dù biết rằng như vậy, nhưng Goku chưa bao giờ yêu cầu ông này kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của mình cả. Đây vẫn là một ẩn số lớn cho sức mạnh của Gohan về sau này. Anh ta bảo cha mình tập trung đánh với Jiren cho vui đi, để Kefla cho ảnh. Hai đứa lập tức lao vào nhau. Dù Gohan mạnh hơn, nhưng Kefla lại nhanh hơn một tí. Cô đã vô hiệu hóa đòn đánh của Gohan và ném anh ta văng ra xa. Nhân tiện cô nhảy lên, đạp hết sức vào bụng của Gohan đang lơ lửng trong không khí, khiến anh ta rơi xuống đất. Đất đá phía dưới tan nát đá vụn văng khắp nơi. Cô khinh thường Gohan ghê lắm, hỏi rằng thằng này có biết cách biến hình Saiyan không? Có chắc là không cần biến hình chứ? Nhưng coi thường chủ tịch giả nghèo quá rồi cô em ơi. Nhìn cái mặt thằng Gohan giống như bị đánh đau không cơ chứ. Hoàn tay sạch sẽ đẹp trai, hắn vẫn cười hề hề sau một tả đòn tấn công của cô em đó. Hắn ta nói rằng, ta không biến hình nữa đâu. Không, ta thật sự không cần phải biến hình. Ta muốn tiến hóa như một con người chứ không phải Saiyan. Ta không ăn mày dự giảm và sức mạnh dòng máu Saiyan nữa. Thì ra Gohan sau khi giác ngộ đã không còn thích những thứ sức mạnh bên ngoài như là vũ khí hay là ưu điểm của dòng máu Saiyan nữa. Nó chỉ tăng sức mạnh nhất thời, chứ không phải sức mạnh đã luyện tập từ trong nội tạng cơ thể. Đầu tư cho sức mạnh Saiyan đồng nghĩa với việc giảm thời gian cho việc nghiên cứu võ học và nghiên cứu những thứ đỉnh cao thật sự như là vượt qua giới hạn của con người để đạt đến mức vô ngã như hắn ta đang có trong hiện tại. Không thì cứ nhìn Android số 17 là biết. Chúng ta vẫn không cách nào rõ được. Gohan đã nắm chân của con bé Kefla và quăng nó đi xa. Sau đó hai đứa lại bay vô tấp nhau điên cuồng. Hai đứa này bẩm sinh là người Saiyan, càng đánh càng dị thương lại càng mạnh. Ngoài ra Kefla thì có khả năng Saiyan huyền thoại, đánh càng nhiều sức mạnh cơ thể càng tăng. Gohan thì có khả năng giác ngộ Ultimate, đánh càng nhiều ngộ càng cao khả năng cũng càng tăng tợn. Thành ra hai đứa này để lâu ngày thiệt là một mối họa lớn ha. Chiến trường phía bên cạnh, Goku đã hóa lên Saiyan Blue, sức mạnh đã phục hồi gần 90%, lên tới 7.600 tỷ điểm để đấu với Jiren. Jiren với sức mạnh chưa xác định, vẫn chơi cái mặt rơ ra nhìn Goku khinh bỉ. Mạnh dày chứ mạnh nữa vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Lại một bên khác đấu trường, Vegeta còn có 3.880 tỷ điểm, vẫn còn đánh nhây với gã Topo trong dạng bút bản năng 3.200 tỷ điểm của mình. Dù đã giảm kha khá sức mạnh, nhưng hắn có lợi thế về sự phòng thủ châu bò, vừa đỡ vừa đánh, nên hai thằng tính ra vẫn ngang tài ngang sức nhây với nhau không hồi kết, khiến sức mạnh cả hai càng lúc càng giảm. Cứ như vậy lâu dài, thì Vegeta thua thật đấy, vì sức khỏe của hắn tụt nhanh hơn gã Topo kia nhiều.
Nhóm đấu cuối cùng còn lại là Dispo, còn 540 tỷ điểm sức mạnh, và Carissa 62 tỷ điểm sức mạnh đấu với cụ rùa Master Roshi bất thay bổ thất với 60 triệu điểm sức mạnh, và Android số 17 6.300 tỷ điểm sức mạnh. Android 17 nói rằng anh ta không cảm nhận được ghi, nhưng có vẻ như ông rùa già khá là mạnh đấy nhỉ. Ơ, còn phải hỏi, tồn tại đến bây giờ thì đâu phải là chuyện để đùa đâu. Ông rùa hăng máu rủ thằng 17 đấm luôn hai thằng kia cho nóng. Họ bắt đầu la vào nhau chơi hết cỡ. Đâu đó ở ngoài kia, Frieza đang bình thản ngồi uống trà. Hắn chẳng muốn đánh đấm vô bộ nữa, ngồi ngoài chơi hồi sức xem tụi nó đấm nhau đã gì đâu à. Phiên bản Golden của Frieza vẫn chưa hoàn hảo, dù giữ kỳ được lâu hơn, nhưng nó vẫn có thể bị tụt 90% sức mạnh sau một thời gian giao đấu. Chưa kể lúc nãy bị con điên kheo đánh cho tơi bời nữa. Tí nữa anh vẽ, anh đợi thằng nào cuối cùng cần chết thì hoái Golden lên đánh thí mẹ nó luôn. Bé rất hiểu lầm, tính chữ Frieza bận thiểu rồi, nhưng nhờ có quyết phân tích nên cho qua. Hắn quay sang Champa càng kỳ tiếp của bông ta cho vui, thì khuôn mặt Champa bên đó rất căng thẳng, không chửi lại luôn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thì ra cuộc chiến của keo dưới kia đã dần đến hồi kết. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng họ đều đã tăng sức mạnh đạt đến cực hạn lúc nãy rồi. Bây giờ thì đều bị chuyển sang chế độ tụt dần chờ hồi sức. Hiện tại cả hai bên đang đấm nhau nãy giờ không ngừng nghỉ, sức mạnh phải nói là tụt không phanh. Cả hai đứa đều cực sức, con số dần về số mo. Mà bay tích thằng Gohan này quá. Con bé keo nó xé áo thằng này, mà nó không xé lại cho nó đều. Vậy là khinh thường vì yếu hơn đó bạn ơi. Chơi gì thì chơi cho ngang cơ chứ. Thôi giờ cũng thân danh bại liệt rồi, không hồi sức được. Hai đứa nhào vô đấm nhau phát cuối chứ. Đứa thắng đứa thua thì cũng bị mấy đứa khác mãi cho chết. Họ cùng la vô đấm nhau một cái chí mạng. Cả hai đều rớt xuống dưới võ đài. Vũ trụ 7 Gohan còn đỡ vì quân số trên sàn còn đông nghẹt, chứ bên vũ trụ 6 thì nát như tương bần. Kefla là hai đứa cuối cùng rồi, họ lập tức bị hủy diệt. Champa không nhìn được nữa, bèn chửi và lêu lêu thằng anh song sinh của mình lần cuối rồi tan biến. Không biết hai thằng song sinh này sinh ở vũ trụ nào nữa, đứa còn, đứa mất. Ở dưới chiến trường, Goku quăng chưởng liên tục vô cái bản mặt của Jiren. Một nhát, hai nhát, 10 nhát, 20 nhát, 100 nhát kia đánh liên tục vô mặt Jiren. Chẳng thấy hắn nhúc nhích hay lấy tay đỡ gì cả, có khi còn đứng ngáp trong đó, tầm thường. Goku Blue lại xông vô dùng nắm đấm tinh ký vô đầu cái thằng này. Nhưng nhìn cái mặt nó giống quan tâm không, hắn lại nhẹ nhàng dùng tay cản đòn đấm lại. Sau đó lại cho một phát chí tử vào bụng của Goku, giúp cho dài dày Goku không cần tốn công co bóp dồn đồ ăn nữa. Hắn đánh tan thành bột hết rồi. Goku cứ như vậy mà bay xuyên qua hàng đống khối đá, sức mạnh giảm không biết bao nhiêu mà kể. Hắn còn 5.400 tỷ điểm sức mạnh. Goku điên rồi, hắn quyết định dùng tới sức mạnh Kaioken nhân 10 của mình đã từ lâu không sử dụng. Đòn này là một con dao hai lưỡi, chỉ tăng sức mạnh tạm thời, nhưng hậu quả đem lại vô cùng lớn. Nó gây ảnh hưởng rất mạnh lên cơ thể, khiến người sử dụng có thể bị hư hoại, bại liệt. Hơn nữa có thể tự hủy võ công, thậm chí mất mạng ngay sau đó nếu xui xẻo. Phải có hào quang như vật chính bay ra mới đỡ được, hoặc chịu hậu quả thấp nhất. Phải vào đường cùng lắm rồi, Goku mới dám chơi đòn Kaioken tự hủy đến như vậy. Mà điểm căn bản của hắn đâu còn là 2 tỷ mốt nữa đâu. Bị đánh nãy giờ chỉ còn 68% sức mạnh là 1 tỷ tư. Hóa Kaioken nhân 10 cộng với sức mạnh Blue hiện tại là 5 tỷ tư nữa, trở thành 19.400 tỷ điểm sức mạnh. Nếu không hạ được Jiren trong một đòn, thì người bị hạ sẽ chính là Goku. Trạng thái này mạnh đấy, hắn lao vô đánh Jiren túi bụi vào mặt, mà hắn ta chớ hề để kịp. Thì ra đã chạm quá sức mạnh của Jiren rồi, hắn ta có 18.000 tỷ điểm sức mạnh. Hiện tại thì có yếu hơn Goku, nên bắt đầu choáng váng với những đòn đánh liên tục của Goku. Sức mạnh bắt đầu giảm dần, còn 17.600 tỷ điểm. Dù vậy, Jiren vẫn quá tỉnh và châu bò, giống khi Goku không giữ nổi sức mạnh Kaioken của mình rồi. Trở về thành thằng cùi bắp với sức mạnh hư hao nghiêm trọng, còn có 3.420 tỷ điểm. Bị thằng Jiren cho ăn tát té lăn quay ra đất. Bên kia võ đài, Kuro đã dồn thằng Kasura 62 tỷ điểm sức mạnh vào trong góc. Thằng này đang hết sức là bất xúc, bản thân mạnh như con trâu con bò thì không nói. Thông qua cái máy phân tích và đo sức mạnh trên con mắt phải của anh ta, ảnh nhận ra cụ rùa chỉ mạnh bằng con rùa con mũi, nhưng không cách nào đánh chúng được là thế nào. Cụ rùa cười khẩy kêu rằng, đừng bao giờ coi thường chủ, à thì thằng chả đã đấm vô mỏ cụ rồi. Không thể nào, bằng một thế lực nào đó, cụ rùa đã nắm được cái tay thằng này không thể nhúc nhích được. Rồi sau đó tiện chân quẹt một cái, cho thêm một đòn quạt, thằng chả rớt vội xuống vực sâu. Đùa, như thế này cụ đấm cả thằng Frieza ấy chứ. Thằng ông nội kia thua nhau ức ức, tại sao mình lại thua một ông già yếu nhất mà không bao giờ đấm trúng được ổng chứ?
Sức mạnh của Rua là một thứ bí ẩn, nằm dưới con số 60 triệu sức mạnh mà gã kia đo được. Cô Rua nhìn ra phía sau lưng thì lại thấy thằng đệ tử yêu của mình bị đánh như một cái mền rách. Goku quả thật bất lực rồi, sức mạnh của Jiren cứ như là vô tận vậy, anh ta không cách nào đột phá được. Cũng tới giờ thông não của cậu rồi đây. Shit, không ngờ thằng cừu đệ tử của ta còn non và xanh quá. Goku nè, sức mạnh thực sự của con là gì? Sức mạnh á? Dù là Blue cũng không ăn được thằng này đâu thưa thầy, chắc phải có cái loại gì siêu to khổng lồ hơn nữa. Hả? Sức mạnh? Là mấy con số khô khan cọc cằn cụ kỵ đó hả? Những con số đó do thằng Bay TV nó chém ra thôi, ai biểu nghe làm chi? Mày thấy ta 60 triệu sức mạnh đã rớt thằng đầu bò hồi nãy không? Sự thiệt là không có cách nào đồng đếm sức mạnh cả. Những lời này nghe xong như đấm vào mồm Bay vậy, cay quá thể. Nhưng Bay vẫn cứ tính số cho nó hoa lá hẹ, trông già cay lại. Ông cụ vẫn tiếp tục nói: Chúng ta luyện võ không phải để thắng, mà là khổ luyện để chinh phục bản thân. Chứ hàng đống sư phụ trước đây của con đã dạy con cái gì vậy? Goku bỗng chốc nhớ ra những lời dạy và tất cả những lần mình bị đánh bại bởi các sư phụ của mình. Cậu dùng tốc độ tối đa của mình cũng không thể lấy được cái thánh thủy của thần mèo mà cậu bị gõ lên đầu. Ông ta dạy rằng quá nhiều bước di chuyển thừa thải, đó là lý do tại sao cậu mất sức rất nhanh. Cậu bị ông Bobo đấm cho veo mỏ khi cậu di chuyển siêu tốc, trong khi ông Bobo chỉ dùng một động tác duy nhất. Bị thường đế búng tay phát bột mà không thể chạm vào. Ông Bobo đã dạy cậu đừng làm những động tác dư thừa. Khí của bản thân phải tĩnh lặng trong thinh không. Khi hành động phải chính xác như chớp giật, muốn như vậy phải gột sạch tâm trí. Ông Bobo đã chứng minh điều đó bằng việc tốc biến và khóa khí của mình khiến Goku ngỡ ngàng. Thì ra lý thuyết về bản năng vô cực đã được gợi ý từ đầu bộ truyện cách đây vài chục năm trước. Thần vũ trụ Bác Kaio thì dạy rằng cậu muốn trở thành người mạnh nhất vũ trụ, không chỉ phải luyện tập cơ thể mà còn phải luyện tập trí não nữa. Chà, quả não này căng đây, có chiêu nào vứt cái não đi Goku mới mạnh được. Cuối cùng là lời dạy của Whis, đừng để tâm trí điều khiển chuyển động của mình, mọi bộ phận trong cơ thể phải tự phán đoán và tự phản ứng. Chà, lời của Whis rõ ràng khớp với lời của ông Popo hồi nãy, thành nguyên vẹn một bộ chân kinh. Dường như Goku sắp ngộ ra rồi, có vẻ như cậu cần một cái gì đó, một cái ngòi nổ và cái hột quẹt để kích nổ nó. Quy lão tiên sinh quyết định dạy cho cậu một bài học cuối cùng, đó là bài học về sự di chuyển. Ông Rùa mang theo 60 triệu điểm sức mạnh của mình đi đánh cái thằng siêu quái vật 17.800 tỷ điểm đằng kia cho thằng đệ tử gà nó thấy. Khi thấy ông già lao tới, Jiren đấm luôn một phát siêu tốc độ để ổng đi cuội ngay tại chỗ. Lạ lùng làm sao, ông ta né được chấm chớp mắt khiến Jiren ngạc nhiên khô xiết, giật cả cửa mình. Nắm đấm của hắn ta rõ ràng là nhanh như sấm chớp kia mà. Ông già sau khi né được cú đấm còn tính đấm vào mặt gã nữa, đó là một sự sỉ nhục. Jiren nhanh tay ra đỡ và nắm một đấm thiệt to nhắm vào mặt ông già. Không hiểu sao ông vẫn có thể né được. Chà, dù có thế nào đi chăng nữa, Jiren đấm cỡ nào cũng không trúng được ông già. Phép thuật Enchantis hay gì, gần 30 đấm rồi mà chẳng trúng gì cả, khiến cho Jiren trở nên cay cú. Khuôn mặt hắn bắt đầu tỏ ra khó chịu thay vì đơ ra như từ đầu đến giờ. Hắn đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi sao? Bé rất hoảng hốt, những bước di chuyển của ông già này liệu có phải... Đúng vậy, nó cũng tương tự như vậy. Vậy sao? Vậy ra những bước di chuyển của ông rùa giống với bản năng vô cực trong truyền thuyết. Thứ mà bé rất còn chưa thông được, chỉ nắm được một ít mà thôi. Nhưng không, ông già đã bắt đầu bị đánh xem chúng rồi. Đó vẻ như Jiren đã tăng tốc độ lên, chúng rau rồi lại chúng nách. Theo bài suy đoán, cái này không phải là bản năng vô cực, mà do thằng Jiren mạnh quá, đánh gió thôi đã khiến ông bay ra khỏi luồng không khí bọc ngoài nắm đấm đó, nên không có trúng. Giống như Saitama không bao giờ có thể đập chết con muỗi vậy, nó bị bay vì gió quá mạnh. Còn khi Jiren tăng tốc độ đến mức xé cả không khí, làm cho luồng không khí không kịp đẩy ông già, thì gần trúng rồi đấy. Bay đoán thế thôi, chứ Whis thì nói rằng có lẽ ông già tuổi cao với kinh nghiệm từng trải mới có cái kỹ thuật đặc biệt đấy. Nói gì thì nói, chứ cái kỹ thuật đó của ông già còn phía mới tìm cận được bản năng vô cực thần thánh. Làm Beres toát mồ hôi hột hà. Rốt cuộc Jiren cũng đã nhận ra rồi. Hắn ta trở về dàn chuẩn của mình, bật Haki quan sát lên nắm bắt mọi chuyển động và nắm thóp được ông già. Lần đầu tiên hắn không cần tốn sức đỡ, mà chỉ cần né một phát để ông già bị hố. Phát tiếp theo tất nhiên là vả trọng rất đài. Ông già chỉ kịp nhắn gửi Goku một câu thôi: hãy nhìn vào trái tim mình Goku, tìm ra câu trả lời ở đó. Trời ơi, thua thì đừng có dạy ông ơi. Rốt cuộc di chuyển kiểu này có thắng được Jiren đâu. Nhưng có vẻ như Goku đã ngộ ra được điều gì đó rồi. Nay thì ngộ với chúng tôi. Jiren chưởng gió một phát trúng đầu của Goku bay tung tóe. Không sao, không sao, may mà thụ châu. Goku quỳ mọt xuống đất,
Jiren quyết định chùm hai cái tay lại thành một cái chày quắt một đòn kết liễu thằng này luôn. Goku kích hoạt hào quang như bậc chính hét lên: "Tao, Son Goku, đệ tử quy phái, một mình tao chấp hết!" Vậy là trong chớp mắt, cậu ta đã biến mất ngay dưới tay Jiren mà không cần dịch chuyển tức thời. Goku dường như là kích hoạt được bản năng vô cực. Khuôn mặt ngầu lòi, một luồng ánh sáng xanh trắng bao quanh cơ thể, trong khi cậu ta không hề biến hình. Bé rất sợ hãi vì kiểu di chuyển này giống với bản năng vô cực. Nhưng Whis nói, có vẻ như vậy, vì nó chỉ tiệm cận thôi chứ chưa giống hoàn toàn. Dạng của Goku hiện tại được gọi là dấu hiệu siêu bản năng. Dù vậy, nó vẫn kích hoạt được khả năng bí mật của tự tại. Lại nói về bản năng vô cực, nó không chỉ là thả lỏng cơ thể cho cơ bắp tự hoạt động theo bản năng né đòn đối thủ mà không cần nghe theo mệnh lệnh của bộ não, mà luôn sức mạnh tự trị này khi được kích hoạt lại mang theo luồng năng lượng cực lớn cho từng tế bào trong cơ thể. Trong cơ thể người có 34.000 tỷ tế bào cùng vi sinh vật, 100 tỷ neuron thần kinh, mỗi cái trong số chúng trong cơ thể Goku đều tiếp nhận một lượng sức mạnh nhỏ vào mình trở thành một thực thể. Mỗi thực thể riêng biệt lại tăng một phần sức mạnh khác nhau. Sức mạnh tổng thể của Goku hiện tại lên tới 25.000 tỷ điểm. Nó bá đạo đến như vậy, thì khuyết điểm của bản năng vô cực là gì? Làm sao để đánh bại nó? Chừng nào đánh Moro và thằng mạnh nhất vũ trụ sau này ba sẽ nói tới, hoặc nhanh nhất là chốc nữa đánh với Jiren. Hiện tại Goku dễ dàng tự tin hạ gục thằng Jiren vai u thịt bắp đằng trước. Chà, chết cù mày với tao. Tuy nhiên dấu hiệu bản năng rất khó duy trì vì cơ bắp không nghe theo bản năng nên thụ dễ dàng, chứ đấu với đối thủ ít nhiều cũng phải suy nghĩ một chút. Ngay trong giây phút phân tâm đó, Goku đã đánh mất dấu hiệu vô cực, trở về dạng cùi bắp và bị thằng Jiren cho ăn đòn méo mồm ngay tại chỗ. Goku bị bại liệt tàn thân, sức mạnh chỉ còn 73 triệu điểm. Ở chiến trường phía bên cạnh, Vegeta đang ghen ăn tức ở vì ở trong bất kỳ phần nào, thằng Goku nó cũng đi trước một bước về sức mạnh. Đầu tiên là sức mạnh tiềm cận, rồi sức mạnh Saiyan, rồi Saiyan cấp 2, cấp 3, góp Blue hoàn hảo, nay lại là bản năng vô cực. Trong khi đó, Vegeta vẫn phải đang chật vật với thằng đấu thủ Toppo cùi bắp của mình. Hiện tại Vegeta còn 400 tỷ điểm và Toppo còn đến 600 tỷ điểm lần. Ông ta quá sức châu bò, chuẩn bị đánh dần cho thằng này một trận. Nhưng Vegeta trong trạng thái Gato hay tức giận lại kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn thực sự của mình. Đó là trạng thái Super Saiyan God Super Saiyan Evolver, hay còn gọi là trạng thái Blue tiến hóa vượt xa ngoài Blue. Nó khỏe tương đương với trạng thái Kaioken của Goku lúc nãy. Sức mạnh của anh ta lên tới 20.200 tỷ điểm. Chỉ cần gồng sức gió ra thôi, cũng đủ để đẩy Toppo bay ra bên ngoài võ đài. May mắn làm sao, ông ta đã bay dính cục đá lơ lửng bên ngoài đó nên không rớt. Vegeta với siêu tốc độ, siêu sức mạnh của mình như một cơn gió hút đầu gối của mình vào thẳng mặt thằng Jiren. Khi hắn còn đang bay lơ lửng trong không khí, thì Vegeta đã bay chặn đầu hắn, đá hắn bay lên trời, rồi lại bay lên chặn đầu, đập thằng này té xuống đất. Ơ kìa, coi mặt thằng Jiren đi, có giống nó đang bị đau không? Hắn ta bình tĩnh cảm nhận xung quanh, lộn một dòng nhẹ nhàng xuống đáp đất, rồi lại bắt đầu hỏi thăm Vegeta. Đối với hắn ta, cái gì mà bản năng vô cực, cái gì mà Saiyan tiến hóa cực mạnh, tất cả chỉ là trò hề rẻ tiền. Trong khi đó, Vegeta lại kêu chỉ có bản năng vô cực mới rẻ tiền, vì cái đó ai cũng dạy và học, chỉ có trạng thái của bản thân ảnh là nhất. Anh ta kêu hãnh bay tới đấm Jiren liên tục với thần lực của mình. Nhưng đối với Jiren, thì con ruồi nào chẳng phải là con ruồi mà phải phân ra mạnh với trẻ yếu. Thì ra sau lần đấu với Kaioken của Goku, anh ta đã thích ứng được với loại sức mạnh và tốc độ đó. Sức mạnh của Jiren lúc này là 21.000 tỷ, dễ dàng đỡ được vô số đòn đánh của Vegeta, nhưng lại nhận lại của cậu ta một đá. Chà, thì ra Jiren không phải là dạng tiến hóa liên tục trong trận đấu, mà anh ta không muốn phí phạm sức mạnh thuần của mình. Anh ta chỉ dùng sức mạnh vừa đủ để hạ gục đối thủ vừa tầm trong ít đòn đánh nhất có thể. 1% sức mạnh cũng đáng quý lắm rồi. Vậy nên con số 18.000 tỷ điểm lúc nãy không phải là sức mạnh thật, mà là đã hãm nhiều lắm rồi. Anh ta ngồi dậy, chùi vết dơ trên mặt, lập tức thích ứng với kiểu di chuyển của Vegeta, tăng lên một chút đến 23.000 tỷ điểm sức mạnh, với một đòn duy nhất khiến Vegeta ù đầu. Những đòn sau đó thì thê thảm cho Vegeta rồi. Jiren dùng vô cùng ít hoạt động để né đòn và đánh giả thằng thực thể mạnh nhất vũ trụ 7. Ít nhưng hiệu quả, một đôi cú đấm và đôi cú đá chính xác làm cho Vegeta chấn thương nghiêm trọng. Ở hòn đá bên ngoài, Toppo còn đến 300 tỷ điểm sức mạnh, nhưng bản năng phản ứng và tốc độ đã không còn bao nhiêu nữa. Chỉ còn mớ cơ bắp cùng sức mạnh châu bò, thì có khác gì cục đá to không? Frieza núp góc nãy giờ, lúc này đã hồi lại 103 tỷ điểm sức mạnh rồi. Tốc độ cùng võ công cùng sự tàn ác đều còn đủ. Con thằng lằn này bay qua đá vào mồ Toppo cho thằng trẻ văng ra xa. Toppo không chết được, nhưng mỗi lần bị đá đều bị bay cực xa ra ngoài võ đài.
Chuẩn bị rất đến nơi, chỉ có một cục đá nhỏ xíu để bám víu. Với tình đồng đội, Lissabon đang đứng cân với Android 17 liền chạy tới cứu lên. Hắn lập tức nhảy ra xa túm lấy Topo đang bại liệt bay qua một hòn đá khác. Ăn chi mà ngu dữ bay, đoàn kết là chết chùm mà. Rhea đã nhảy vội về võ đài và phá mọi tảng đá đang lơ lửng xung quanh chúng. Giờ thì hai thằng này không cách nào vô lại bên trong nữa, chỉ chờ Rhea ban phước cho chết mà thôi. Chết cậu từ mai nè, sức mạnh lớn bao nhiêu cũng vô dụng. Đường cùng lắm rồi, Lissabon mới phải cầu cứu Jiren. Jiren, cứu chúng tôi với, bọn tôi không thể tự về sân đấu được. Jiren nhẹ nhàng chiều mến, quên mẹ đi. Mặc kệ cho hai thằng đồng đội cùi bắp, từ bắp đã té ra khỏi võ đài. Nghĩ cũng cay cho Jiren, rõ ràng hắn sắp hạ được Vegeta. Nhưng hai thằng đồng đội kia hú một phát phân tâm, khiến thằng Goku tốc biến tới xách thằng đó đi mất. Jiren đã cau mày khá khó chịu đấy, anh ta mất dần vẻ bình thản ban nãy. Thử nghĩ xem, đang chơi game đánh boss đến mức quan trọng rồi, thì thằng nào hú là phân tâm, thì có điên không cơ chứ? Sau khi Vegeta và Goku trốn biệt, ảnh bèn đưa cơn giận này vô hai thằng còn lại trên sàn là Fit cùng Frieza. Chúng vừa quay lưng lại nhìn thấy Jiren từ xa, thì hắn ta đã tốc biến ra phía trước hai thằng này. Ảo thật đấy, mỗi thằng một cù chỏ bay lúng xuống hai bên võ đài. May mà thằng này không đánh ra ngoài. Frieza cay lắm, hắn nghĩ cũng nên đến lúc rồi đây. Sức mạnh để giành hồi phục nãy giờ cũng nên hóa lên Golden cực mạnh để mà hạ thằng Jiren cùi bắp này đi chứ. Vậy là hắn lại thích cơ mông gầm cơ đích để dắt bàn cơ thể lên 4.499 tỷ điểm tiến lên đánh Jiren. Này thì vàng mã với chúng tôi, một phát hư ảo đưa Frieza vào cơn mê. Frieza còn cố chữa ngượng rằng, sao mới dạo đầu mà xung thế thằng chọc này, đây vẫn chưa phải là trạng thái tối thượng của tao. Chửi người ta chọc trong khi bản thân không có tóc, làm quái gì còn trạng thái nào mạnh hơn nữa. Frieza cố kéo dài thời gian thôi, cuộc chiến kết thúc, bên nào đông hơn bên đó thắng. Nhưng Jiren đã nhận ra và chưởng phá võ đài nơi Frieza đang đứng. Rồi, tới công chuyện luôn, Frieza tới số rồi. May mắn làm sao, Android 17 với 5.900 tỷ điểm dùng thần lực của mình đỡ được đòn của Jiren. Thì ra Jiren muốn tiết kiệm sức nên dùng một đòn đủ hạ Frieza thôi. Không ngờ lại có thằng mạnh hơn hắn ra đỡ. Golden Frieza đã dần nhận ra thằng Android này còn kinh hơn cả mình nữa, cũng nể ghê lắm. Nhưng Jiren đã đánh hết sức đâu, hắn tăng thêm 3 thành sức mạnh cho cánh tay lên 8.000 tỷ điểm, tiếp tục thổi bay hai thằng này về phương xa lắm. Frieza chết chắc, nhưng Android 17 mạnh lắm. Anh ta vừa bình tĩnh nắm đuôi con thằng lằn, tay còn lại thì dùng trưởng lực cân bằng trọng lực đưa cả hai đến một viên đá lớn gần đó. Ở đây anh ta quyết định sử dụng chiến thuật của Frieza để chơi thằng Jiren. Phải dùng mưu thôi, chứ chơi sức mạnh kiểu gì cũng không lại được rồi. Beat lao vô đấm nhau với Jiren một lần nữa. Tuy nhiên hắn ta vẫn như cũ, đỡ được sạch và đánh cậu ta văng tít ra xa. Beat nhận ra rằng nếu cố đấu thì cả vũ trụ mình cũng chết mà thôi. Hắn quyết định hy sinh một mình, đó là nổ bom tự sát cùng chết với Jiren. Nếu hắn không chết thì võ đài nơi đó cũng bị nát vụn, kéo hắn rớt xuống theo cũng được. Vậy nên anh ta quay lại con chị song sinh của mình chăn chối những lời cuối cùng, chăm sóc gia đình của anh ở dưới trái đất hồ. Bob đồng ý cho thằng này đi chết, trong khi Colin lo lắng hết cỡ. Rồi tiền đâu mà nuôi ba đứa con thằng này, lại còn con vợ nó nữa. Android 17 đã chạy tới chỗ Jiren, nói những thứ vô nghĩa vớ vẩn lần cuối làm cho thằng Jiren hiểu rằng nó đang tự sát. Dòng điện bao quanh cơ thể và kích hoạt quả bom cực mạnh trong cơ thể khiến cho tất cả đồng quy vu tận. Thứ sức mạnh tự hủy đó lớn đến mức sáng chói cả một vùng trời. Toàn bộ người có mặt ở nơi đó đều trở nên ngỡ ngàng. Vụ nổ này còn lớn hơn cả Kale hay là Vegeta nổi giận lúc nãy. Ngay cả các đại cao thủ như là Vegeta hay Goku đều phải chống đỡ hết sức khó khăn. Tổng lãnh thiên thần lần đầu tiên phải tạo rào chắn bảo vệ cho hai thằng em bé. Cả sàn đấu chất liệu siêu cứng đó đã mất đi một nửa. Beat đã chết. Sự hủy diệt này quả thật rất kinh khủng, nhưng đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất. Đó là Jiren chưa hề bị rớt xuống võ đài. Sức mạnh của vụ nổ đó đơn giản vẫn không là gì với hắn cả. Bị thọt sức mạnh xuống 10% thôi, còn 18.900 tỷ điểm sức mạnh. Jiren còn lợi dụng lực đẩy của vụ nổ, hắn nương mình áp sát vào phần gạch không bị ảnh hưởng và dính vào đó, hy sinh của Beat trở nên vô ích. Goku dần rồi, cậu ta bỗng nhiên bút lên được trạng thái dấu hiệu siêu bản năng 25.000 tỷ điểm để chơi với Jiren. Jiren lần này sức mạnh bị thọt nên hắn cũng chơi nghiêm túc. Lần đầu tiên trong trận, hắn đã bước một luồng kỳ quanh người mình, sức mạnh lên tới 23.000 tỷ điểm. Hắn đã sẵn sàng cho việc Goku lao tới chỗ mình. Chà, Goku né được đa số đòn đánh, thậm chí còn muốn phản công. Mãi thì bị Jiren cho ăn thêm một đấm.
Như không có chuyện gì xảy ra, Goku lại tiếp tục lao vào, khiến Jiren đấm mãi mà không trúng. Hắn ta tức tối lắm, sức mạnh Bushki đang giảm theo thời gian. Đánh thì hụt, mà hết giờ phe nó đông hơn, mình lại thua. Jiren lần đầu tiên tỏ ra thái độ tức giận thật sự, gân guốc nổi cả lên đầu. Mãi cũng xuất được một cái cực mạnh, nhưng Goku đỡ được. Goku cũng rất sức lắm rồi, cầu còn 24.200 tỷ điểm sức mạnh. Trận thế này kéo dài lâu thì Jiren có lợi thế hơn, nhưng có vẻ như không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hắn cũng khám phá ra điểm yếu hình dạng của Goku rồi. Khi sức mạnh thô cực kỳ lớn thì bản năng vô cực né đòn sẽ dần trở nên vô nghĩa. Bằng chứng là hai đòn đánh cực mạnh của hắn đã đánh trúng được Goku. Jiren lại bút thêm một tầng sức mạnh nữa lên tới 28.000 tỷ điểm. Đây là loại sức mạnh cá nhân mà chưa có ai từng đạt được trong bộ truyện, trừ bọn dung hợp. Đất đá và khí văng ra xa, Goku không làm gì trừ việc hít lấy hít để như là hít keo vậy. Jiren tức tối liền lao vô đấm. Khi mở mắt ra, Goku đã đạt đến trạng thái bản năng vô cực thực sự của mình. Sức mạnh lập tức tăng lên 35.000 tỷ điểm. Đấm gã Jiren đang tức tối đó ọc cả máu mồm. Đây là chuyện chưa ai làm được bao giờ. Đúng vậy, Goku đã đạt được trạng thái hoàn hảo của bản năng vô cực. Không có hào quang chói lòa quanh người, khuôn mặt an tĩnh. Mọi loại lông trên người đã có màu bạc, kể cả lông nách. Nếu không tin, bạn cứ bảo Goku chứng minh. Jiren nổi giận, Bushki thêm một lần nữa lên tới 28.000 tỷ điểm sức mạnh, lao tới đấm Goku chối chết. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi 180 độ rồi. Lần này kẻ đấm điên cuồng lại là Jiren. Trong khi đó, kẻ có vẻ mặt an nhiên đỡ đòn lại chính là Goku. Hai người này chỉ đánh và đỡ nhau thôi, toàn bộ đấu trường đã rung lên bần bật. Trong cơn điên cuồng, Jiren lại bị chính Goku đá cho ọc máu một lần nữa. Sau đó cậu xuất cho hắn tay dội liền mấy cục đá bên trên võ đài. Jiren còn 27.100 tỷ điểm sức mạnh. Nỗi nhục này ai thấu cho. Trong lặng thinh, hắn đã chữa một cú lên tới 38.200 tỷ điểm sức mạnh về phía Goku. Nhưng cậu ta với bản năng vô cực đã tóc biến đi dễ dàng. Vegeta thấy cú đó trở nên sợ hãi cũng né được luôn. Trên khán đài, đòn nội công đã liếm mất đi một chỗ ngọt lịm. Tốc độ này của Jiren vẫn chưa là gì với các thiên thần. Họ đã nhẹ nhàng rời chỗ và tới chỗ vũ trụ 7 ngồi mà không mảy may bị dính bụi gì cả. Lúc đó, Goku đã lén bay lên sau lưng Jiren, dùng một đòn Kame lên tới 42.000 tỷ sức mạnh tấp lén thằng này, thành một lỗ thủng sâu cùng trời cuối đất. Jiren may mắn bị dính một ít chiêu, sau đó bám được dưới đáy võ đài để thoát khỏi phần lớn năng lượng đó. Hắn tức tối lắm rồi, đánh lén mà đòi mạnh gì bay. Hắn bay lên và bút lên một tầng sức mạnh nữa. Lần này sấm sét nổ quanh người cùng với luồng kỳ chói lòa lên tới 34.400 tỷ điểm sức mạnh. Hai thằng lập tức lại lao vào nhau tiếp. Goku lần này có chút khó khăn hơn với việc đỡ đòn, vì sức mạnh của Jiren lại tiếp tục tăng nữa. Nhưng cậu vẫn có thể cho Jiren ăn đòn liên tục trong suốt trận này, còn không để bản thân mình dính một chiêu nào hết. Tưởng rằng Goku sẽ thắng hẳn trận này, thì Whis lại phán một câu làm cho gió phải đổi chiều. Tiềm năng của Jiren là không gì đong đếm được, càng đánh càng phản đòn, cậu ta lại càng nhanh và càng dứt khoát. Trong khi đó, Goku chưa luyện đủ để dùng bản năng vô cực đúng cách. Bản thân cậu ta sẽ phải chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng nếu trạng thái này kéo dài lâu. Đúng vậy, khi trận đấu kéo dài thêm, sức mạnh của Jiren có giảm xuống nhưng tốc độ và kỹ thuật lại tăng lên. Trong khi đó, Goku chỉ đạt đến cực hạn là kết thúc. Như Whis và Beerus nhận xét, đây là một trận chiến bào mòn. Jiren sẽ kiệt sức trước hay trạng thái của Goku sẽ tắt nắng trước. Trận đấu này diễn ra nhanh đến mức không ai nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở dưới võ đài. Ngay cả Beerus cũng nhận xét rằng, mắt ta cũng không theo kịp tốc độ của chúng. Thân hủy diệt mà cũng phải chào thua sao? Nhanh đến như vậy à? À không, trong bản tiếng Anh lại là lũ người trợn mắt thịt như chúng mày thì làm sao mà thấy được chứ? Có vẻ như Beerus vẫn có thể nhìn thấy bình thường vì vẻ mặt của ông ta không tỏ ra thái độ gì đáng ngạc nhiên cả. Trận chiến dai dẳng cuối cùng đã kết thúc. Jiren còn 300 triệu điểm sức mạnh, còn chút xíu nữa là kiệt sức. Nhưng Goku hoàn toàn sụi, cậu ta không còn sức để biến hình nữa, bị Jiren túm đầu quăng ra ngoài võ đài. May mà Vegeta còn sống và Kame đỡ được cậu ta. Vegeta cũng cạn sức rồi. Jiren nổi giận, bút sức mạnh một lần nữa lên tới 520 triệu, lao vô hút hai thằng này. Goku và Vegeta đã kết hợp cùng đánh thằng này, trong khi cả hai chỉ còn hơn 100 triệu điểm sức mạnh mỗi thằng. Không ngờ Whis đã huấn luyện cho hai thằng này đấu tay đôi với nhau kết hợp cực kỳ tốt. Dù sức mạnh yếu hơn, nhưng hoàn toàn làm cho Jiren choáng váng, chỉ có thể đỡ, không thể công. Công là có thằng còn lại tát vào mặt liền. Rốt cuộc, Beerus đã tiết lộ một loại sức mạnh mới trong truyện, đó chính là tim quật. Goku và Vegeta cuối cùng đã có thể đấm thẳng vô mặt Jiren rồi. Hai thằng giang đầy tự tin, có thể đẩy Jiren ra khỏi võ đài ngay tức khắc. Chơi, đánh không cần nghỉ thở luôn mà. Jiren yếu lắm rồi, cơ thể hắn run rẩy chỉ có 232 triệu điểm sức mạnh. Hắn giận lắm rồi.
Vẫn đỡ được chiêu của hai thằng kết hợp, sau đó là Bucky lên 340 triệu đẩy bật hai thằng này. Tụi nó sợ ngay, hắn ta còn nhiều sức mạnh đến như vậy sao? Mẹ, đã bút cờ đó rồi mà giờ còn bút thêm sao? Chơi vậy, ai chơi lại? Sức mạnh của tao là không giới hạn. Jiren chậm chậm bước về hai đứa này. Goku và Vegeta quyết định dồn toàn bộ sức lực để chơi một đòn kỳ cuối cùng và Jiren chưởng một phát cực mạnh về phía Jiren lên tới 400 triệu điểm. Tuy nhiên hắn chỉ bị cháy ảo mà thôi. Jiren sau đòn đó còn đến 60 triệu điểm sức mạnh. Hắn dễ dàng chưởng bay Vegeta xuống hố. Hai thằng đó mỗi thằng chỉ còn không tới 40 triệu điểm sức mạnh mà thôi. Goku lao tới đấm Jiren, nhưng hắn ta đã đỡ được rất dễ dàng. Jiren nhận ra rằng thời gian cũng đã sắp hết. Hắn nói rằng vũ trụ chiến thắng là vũ trụ 11, hãy nhớ lấy lời ta nói. Vậy thì đẩy thằng Go chim đó xuống bỏ đài đi ông cố nội, nhờ gì nữa. Đúng vậy, Jiren đã bắt đầu đẩy Goku. Goku cố gồng, nhưng hắn thừa nhận mình chẳng có một chút sức lực nào cả. Jiren cũng hết sức rồi, hắn đẩy trong run rẩy, cổ một xíu nữa thôi, thằng Goku to đời chắc. Phía sau lưng Jiren, một luồng sáng chói lòa phát ra, đó là đòn nội công của kẻ mạnh nhất ở đây, Frieza. Hắn ta chưa chết mà còn rất khỏe, có đến 82 tỷ điểm sức mạnh lận. Hắn vô một đòn nội công lên tới 130 tỷ điểm, nhằm hạ cả thằng Jiren và Goku cùng lúc luôn. Goku lợi dụng tình thế đó, quay người thằng Jiren lại và tóm chặt nó lại. Ủa, hắc hả ông cố nội, vừa rồi còn kéo hết sức mà giờ khỏe hơn thằng Jiren vậy, sức mạnh tình bạn à. Mày thật sự bối rối, không biết Goku đã làm như thế nào, và Goku đã lấy sức mạnh khóa chặt thằng Jiren này ở đâu ra, lẽ nào là hạ quan nhân vật chính. Bản thân Jiren cảm thấy ốt ức quá phải kêu lên, chơi bẩn hả mày. Đấy, kiếp nhân vật phụ nó thế, biết làm sao được bạn ơi, đời bất công cộng long không bao giờ thẳng. Giờ đây hắn bị khóa cứng bởi Goku vài chục triệu điểm sức mạnh, và đằng trước là một luồng năng lượng hủy diệt lên tới 130 tỷ điểm. Quân tử đại trường phu đúng là có nước đi khác người thường, cái gì dễ làm trước khó làm sau thì anh ta lại chọn làm cái khó. Thay vì bút sức mạnh đẩy văng thằng Goku rồi nhảy ra né, anh ta lại chọn đứng tại chỗ bút sức mạnh chống quả cầu cực mạnh Frieza. Quả cầu này kinh thật đấy, nó đi tới đâu thì siêu vật liệu của võ đài tan biến tới đó. Nhưng Jiren đã đỡ được, dù cho anh ta đang đứng ở gần mép yếu võ đài. Thì ra anh ta dùng kiểu sức mạnh mà mình vừa sỉ nhục Kheo cùng Goku lúc nãy. Đổi việc phá hoại cơ thể để lấy sức mạnh, đúng kiểu tự vả vào mồm mình. Sức mạnh anh ta tăng dần 1 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ rồi lên tới 200 tỷ điểm. Rốt cuộc cũng đã đẩy được cục năng lượng đó bay lên trời rồi. Trong khi đó, siêu cấp vô địch châu bò Goku vẫn còn bám dính rất tốt. Không, đây lại là một trò của Frieza. Trong lúc quả cầu đang bay, thì hắn ta cũng đã hóa Gon và bay theo quả cầu, sức mạnh lên tới 3.181,5 tỷ điểm, để bay thẳng về hướng Jiren. Có nhiều cách an toàn hơn để đánh hại Jiren, vì Frieza giờ đây mạnh hơn hẳn. Nhưng thời gian chỉ còn một vài giây mà thôi, cũng không chắc Jiren còn có thể mạnh đến chỗ nào. Đây chính là cách nhanh nhất, đó chính là hút thằng Jiren cùng rơi xuống đất không cho nó kịp phản kháng. Goku rất bất ngờ, vì đây không phải là tự hủy sao. Cứ như vậy, Frieza hút tới cả ba thằng đều rớt khỏi sàn đấu này, toàn bộ đều thua cuộc và mọi vũ trụ sẽ bị phá hủy sao? Không, đó chính là kế hoạch của Android 17 và Frieza ban đầu. Android 17 đã không tự hủy mà hắn chỉ phát tán năng lượng tối đa, sau đó tìm chỗ nấp mà thôi. Bản thân là robot sinh học không phát ra kỳ nên không ai có thể nhận ra cả. Chiêu này giống chiêu của Behemoth trong cuộc chiến giữa các vị thần hủy diệt. Ông ta đã bị chơi giống chiêu mà mình chơi lúc trước. Cái... Trên khán đài, tác giả cho phép đám vũ trụ 11 nói chuyện đạo lý với nhau để thông não thằng Jiren về Tem Quật, sau đó thì tan biến. Android 17 là người chiến thắng. Anh ta có quyền ước một điều từ siêu rồng thần. Anh ta ước rằng mọi vũ trụ bị phá hủy đều được đưa trở lại. Ok con dê luôn. Vậy là cuộc chiến chính thức trở nên vô nghĩa, không được gì và cũng chả mất gì. À không, một số kẻ đã có thêm dạng sơn màu tóc mới và các kiểu la hét mới nữa. Mọi người đã được đưa về vũ trụ của mình. Frieza chính thức được hồi sinh, hứa hẹn một kèo quầy ra trò và sau này mà bay sẽ ra ở series tiếp theo. Còn bây giờ thì tiến hóa sức mạnh super đến kèo đấu đa vũ trụ chính thức kết thúc. Bay sẽ gom tất cả lại thành một bản full.
Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cầu.